học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Trên thế giới này còn có cái gì so học được một cái tri thức điểm về sau, lập tức liền có thể dùng tới, đưa nó thực tiễn, càng làm cho người ta vui sướng sự sao? Tô Thị A Thập Lục hiện tại chính là học nhi trí dụng. Nàng trước đem tích cốc đan nhai nát, sau đó đỡ dậy Tống Thư Hàng, cúi người hướng hắn đụng đi. Chờ, đợi đã, bên trên da đen Vũ Nhu Tử nói. Tâm ma trực giác nói cho nàng, A Thập Lục làm như vậy có chút không đúng. Sở các chủ ngốc mao. Bạch Long tỉ tỉ. Trên thực tế, Tô Thị A Thập Lục lúc này vô cùng gấp gáp. Công đức trái tim như cùng ở tại bắt đầu diễn sướng hội nhảy lên, cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi vỡ vụn. Nàng thật vất vả lấy dũng khí, đem mặt xích lại gần Tống Thư Hàng sau đó phải làm sự, nàng trên lý luận biết, trong lòng càng là chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nhìn thấy Tống Thư Hàng mặt lúc, động tác của nàng bắt đầu tạm ngừng, không cách nào giống nàng trong tưởng tượng như vậy nước chảy mây trôi. Đặc biệt là bên cạnh, da đen Vũ Nhu Tử tiếng kêu gọi, càng là làm nàng có loại tay chân luống cuống cảm giác. Nếu như lúc này Tống Thư Hàng lại đột nhiên tỉnh lại lời nói. Ý nghĩ này tại Tô Thị A Thập Lục trong đầu chợt lóe lên. Sau đó, nàng ý nghĩ này giống như là phát động cái nào đó tiền trí điều kiện, đã đạt thành hướng mỗ khỏa ngôi sao may mắn cầu nguyện hiệu quả, nàng nguyện vọng này. Lập tức liền thực hiện. Nguyên bản đánh mặt đều bất tỉnh Tống Thư Hàng, đột nhiên mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Thị A Thập Lục. Sở các chủ ngốc mau đánh cái quyển. Bạch Long tỉ tỉ nội tâm sâu kín thở dài. Tống Thư Hàng nguyên bản tại lĩnh hội cái kia đạo nguồn gốc từ ban văn long đại lão nhân đao đao ý. Đạo này đao ý tại chém ra về phía sau, còn có một chút xíu còn sót lại ở trong cơ thể hắn. Hắn không cầu triệt để lĩnh hội đạo này đao ý, chỉ cầu có thể tìm hiểu đến chút ra lông liền tốt hắn vẫn có tự biết rõ, loại này cửu u chúa tể cấp đao ý, cũng không phải hắn loại này tiểu tu sĩ có thể ngộ ra. Tại lĩnh hội đạo này đao ý quá trình bên trong, thể năng của hắn, thể nội linh lực, tinh thần lực, đều tại liên tục không ngừng tiêu hao. Nếu không phải là hắn thần thức, tinh thần lực vừa tiếp thụ qua tam nhãn đại lão dòng số liệu quán não tổn thương cường hóa, hắn căn bản nhìn không được lĩnh hội đạo này đao ý lúc tiêu hao. Nói không chừng lĩnh hội đến một nửa lúc, liền phải bạo não. Bởi vì tiêu hao quá lớn, liền sinh ra cảm giác đói bụng, Tống Thư Hàng bị đói bụng đến phát khổ, ngạnh sinh sinh bị đói tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục tinh xảo khuôn mặt nhỏ chính hướng hắn đụng tới. Má của nàng giúp phình lên, nhìn qua tựa hồ muốn cho tự mình làm hô hấp nhân tạo. Hai người bốn mắt tương đối. Khả ái, Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Quai hàm nâng lên Tô Thị A Thập Lục, nhìn qua tựa như là khả ái tiểu chuột hamster. Lý trí nói cho Tống Thư Hàng, lúc này tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, đương bản thân còn hôn mê lấy. Là phương án tốt nhất. Nhưng lúc này Tô Thị A Thập Lục thực sự khả ái, hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nhìn không được, Bạch Long tỉ tỉ rốt cục nhìn không được. Nàng long đầu quay lại, một đôi con ngươi màu vàng óng đối Tống Thư Hàng dùng sức chừng đi. Một cái năng lực thiên phú bị nàng phóng xuất ra, xoát trên người Tống Thư Hàng. Đây là Bạch Long tỉ tỉ một tháng chỉ có thể sử dụng một lần năng lực thiên phú cường hóa long uy. Nguyên bản nàng long uy chính là chân long bên trong đỉnh tiêm cấp bậc, lại trải qua thiên phú cường hóa về sau, nàng long uy tính cả cảnh giới trường sinh giả đều sẽ bị quấy dày trùng kích. Đương nhiên, nàng đối Tống Thư Hàng sử dụng long uy thời điểm, không sẽ dốc toàn lực kích hoạt, mà là đem long uy trên người Tống Thư Hàng quét một cái sát na thời gian. Kể từ đó, có thể tại không làm thương hại Tống Thư Hàng điều kiện tiên quyết, nhưng hắn lại tiếp tục ngủ một lát. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại là hoàn toàn mới phương diện tinh thần thống khổ. Là hắn nhẫn nại thiên phú còn không ghi chép kiểu mới thống khổ. Mà lại cái này trùng kích chỉ là ngắn ngủi một sát na, hắn nhẫn nại thống khổ thiên phú cũng không kịp lập hồ sơ. Tống Thư Hàng chớp mắt, lại đã hôn mê về phía sau. Người đây là gian lận A, sở các chủ ngốc mau đối Bạch Long tỉ tỉ truyền âm nói mà lại, Thư Hàng tỉnh dậy không phải càng có ý tứ sao? Tại sao phải mê đi hắn? Bạch Long tỉ tỉ, ngươi cắn ta a? Sở các chủ, nếu không phải ta ngốc mau chưa đi đến hóa ra miệng cùng răng, ta cái này một ngốc mau cắn lấy ngươi nghịch lân lên. Tô Thị A Thập Lục gặp Tống Thư Hàng lại ngất đi về sau, trong lòng có chút mất mát, lại có chút may mắn. Nói thật, từ Thư Hàng mở mắt trong nháy mắt, nàng mớm thuốc ý nghĩa đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng là, đã Thư Hàng đều đã trải qua phát hiện nàng muốn làm gì.
lại bỏ dở nửa chừng, tựa hồ càng thêm không ổn. Cô Tống Thư Hằng bụng lần nữa phát ra đói khát tiếng vang. Tô Thị A Thập Lục không do dự nữa, nàng án lấy trong đầu của mình lặp đi lặp lại biểu diễn vài chục lần phương án, đem miệng của mình xẹt tới. Lần này trước thuần thục bên dưới xúc cảm, lần sau nàng nhất định phải tại Tống Thư Hằng lúc thanh tỉnh cho hắn mớm thuốc. Sở Các Chủ ngốc mau nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Cắn kim long thủy tổ là không cắn nổi, ngốc mau lại không có cắn người chức năng này mà đầu của nàng lại không cách nào rời đi Tống Thư Hằng hạch tâm thế giới. Đã ngươi muốn gian lận, cũng đừng trách ta phản gian lận a. Sở Các Chủ ngốc mau mũi nhọn trên không trung đánh cái câu, âm thầm sử dụng một cái bí pháp. Sở Các Chủ tóc dài là vũ khí của nàng, là thân thể nàng trọng yếu bộ phận. Nàng mỗi một cây tóc dài, đều đi qua linh lực rèn luyện, có thể gửi lại thần thức. Tại bí pháp của nàng kích hoạt về sau, Tống Thư Hằng thần thức bị âm thầm quất ra, chuyển rời đến nàng ngốc mau bên trong. Nương Tô Thị A Thập Lục cúi người đem bờ môi dán lên thời điểm. Tống Thư Hằng ý thức vừa lúc bị Sở Các Chủ chuyển rời đến ngốc mau, cũng từ trạng thái hôn mê bên trong bị tỉnh lại. Sở Các Chủ thần thức cùng Tống Thư Hằng thần thức cụ hiện là nhân hình, tại ngốc mau bên trong ngồi hàng hàng, lấy bên thứ ba góc độ, nhìn lấy Tô Thị A Thập Lục lấy môi vì Tống Thư Hằng mớm thuốc toàn bộ quá trình. Có cái gì cảm tưởng sao? Bá Tống Tiểu Hữu, Sở Các Chủ thần thức tay phải hư nắm thành không quyền, đưa tới Tống Thư Hằng bên miệng, tới nay thăm người ngữ khí hỏi. Thật là thơm, Tống Thư Hằng trả lời. Trừ cái đó ra, còn có cái khác cảm tưởng sao? Sở Các Chủ nói xong, lại đem không quyền đưa tới Tống Thư Hằng bên miệng. Lần sau nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Sở tiền bối ngươi có thể tại Bạch Long tỷ tỷ trấn choáng ta sau. Lặng lẽ đem ta tỉnh lại, Tống Thư Hằng thành khẩn nói. Thần thức ly thể về sau, chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Ngươi còn muốn nếm thử mớm thuốc hương vị? Sở Các Chủ hỏi. Có cơ hội, Tống Thư Hằng phối hợp trả lời. Sở Các Chủ nhẹ gật đầu, sau đó chỉ mình nói, vậy ta đến phối hợp ngươi đi. Tiền bối ngươi, Tống Thư Hằng nhìn qua Sở Các Chủ môi đỏ, tỉnh táo khoát tay loại này rõ ràng là khảo nghiệm sự tình, hắn sao có thể mắc câu. Chính khoát tay ở giữa, Sở Các Chủ không quyền hóa trưởng, hướng lên nhẹ nhàng phất một cái, Tống Thư Hằng bị một cổ nhu kình phật ngã xuống đất. Ngã xuống đất lăn lộn thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình cùng Sở Các Chủ bên cạnh, còn ngồi cái thứ ba thần thức thể. Cái này cái thứ ba thần thức thể, là Tống Thư Hằng linh quỷ. Linh quỷ cùng hắn là một thể, sở dĩ thần trí của hắn bị Sở Các Chủ bí pháp quất tới lúc, linh quỷ thần thức cũng bị cùng nhau quất ra chuyển rời đến ngốc mau bên trong. Dưới tình huống bình thường, linh quỷ bề ngoài sẽ hướng chủ ký sinh dáng vẻ đồng hóa, đến lúc đó nhị vị nhất thể, cùng tiến cùng lui. Nhưng Tống Thư Hằng nhà linh quỷ lại trưởng bản thể hắn hoàn toàn khác biệt, liền giới tính đều là nữ tính. Mà lại linh quỷ thần thức cụ hiện sau cái đầu rất nhỏ, chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng. Kỳ quái, vì cái gì linh quỷ thần thức sẽ như vậy yếu? Tống Thư Hằng trong lòng nghi ngờ nói, hẳn là bản thân linh quỷ có vấn đề. Thấy được không, đây cũng là ngươi linh quỷ ý thức thể. Sở Các Chủ vượt qua Tống Thư Hằng, đưa tay đem hắn linh quỷ ôm vào trong ngực, như là ôm cái con rối bé con. Linh quỷ một mặt chất phác biểu lộ, mặc cho Sở Các Chủ ôm nàng, cũng không có phản kháng. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, thấy được. Ngươi nên biết, linh quỷ giác quan có thể cùng chủ ký sinh đồng bộ. Sở dĩ, nếu như ngươi muốn lại nếm thử bị người mớm thuốc tư vị, ta có thể thông qua ngươi linh quỷ, gián tiếp để ngươi nếm thử loại vị đạo này. Sở Các Chủ ôm Tống Thư Hằng linh quỷ, nói. Tiền bối, ta cảm thấy nếu như ta trả lời muốn, liền sẽ bị ngươi đánh chết. Tống Thư Hằng bình tĩnh nói, không chút nào bị Sở Các Chủ sắc đẹp chỗ dụ hoặc. Đạo tâm của hắn hạng gì kiên định, như thế nào loại trình độ này dụ hoặc có thể ảnh hưởng. Sở Các Chủ lười biếng ngã về phía sau, không có hình tượng chút nào, người quả nhiên cùng Phật môn hữu duyên. Chớ nói lung tung, ta không thể nào. Tống Thư Hằng lắc đầu liên tục nói. Dù cho không cẩn thận tấn thăng đến thất phẩm tôn giả cảnh giới, nhưng hắn cũng không muốn cùng Phật kết duyên. Hắn còn muốn liền giống như người bình thường, kết hôn sinh con tốt nhất có thể sinh cái một nam một nữ, hưởng ứng quốc gia hai thai chính sách. Sau đó nhìn nữ nhi từng ngày lớn lên, chờ nữ nhi dài đến đợi gả, hắn nắm tay của nữ nhi, đưa nàng tay đưa tới một cái khuôn mặt mơ hồ tuổi trẻ nam tử trong tay, vì nàng dâng lên chúc phúc. Đêm dài về sau, hắn cùng thê tử núp ở trong chăn, lặng lẽ khóc thành nước mắt người. Mặc dù thất phẩm tôn giả không dễ dàng sinh con,
nhưng cũng không phải là không thể sinh linh điệp tôn giả chẳng phải đang tôn giả cảnh giới về sau, mới sinh vũ nhu tử nha. Chỉ muốn chăm chỉ điểm, thất phẩm tôn giả làm theo có thể sinh ra nữ nhi tới. Linh điệp tiền bối chính là hắn tấm gương. Thậm chí chỉ cần có lòng tin hạ khổ công phu, tại nữ nhi lấy chồng về sau, hắn còn có thể lại sinh cái hai thai đi ra. Dạng này kẻ tốt thời gian sinh cái thứ hai nữ nhi, liền có thể giảm bớt, hòa tan đại nữ nhi lấy chồng sau mang tới thương cảm. Sở các chủ một lần nữa ngồi dậy, nàng nhìn qua Tống Thư Hàng biến hóa phong phú khuôn mặt, cảm giác mình nhìn một bộ phim ngắn. Nếu như ta cam đoan đánh không chết ngươi thì sao? Ngươi có muốn hay không thử một chút? Dù sao chỉ là dùng miệng cho ngươi linh quỷ mớm thuốc, ngươi linh quỷ cùng ta thân cận, ta cũng không ghét. Sở các chủ tiếp tục hỏi. Tống Thư Hàng cái này linh quỷ, cho nàng một loại rất dị dạng cảm giác. Ngoại trừ gần thân bên ngoài, còn có càng sâu tầng một lại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác. Tống Thư Hàng lần này lắc đầu dao động nhanh hơn, thôi được rồi, dù sao sở tiền bối ngài làm ta thái tổ cũng đủ, ta có chút không thích ứng. Sở các chủ. Thư Hàng cái này nhóc con, cái gì cũng tốt, chính là có thời điểm trên miệng phương không có não, không hiểu giảng tiếng người. Nàng đưa tay nắm lên Tống Thư Hàng nhỏ nhắn xinh xắn linh quỷ, lấy nàng làm vũ khí, hướng phía Tống Thư Hàng trên mặt hung hăng dán đi. Linh quỷ cùng Tống Thư Hàng nhị vị nhất thể, dùng linh quỷ nện Tống Thư Hàng có thể mang đến cho hắn gấp đôi thống khổ. 3. Cho dù bị vung làm vũ khí, linh quỷ vẫn như cũ một mặt chất phác chi sắc, không có phản kháng. Nàng bị xoay tròn một vòng về sau, dán tại Tống Thư Hàng trên mặt. Đi ngươi, sở các chủ quát. Nàng dùng sức hất lên, Tống Thư Hàng cùng linh quỷ thần thức bị nện ra ngốc mau không gian, trở về đến nhục thân bên trong. Bất quá lần này, hắn có kinh nghiệm, không có mở mắt. Tại trở về thời điểm, Tô Thị A Thập Lục Chính chậm rãi nâng lên thân thể. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trong miệng mình, răng môi lưu hương. Có thơm ngào ngạt hoa quả vị tích cốc đan hương vị, cũng có Tô Thị A Thập Lục hương vị. Hôm nay là không phải đừng đánh răng rồi. Đúng rồi, hắn hiện tại là thất phẩm tôn giả, căn bản không cần đánh răng. Đừng nói hôm nay, năm nay không đánh răng đều là bình thường thao tác. Đồng thời, hắn cảm giác mình bụng truyền đến cảm giác đói bụng bắt đầu biến mất. Tích cốc đan là cái thứ tốt. Ăn ngon còn tốt chơi. Tỉnh chưa, Tô Thị A Thập Lục nhẹ giọng hỏi. Không dám tỉnh, không dám tỉnh, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Vạn nhất hắn mở mắt ra, Bạch Long tỷ tỷ lại thưởng hắn một phát long uy làm sao bây giờ. Sở dĩ hắn tiếp tục làm bộ hôn mê, không nhúc nhích. Âm thầm, hắn đem sự chú ý của mình tập trung đến miệng trên môi. Trên môi phảng phất còn giữ Tô Thị A Thập Lục dư ôn cùng xúc cảm. Trừ cái đó ra, trên bờ môi của hắn tựa hồ còn có một cái khác xúc cảm. Cẩn thận trở về chỗ, cảm giác cái này xúc cảm có chút cổ quái, tựa như là chính hắn hôn lấy bản thân đồng dạng, quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Tống tiền bối còn đói không? Bên cạnh, da đen vũ nhu tử lên tiếng nói. Thân là một đầu tâm ma, nàng cảm giác mình được làm chút gì, ngẫu nhiên cũng phải chấp hành một chút tâm ma chức trách. Tạm thời là không đói bụng, cảm ơn ngươi a, điệp Tống Bạch Hóa Hoàng. Quái lệ lục đậu phượng, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn không dám đáp lời, cũng không dám sử dụng truyền âm nhập mật. Bạch Long tỷ tỷ thế nhưng là đại lão cấp nhân vật, hắn nếu là sử dụng truyền âm nhập mật, sinh ra pháp thuật ba động nhất định sẽ bị phát giác. Cùng lúc đó, cuồng đao tam lãng cùng vị kia viên tiên tử, rốt cuộc tìm được thoát thân cơ hội. Thừa dịp bệnh hoạn càng ngày càng nhiều. Trị liệu thành viên thời gian ngắn không cách nào bớt thời gian vì bọn họ trị liệu thời điểm, hai người lặng lẽ từ trên giường bệnh trượt xuống, không có gây nên mọi người chú ý. Cắt tiến hành phi thường thuận lợi. May mắn cùng bọn hắn làm bạn. Rời đi trị liệu thương hoạn chỗ về sau, hai người thuận lợi chui vào đến thiên đình thành viên hang ổ hậu phương. Trên đường không có gặp gỡ ngăn cản. Cương Phong tiền bối, đón lấy đến chúng ta chia ra hành động đi. Cái kia viên tiên tử đối cuồng đao tam lãng truyền âm nói, theo tình báo, trong truyền thuyết nho gia thánh nhân phục sinh đại trận, nên liền giấu ở phiến khu vực này. Cuồng đao tam lãng mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Thật đúng là bị hai vị tiền bối đoán trúng, xâm lấn thế lực mục tiêu, thật sự là nho gia thánh nhân phục sinh trận. Bọn hắn muốn làm cái gì? Để nho gia thánh nhân phục sinh sao? Hẳn là bọn hắn là nho gia thành viên. Cuồng đao tam lãng trong đầu hiện lên mấy cái suy đoán. Tiền bối, trong truyền thuyết nho gia thánh nhân phục sinh đại trận, nhất định có thể gánh chịu đế tôn lực lượng.
Viễn cổ thiên đình đám gia hỏa muốn đem hắn cải tạo thành thiên đế chuyển sinh phục sinh trận pháp, không nghĩ tới chính tiện nghi chúng ta. Viên viên tiên tử lại đối cuồng đao tam lãng truyền âm nói. Cuồng đao tam lãng yên lặng gật đầu. Thì ra là thế. Khó trách viễn cổ thiên đình thành viên sẽ thu thập nho ra thánh nhân phục sinh đại trận, nguyên lai là muốn cho thiên đế phục sinh. Mà xâm lấn thế lực muốn làm sự tình, cùng viễn cổ thiên đình thành viên tương tự, đồng dạng là muốn cho mượn trận pháp phục sinh đế tôn. Nho ra rất sâu thánh nhân, cho dù chết sau một cái lưu lại phục sinh đại trận, cũng có thể sâu đến hấp dẫn thế lực khắp nơi, vì đó nhảy múa. Cùng cuồng đao tam lãng tạm biệt về sau, ngụy viên viên tiên tử cùng tam lãng ước định cẩn thận liên hệ ám hiệu, sau đó chia ra hành động, tìm kiếm nho ra thánh nhân phục sinh đại trận. Chờ ngụy viên viên tiên tử đi xa về sau, tam lãng thật nhanh đem bản thân lấy được tình báo cùng hưởng cho sở các chủ ngốc mao, thông qua ngốc mao truyền lại cho đám người. Thiên đình thành viên tại sửa đổi nho ra thánh nhân phục sinh đại trận. Muốn phục sinh thiên đế, Bạch Long tỷ tỷ nhíu mày xem ra, thiên đế chiếm cứ vũ nhu tử linh quỷ về sau, một mực không có cùng nàng bộ hạ cũ liên hệ. Thậm chí, nàng đang cố ý giấu giếm một số bộ hạ cũ. Sở các chủ ngốc mau nói, mà cái kia xâm lấn thế lực thì muốn đem phục sinh đại trận âm thầm sửa đổi, đem phục sinh đối tượng đổi thành bọn hắn đế tôn. Lại nói, đế tôn là ai, các ngươi có nghe nói qua sao? Nàng từ bích thủy các bị hủy về sau, vẫn trạch tại chân thực huyến tượng bên trong, đối với ngoại giới tình báo nắm giữ không đủ, chưa từng nghe qua đế tôn hạng này tồn tại. Nghe rất lợi hại dáng vẻ, bất quá ta chưa từng nghe qua đế tôn truyền thuyết. Da đen vũ nhu tử lắc đầu. Nàng ngồi ở hôn mê tống tiền bối bên người, muốn nhìn một chút tống tiền bối lúc nào sẽ còn lại đói một lần, để cho nàng chấp hành tâm ma chức trách. Tô thị A thập lục đồng dạng lắc đầu, thiên hà tô thị cũng không có tương quan ghi chép. Nằm hôn mê tống thư hàng, đồng dạng lâm vào trầm tư, tại trong đầu của mình lục soát đế tôn chữ mấu chốt. Một lát sau, ta lục soát cái quỷ A, ta hôm nay còn là lần đầu tiên nghe được đế tôn vị này đại lão xưng hào. Tống thư hàng cảm giác mình hiện tại đầu óc có chút hồ, không linh hoạt, khẳng định là bởi vì Bạch Long tỷ tỷ Long Uy di chứng còn không rút đi nguyên nhân. Lúc này, bản thân muốn lục soát không phải là của mình ký ức, mà là muốn liên võng đi đặt câu hỏi mới là. Phải hiểu được hoạt dụng tu chân nói chuyện phiếm công năng. Thế là, Tống Thư Hàng bắt đầu âm thầm kích hoạt bản thân tu chân nói chuyện phiếm năng lực. Khi tu chân, cho ta biên tập một đầu quần phát xin giúp đỡ tin tức. Tống Thư Hàng bắt đầu nếm thử sử dụng tu chân nói chuyện phiếm chức năng mới. Hắn nhớ kỹ chỉ cần là bản thân mãnh liệt ý nguyện, liền có thể thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, gửi đi cho tất cả hảo hữu. Theo Tống Thư Hàng mãnh liệt ý nguyện, tu chân nói chuyện phiếm công năng thuận lợi kích hoạt lên quần phát xin giúp đỡ công năng. Đốt bá Tống hướng ngài khởi xướng viễn trình xin giúp đỡ nội dung cụ thể như sau, các vị tiền bối, đạo hữu, tiên tử, có ai biết đế tôn là lai lịch gì sao? Tại tuyến chờ, rất cấp bách, có nguyện ý hay không trợ bá Tống một chút sức lực, là, hay không? Đúng, chính là như vậy, sau đó giúp ta che đẩy viễn cổ thiên đình liệt biểu hảo hữu, tiến hành quần phát. Viễn cổ thiên đình liệt biểu thành viên là lần này sự kiện người trong cuộc, nhất định phải trước che đậy. Sau đó, liền nhìn cái khác hảo hữu liệt biểu bên trong tiền bối, đạo hữu, tiên tử bên trong, có ai biết tình báo. Cơ chí, Tống Thư Hàng vì chính mình điểm tán. Mặt khác lần sau tiến hóa, nếu có thể cho tu chân nói chuyện phiếm công năng gia tăng một cái trí tuệ nhân tạo phục vụ công năng liền tốt, quản lý nhất định có thể thuận tiện rất nhiều. Một lát sau. Đầu này quần phát xin giúp đỡ, gửi đi cho liệt biểu bên trong tất cả hảo hữu. Sau đó, Bạch Long tỷ tỷ, sở các chủ, Tô thị A thập lục toàn bộ cúi đầu, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Hôn mê bên trong Tống Thư Hàng, cảm ứng được mấy đạo ánh mắt chính ngưng tụ ở trên người hắn, toàn thân run lên mẹ A, muốn nguội. Gửi đi tin tức nhờ giúp đỡ thời điểm, chỉ muốn lên che đậy viễn cổ thiên đình liệt biểu, lại quên che đậy Bạch Long tỷ tỷ và sở các chủ. Bạch Long tỷ tỷ Long Uy di chứng, thật là đáng sợ. Đầu óc hồ, kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ một số chi tiết. Lúc này, giả bộ hôn mê đã tới đã không kịp. Tống Thư Hàng chỉ có lúng túng mở to mắt, hi kỳ thật ta tại mộng du, các ngươi tin hay không? Người cái này tu chân nói chuyện phiếm công năng, càng ngày càng thực dụng. Sở các chủ cười nói. Đốt sở các chủ cự tuyệt ngươi viễn trình cứu trợ. Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ ôm lấy cái cằm. Nhìn qua Tống Thư Hàng, như có điều suy nghĩ.
Nốt Kim Long thủy tổ cự tuyệt ngươi viễn trình cứu trợ. Có người hồi phục sao? Tô Thị A Thập Lục vô ý thức tránh đi Tống Thư Hàng ánh mắt, nhỏ giọng hỏi. A Thập Lục cái này lại kêu vừa thẹn tiểu bộ dáng, thật là thơm. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, tạm thời còn không có. Nốt Hà Chỉ Ma Đế cự tuyệt ngươi viễn trình cứu trợ. Phụ lời, tất 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 tất. Hà Chỉ Ma Đế xem bộ dáng là tức nổ tung. Nhìn thấy đầu này phụ lời lúc, Tống Thư Hàng đều có thể não bổ ra Ma Đế tức thành cá nóc bộ dáng. Nốt Bất Diệt Chi Chủ cự tuyệt ngươi viễn trình cứu trợ. Phụ lời, khò khè khò khè. Nốt Sổ Đen cái gì đều có thể bán hướng ngươi truyền lại một điểm năng lượng. Phụ lời, ta cái này có tình báo. Có tình báo, Tống Thư Hàng từ dưới đất nhảy lên một cái. Ai phát tình báo, Bạch Long tỷ tỷ hiếu kỳ nói. Là cái gì đều có thể bán đại lão, hắn nói hắn có đế tôn tình báo. À, đợi đã, đại lão không có đồng ý ta viễn trình xin giúp đỡ. Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện, cái gì đều có thể bán đại lão là thông qua viễn trình truyền công phương thức, tăng thêm phụ lời. Chẳng lẽ nói, cái gì đều có thể bán phụ lời, muốn không? Muốn tình báo của ta, 1000 mai thông dụng ngũ phẩm linh thạch, ta liền đem liên quan tới đế tôn tất cả tình báo bán cho ngươi. Quả là thế. 1000 mai ngũ phẩm linh thạch, Tống Thư Hàng nghe được cái số này, cũng cảm giác được chột dạ. Muốn mua tình báo này sao? Nốt Sổ Đen Trình Lâm Tiên Tử phụ lời, người hỏi đế tôn sự làm gì? À, Trình Lâm Tiên Tử tựa hồ biết chút ít tin tức. Tống Thư Hàng vội vàng gửi đi một giọt năng lượng trở về, phụ lời, đế tôn bộ hạ cũ, đang tại tiến công thiên đình bộ hạ cũ một cái ổ, muốn từ đó tìm ra Nho Gia Thánh Nhân còn sót lại một cái phục sinh đại trận, sau đó thông qua đại trận này phục sinh đế tôn. Trình Lâm Tiên Tử có quan hệ với đế tôn tin tức sao? Hồi phục hoàn tất về sau. Tống Thư Hàng đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Hắn quay người nhìn về phía bên cạnh thân. Ở nơi đó, tạo hóa tiên tử hôm nay đặc biệt nhu thuận, yên lặng ngồi ở bên cạnh, không nói một lời. Lại nói, tạo hóa tiên tử, Nho Gia biết cái này thánh nhân phục sinh trận pháp sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Viễn cổ thiên đình, đế tôn bộ hạ cũ, huyền nữ môn vân thước tử. Nhiều người như vậy đều biết Nho Gia thánh nhân còn sót lại phục sinh đại trận chuẩn bị ở sau. Cái kia Nho Gia đâu? Tạo hóa tiên tử ngẩng đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng, nàng đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Da đen vũ nhu tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tức gật đầu, lại lắc đầu là ý gì? Trước kia là biết đến, nhưng bây giờ Nho Gia nhưng lại không biết. Tống Thư Hàng giải thích nói. Nho Gia bị đả kích quá hoàn toàn. Không chỉ có là cao thủ đứt gãy, liền tri thức truyền thừa đều xuất hiện to lớn đứt gãy. Lúc này, Trình Lâm Tiên Tử lại phát tới phụ lời, ta sớm hẳn là nghĩ tới, trước ngươi tại thú tu giới giày vò, hôm nay lại đổi lên viễn cổ thiên đình thành viên. Sở dĩ, ngươi bây giờ, tại thú tu giới thiên đình dư đảng trong hang ổ sao? Cách một cái tu chân nói chuyện phiếm công năng, Tống Thư Hàng đều ngửi được Trình Lâm Tiên Tử trong giọng nói bất đắc dĩ. Loại này bất đắc dĩ ngữ khí, khiến Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Hắn nhanh chóng phụ lời, chẳng lẽ, là ngươi? Trình Lâm Tiên Tử, ngươi chính là đế tôn. Tống Thư Hàng phụ lời phụ nhanh chóng, Trình Lâm Tiên Tử về càng nhanh. Trình Lâm Tiên Tử phụ lời, là cái đầu của ngươi. Ta nếu là đế tôn, ngay lập tức liền để những cái kia bộ hạ cũ tìm tới ngươi, đào hố đưa ngươi chôn sâu, miễn cho ngươi lưu tại nơi này làm rối đảo loạn. Tống Thư Hàng, mặc dù ta đích xác thường xuyên sẽ làm rối đảo loạn, nhưng lần này tiến vào thiên đình dư đảng hang ổ sự tình, thật không phải lỗi của ta. Ta là ở vào trạng thái hôn mê lúc, bị Bạch Tiền Bối đưa vào tới đây. Mặt khác, bên ngoài bây giờ nhảy nhót tưng bừng chính là Tam Lãng Tiền Bối. Trình Lâm Tiên Tử phụ lời, đế tôn xuất hiện niên đại cực kỳ lâu đời, tại thứ ba thiên đạo kỷ nguyên trước đó liền đã tồn tại, các ngươi đối với nó không hiểu rõ cũng là bình thường. Đế tôn là thiên sinh thần chỉ, quản lý một nhóm đồng dạng tiên thiên mà thành thần linh, đã từng chinh phục quá lớn nửa chư thiên vạn giới. Chỉ là bị giới hạn thiên sinh thần chỉ hạn chế, đời này của hắn điểm xuất phát chính là điểm cuối cùng, cùng thiên đạo vô duyên, cả đời chú định chỉ là thiên đạo sở thuộc quyền hành một bộ phận. Hắn nghĩ đột phá hạn chế, tiến hành rất nhiều nếm thử. Sau đó, liền chơi băng, thân tử đạo tiêu, từ thứ ba thiên đạo về sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Ngay cả hắn thuộc hạ thiên sinh thần linh cũng đều ẩn núp. Trình Lâm Tiên Tử thật nhanh đem đế tôn lai lịch giảng thuật một lần. Tống Thư Hàng xoa cằm, rơi vào trầm tư.
Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn nghiêm túc đặt câu hỏi, Trình Lâm tiên tử, vì cái gì ngươi một lần phụ lời, có thể phát nhiều như vậy chứ? Có cái gì khiếu môn sao? Bởi vì hắn có đôi khi số lượng từ một dài, phụ lời liền không phát ra được đi, sẽ bị cắt ra. Ở xa phương kia Trình Lâm tiên tử thu được tống thư hàng hồi phục lúc, ngón tay đều cứng. Trong nháy mắt, tiên tử trong lòng hiển hiện 100 vạn cái phương án toàn bộ là liên quan tới làm sao bóp nghiến thiên niên đệ nhất thánh. Trước kia cho tới bây giờ chỉ có nàng nhảy nhót tưng bừng đi khiêu chiến người khác lý trí tỉnh táo cực hạn, kể từ cùng bá tống kết duyên về sau, nàng phát hiện mình có đôi khi muốn bóp điểm đáng yêu tiểu động vật, tâm tình đặc biệt táo bạo. Trong lúc đang suy tư, đối diện tống thư hàng lại phát đầu phụ lời tới. Lần này là nói xin lỗi phụ lời, tạ ơn Trình Lâm tiên tử tình báo, ta vừa rồi ăn một phát bạch long tỷ tỷ long uy, đầu óc còn có chút hồ. Có đôi khi miệng một bầu, liền sẽ giảng nói bậy. Cho nên nếu có đắc tội địa phương, tiên tử đến đánh ta a, thêm xóa bỏ tuyến, mời tiên tử tha thứ. Trình Lâm tiên tử, nàng đưa tay cầm ra một cái điện thoại di động trạng pháp khí, giải tỏa, yên lặng điểm mở một cái gọi tích tích xét đánh phần mềm, sau đó cho bá tống điểm một phần viễn trình xét đánh phần món ăn. Thời gian đặt trước tại tương lai trong một tháng, địa điểm đặt trước tại hiện thế. Địa cầu, Hoa Hạ, Giang Nam địa khu, chỉ cần tương lai một tháng thời gian bên trong. Tống Thư Hàng trở lại hiện thế Giang Nam địa khu phạm vi, liền có thể hưởng thụ một đợt xét đánh phần món ăn. Trình Lâm tiên tử hài lòng nhẹ gật đầu, xét đánh phần món ăn không đả thương được Tống Thư Hàng, nhưng bao nhiêu có thể làm cho nàng xả giận. Lúc này, Tống Thư Hàng phụ lời lại tới, Trình Lâm tiên tử, người biết đế tôn xâm lấn thiên đình dư đảng hang ổ tin tức. Ngay cả Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận tin tức, đều không để Trình Lâm tiên tử kinh ngạc. Lại thêm trước đó Trình Lâm tiên tử cái kia bất đắc dĩ ngữ khí. Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một cái đại não giả thiết, lại phụ lời hỏi, Trình Lâm tiên tử, người có phải hay không lại từ trong phần mộ nhảy ra, khắp nơi nhảy nhót rồi. Sau một lúc lâu, Trình Lâm tiên tử trả lời, đế tôn bộ hạ cũ tiến công thiên đình dư đảng hang ổ sự tình, là ta trong bóng tối dẫn đạo. Ta đem liên quan tới Nho Gia Thánh Nhân đại trận tin tức, tiết lộ cho đế tôn bộ hạ cũ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Trình Lâm tiên tử quả nhiên là cái nghiệp chướng nặng nề nữ nhân. Đối diện, Trình Lâm tiên tử nhận được tin tức mới đinh bá tống phụ lời, Trình Lâm tiên tử quả nhiên là cái nghiệp chướng nặng nề nữ nhân. Kéo đen, bạn tận. Trình Lâm tiên tử đang chuẩn bị đem Tống Thư Hàng kéo đen, nhưng tiếp lấy nàng phát hiện, mình đã ở tại Tống Thư Hàng VIP sổ đen bên trong. Quay đầu ta liền quất ngươi linh quỷ một lần, lại đem thống khổ cùng hưởng cho ngươi. Trình Lâm tiên tử trong lòng hận nói. Nàng ở trong lòng yên lặng não bổ quất Tống Thư Hàng linh quỷ 108 loại tư thế về sau, tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Tâm bình khí hòa sau Trình Lâm tiên tử, lần nữa cho Tống Thư Hàng phụ lời, đế tôn bộ hạ cũ tiến công thiên đình dư đảng hang ổ sự tình bên trên, ngươi đừng làm dối, ngay tại bên cạnh yên lặng nhìn xem liền tốt, đừng nhúng tay giày vò. Tống Thư Hàng nhanh chóng hồi phục. Trình Lâm tiên tử ngươi cũng muốn mượn Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận trùng sinh sao? Ta chết hảo hảo, dựa vào cái gì muốn phục sinh? Ta một đồng bạn là Nho Gia 13 kiếp tiên bên trong đạo tử, Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận tin tức, là hắn để lộ ra tới. Cái này phục sinh đại trận, hắn muốn lấy về. Trình Lâm tiên tử dặn dò. Đạo tử, danh tự này quen tai. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử hơi suy nghĩ một chút về sau. Nàng đưa tay vạch một cái, phóng xuất ra một cái hình chiếu pháp thuật. Sau đó, lần trước đi Nho Gia lúc vị kia trở dùm đại thúc hình tượng phù hiện ở hình chiếu pháp thuật bên trong. A, à, nguyên lai là hắn A, kỳ quái, ta làm sao kiểu gì cũng sẽ đem hắn quên. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nếu là Nho Gia 13 kiếp tiên bên trong đạo tử tại phía sau màn mưu đồ, vậy lần này thánh nhân phục sinh đại trận sự kiện, hắn liền ngoan ngoãn yên lặng đứng ngoài quan sát, đừng giày vò. Yên tâm đi, Trình Lâm tiên tử, ta Tống mỗ người cũng là biết nặng nhẹ người, sự kiện lần này, ta sẽ tận lực kiềm chế mình, lẳng lặng đứng xem. Tống Thư Hàng hướng Trình Lâm tiên tử bảo đảm nói. Hắn vừa dứt lời. Bạch tiền bối bế quan cái kia dương đá mở ra, đỉnh lấy Tống Thư Hàng mặt bạch tiền bối, mở mắt, từ ngắn ngủi bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại. Tống, bạch tiền bối, Thư Hàng từ dương đá bên trong chui ra, duỗi lưng một cái. Sau đó hắn nhẹ nhàng hít hà. Người thấy, bảo vật hương vị, bạch tiền bối nói.
cùng một thời gian, bao vây lấy đám người chất lỏng màu xám phân tán ra tới. Nó chia hai cỗ, hướng về hư không phóng đi. Trong hư không, hai đầu chất lỏng màu xám tương hỗ quấn giao, tựa như là DNA kết cấu. Lấy cái này chất lỏng màu xám làm trung tâm, một bộ nữ tử thân thể bắt đầu ở trong hư không thành hình. Tựa như là in 3D. Thân thể hình thức ban đầu tạo dựng sau khi hoàn thành, tóc dài màu lam khoác rơi xuống dưới. Thật dày mái tóc dài màu xanh lam tựa như là áo choàng, đem nữ tử thân thể che đậy. Con mắt màu xanh lam chậm rãi mở ra, thật dài lông mi vỗ. Huyền nữ môn Vân Tước Tử, phục sinh trở về. Là nơi này sao? Vân Tước Tử nói khẽ. Nàng lúc này thanh âm, không giống lấy trước kia sức sống bắn ra bốn phía. Thanh âm trầm thấp bên trong, có không phù hợp Vân Tước Tử tính cách cảm giác đè nén. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cái màu đen điểm nhỏ, phù hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Nho gia thánh nhân lưu lại phục sinh đại trận, liền giấu tại cái điểm đen này bên trong. Dù cho Vân Tước Tử không có mở ra phục sinh đại trận không gian pháp quyết, nhưng là tại cảm ứng được Vân Tước Tử khí tức về sau, cái không gian này cửa vào, nhưng vẫn là tự động mở ra. Đây là Nho gia thánh nhân vì Vân Tước Tử lưu lại cửa sau. Liền xem như viễn cổ thiên đình dư đảng, tại Nho gia thánh nhân phục sinh đại trận không gian cửa vào, tăng thêm rất nhiều cấm chế, phòng ngự cùng các loại phòng trộm biện pháp, cũng ngăn không được Vân Tước Tử. Bởi vì bị gia cố chỉ là không gian cửa chính. Cái này độc vì Vân Tước Tử lưu lại cửa sau, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, không người biết được. Một màn này, bị sở các chủ ngốc mao hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp sóng tới. Tống Thư Hàng. Ta Tống mỗ nhân thật là cái biết nặng nhẹ nam nhân, nói không làm dối liền thật sự sẽ không tới làm dối quấy rối. Nhưng Nho gia thánh nhân không gian bản thân mở cửa, không thể trách ta đi. Hắn yên lặng cho tại phía xa thiên nhai Trình Lâm tiên tử phát một điểm năng lượng, phụ lời, Trình Lâm tiên tử, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta nghĩ lặng lặng, nhưng là liền Nho gia thánh nhân cũng không cho ta cơ hội này. Trình Lâm tiên tử, a, à, người đã làm gì? Người đối Nho gia thánh nhân phục sinh không gian đã làm gì? Ta cái gì cũng không làm, ta yên lặng ở tại bên cạnh đứng ngoài quan sát. Nhưng là Vân Tước Tử tiền bối xuất hiện về sau, Nho gia thánh nhân phục sinh đại trận không gian liền tự mình mở ra. Tống Thư Hàng thật nhanh dùng phụ lời công năng hồi phục. Trình Lâm tiên tử. Thánh nhân chính thức mở cửa sau. Thánh nhân phục sinh không gian bên ngoài. Vào đi, huyền nữ môn Vân Tước Tử tiền bối nói khẽ. Dứt lời, trước mặt nàng chấm đen nhỏ sinh ra một cổ lực hấp dẫn, đưa nàng, Bạch Thánh, Bích Lãng bài tam lãng toàn bộ hút vào. Cái kia chấm đen nhỏ, vô cùng bé lại vô hạn lớn. Cuồng đao tam lãng đang bị hút vào điểm đen thời điểm, cảm giác mình tựa như là chơi game, thêm tái tiến vào phó bản thế giới đồng dạng. Đầu tiên là một trận đen màn hình đồ án, chờ phó bản thêm tái hoàn tất, khôi phục quang minh lúc, bọn hắn đã xuất hiện tại phó bản thế giới bên trong. Tiến vào phục sinh không gian về sau, Bạch tiền bối nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, đem Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ và Da Đen Vũ Nhu Tử đều rời đi đi ra. Nhưng là, Tống Thư Hàng vẫn còn bị giam tại tụ lý càn khôn bên trong, không có bị phóng xuất ra. Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, làm gì vậy, đem ta cũng phóng xuất nha. Bạch tiền bối, đừng quên ta à. Tống Thư Hàng kêu lên. Bạch tiền bối nhẹ giọng trả lời. Người bây giờ không thể đi ra. Bên trên Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, Da Đen Vũ Nhu Tử nghi hoặc nhìn qua Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng cũng một mặt mộng bức, hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ nói, cái này phục sinh đại trận bên trong, có gây bất lợi cho ta nhân tố? Đúng, chẳng lẽ là mình trong hốc mắt chứa Nho gia thánh nhân chi nhãn, lại hoặc là trong cơ thể mình giọt kia thánh nhân chi huyết? Người mang thánh nhãn cùng thánh huyết bản thân vừa ra tới. Nói không chừng liền sẽ trực tiếp kích hoạt phục sinh đại trận. Không hổ là Bạch tiền bối, nghĩ sâu tính kỹ, tâm tư tỉ mỉ. Bạch tiền bối chứng chạc đàng hoàng trả lời, bởi vì hiện tại, ta mới là Tống Thư Hàng, người đi ra, không thì có hai cái Tống Thư Hàng sao? Người muốn cùng ta đoạt hí. Tống Thư Hàng. Tô Thị A Thập Lục. Da Đen Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Người trước tiên ở ta trong tụ lý càn khôn ngốc lấy, tạo hóa tiên tử cũng trước đừng ra tới. Đợi đến ta cảm giác có thể thời điểm, lại đem các ngươi phóng xuất. Lúc này, Bạch tiền bối lại nói khẽ. Bạch Long tỷ tỷ cười nói, Bạch đạo hữu là lo lắng Thư Hàng cùng tạo hóa tiên tử đi ra lúc, sẽ khiến phục sinh đại trận biến số đi.
sở dĩ trước yên lặng theo dõi kỳ biến, mới quyết định. Tô Thị A thập điểm lý giải gật gật đầu. Bạch Long tỷ tỷ quay đầu tại Nho Gia Thánh Nhân phục sinh không gian bên trong nhìn một vòng, nói, nơi này, ta còn rất ưa thích. Bởi vì ở trong không gian này, đại gia nhan sắc đều trở nên giống như nàng. Đây là một cái chỉ có đen, màu trắng thế giới. Màu trắng hạt cát, màu trắng hồ cỏ cùng hồ lớn màu đen. Đứng ở trên bờ cát đám người, cũng nhận không gian ảnh hưởng, biến thành hắc bạch nhan sắc. Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận đâu? Da đen Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Bên trong không gian này, cũng không có nhìn thấy trận pháp. Cả cái không gian đều là phục sinh đại trận tạo thành bộ phận. Vân Tước Tử lên tiếng nói, nàng tiến lên mấy bước, ngồi xổm ở cái kia màu đen hồ lớn bên cạnh, đưa tay tiếp xúc đen kịt nước hồ. Bích Lãng Bài Tam Lãng như có điều suy nghĩ nói, mà cái này đen kịt hồ lớn, chính là phục sinh đại trận hạch tâm. Không sai, Vân Tước Tử gật đầu nói. Tiếp lấy nàng đầu ngón tay hướng về sau nâng trở đi, đối Tam Lãng xòe bàn tay ra. Cuồng Đao Tam Lãng đem một cái vòng tay hình càn khôn pháp khí, giao tại Vân Tước Tử trong tay. Vân Tước Tử đứng dậy trang pháp khí đeo lên, từ đó lấy ra một bộ quần trang, bình tĩnh thay đổi. Cuồng Đao Tam Lãng quay đầu, tránh đi ánh mắt. Công Đức Xà Mỹ Nhân đưa tay, che bạch tiền bối con mắt. Lại nói, bên trong không gian này, không có thủ hộ giả sao? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi bị che con mắt thời điểm, hắn lập tức liền muốn thừa cơ bế mạc mà quan. Vì ngăn cản bản thân bế quan dục vọng, hắn chỉ có dựa vào nói chuyện phiếm chuyển di lực chú ý. Có thể là thiên đình dư đảng đối với mình phong tỏa Nho Gia Thánh Nhân không gian kỹ thuật rất tự tin, lại hoặc là cái này phục sinh không gian bên trong, không thể ở lâu, sở dĩ không cách nào phái người trường kỳ thủ hộ nơi đây. Tống Thư Hàng tại tụ lý càn khôn bên trong phát ra tiếng nói. Xem bộ dáng là cái nguyên nhân thứ hai, có người tới. Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt hồ không. Đen kịt trên mặt hồ, có một cái màu trắng đại môn hư ảnh hiển hiện. Sau đó, một vị nam tử đầu chọc từ trong cửa lớn bước ra. Chính là âm thầm trấn thủ thiên đình hang ổ hai vị kiếp tiên chiến lực một trong. Hắn phụ trách âm thầm trấn thủ lấy thiên đình hang ổ đồng thời, còn phụ trách thủ hộ cái này Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận không gian. Vừa rồi, hắn cảm ứng được bên trong không gian này có kẻ xông vào, lợi dụng tốc độ nhanh nhất thi triển pháp quyết, từ cửa chính tiến vào không gian. Không nghĩ tới chúng ta hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy, tại không gian cửa vào bố trí giam cầm, phòng ngự thủ đoạn, nhưng vẫn là bị người xâm nhập. Nam tử đầu chọc hai tay ôm ngực, chân đạp hư không, nhìn xuống trên bờ cát đám người, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là làm sao chui vào đến bên trong không gian này. Ta một mực trấn thủ lấy không gian lối vào, nói cách khác. Các ngươi không phải từ cửa vào tiến vào. Thánh nhân phục sinh không gian còn có cái khác cửa vào. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện tốt. Nói, ánh mắt của hắn vừa vặn quét đến Bạch Long. Kim Long Thủy Tổ, nguyên lai là ngươi. Nam tử đầu chọc trầm giọng nói, nếu như là ngươi, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được. Xem ra, là ngươi âm thầm phá giải chúng ta giam cầm thủ pháp. Chớ oan uổng ta bảo trì trung lập. Bạch Long tỉ tỉ lắc đầu nói. Không phải Kim Long Thủy Tổ. Nam tử đầu chọc hiển nhiên rất tin tưởng Bạch Long. Đó là ai phá giải giam cầm? Ánh mắt của hắn, rơi vào Bạch, Tống Thư Hàng, thánh trên người. Ta biết ngươi, thiên nhiên đệ nhất thánh, bá Tống Huyền Thánh. Ta đúng lúc đi ra bí cảnh, nhìn qua ngươi nhân tiền hiển thánh. Nam tử đầu chọc vặn vẹo cổ, phát ra ken két giòn vang, diễu cợt nói, không nghĩ tới ngoại trừ thiên phú tu luyện bên ngoài, ngươi còn rất có sung làm con chuột nhỏ tiềm chất. Bạch, Tống Thư Hàng, thánh khẽ gật đầu nói. Rất nhiều người đều xưng ta là cấn tay con chuột nhỏ. Tống Thư Hàng. Nam tử đầu chọc. Bạch tiền bối, cái danh xưng này kỳ thật cũng không phải là đáng giá kiêu ngạo xưng hào a. Tống Thư Hàng tại tụ lý càn khôn không gian bên trong thống khổ đụng tay áo. Bất quá, xâm nhập cái không gian này người, cũng không phải là ta. Bạch, Tống Thư Hàng, thánh đạo. Nam tử đầu chọc lộ ra sách giáo khoa tiêu chuẩn cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng dù sao không phải ta làm. Bạch tiền bối mỉm cười. Nam tử đầu chọc có chút cứng đờ. Cái kia sách giáo khoa tiêu chuẩn cười lạnh đều duy trì không nổi nữa. Một lát sau, hắn đem mục tiêu Nazi đến bên cạnh, nơi đó có cái cơ bắp to con, chính còn lại thành một đoàn, hai tay đặt tại trên mặt, tựa như đem vùi đầu vào hạt cát bên trong đà điểu. Bích Lãng,
Nam tử đầu chọc thấy rõ cái này cơ bắp to con bộ dáng về sau, phát ra gầm lên giận dữ. Hiển nhiên, Bích Lãng cùng hắn ở giữa có so phổ thông đồng bạn càng sâu tầng một quan hệ, từ cơ bắp phong cách vẽ đến xem, cả hai rất có thể là sư đồ loại hình quan hệ. Cuồng Đao Tam Lãng bị cái này tiếng hét lớn giật nảy mình. Hắn vừa rồi ngồi xổm ở nơi đó, là tại hái dịch dung mặt bởi vì đã đạt tới Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận không gian, lại duy trì Bích Lãng tôn giả mặt đã không có ý nghĩa. Nguyên bản trong lòng của hắn còn có mấy cái lợi dụng Bích Lãng tôn giả thân phận, đi làm có chút lớn gan chuyện kế hoạch. Nhưng bây giờ, mục đích đã đạt đến, mấy cái này lớn mật kế hoạch liền không phát huy được tác dụng. Bị giật mình Tam Lãng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời tức giận nam tử đầu chọc. Cái này tức giận biểu lộ cùng gầm rú, Bích Lãng tôn giả cùng tên chọc đầu này nam tử là quan hệ như thế nào? Cuồng Đao Tam Lãng nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên đầu óc co lại. Hắn đưa tay che mặt, dùng một loại thanh âm thống khổ nói, tiền bối, ngươi là người tốt, chúng ta. Chia tay đi. Không khí, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chết yên tĩnh giống nhau. Ngươi không phải Bích Lãng, thì ra là thế, đây cũng là thủ đoạn của các ngươi sao. Nam tử đầu chọc trên đầu, nổi gân xanh. Đã bọn gia hỏa này không chịu nói ra là như thế nào chui vào đến thánh nhân phục sinh không gian, vậy cũng chỉ có trước đem bọn hắn cầm xuống, nghiêm hình bức cung, hoặc là trực tiếp đọc đến ký ức. Các ngươi là bản thân thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn ta đem bọn ngươi từng cái cầm xuống. Nam tử đầu chọc 10 ngón mở rộng, nắm tay. Có màu tái nhiệt hỏa diễm từ trên người hắn thiêu đốt mà lên. Kinh khủng kiếp thiên khí tức, hung hăng trấn áp xuống. Thân là cái không gian này thủ hộ giả, hắn không thể để cho cái này thánh nhân phục sinh không gian ngoài ý muốn nổi lên. Phía dưới, Bạch Tiền Bối hai tay cắm ở áo khoác túi bên trong, một mặt bình tĩnh. Bạch Long tỷ tỷ đem Tô Thị A thập lục bảo hộ. Cuồng Đao Tam Lãng chịu đến kiếp tiên khí tức áp bách, co lại thành cầu. Lúc này, ven hồ Vân Tước Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi, người muốn giết ta sao? Nam tử đầu chọc âm thanh lạnh lùng nói, ta cho các ngươi thúc thủ chịu trói cơ hội. Sau đó đem chúng ta nhốt vào tòa tiên ngục bên trong đi không? Vân Tước Tử đem tóc dài phủ đến sau lưng, ta thế nhưng là thật vất vả mới từ tòa tiên ngục bên trong đi ra, cũng không muốn lại trở lại bên trong đi. Cái này có thể không phải do ngươi. Nam tử đầu chọc đưa tay, hướng phía Vân Tước Tử lăng không ấn xuống đi qua thất phẩm tôn giả, hắn tiện tay liền có thể nắm. Một cái đại thủ ấn chụp vào Vân Tước Tử. Vân Tước Tử không sợ hãi chút nào, ưỡn ngực đón lấy đại thủ ấn. Đúng lúc này, nguyên bản đen kịt trong hồ nhỏ, phun lên một trận kim quang. Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận, sinh ra phản ứng. Kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một mai nho văn, khắc ở nam tử đầu chọc trên người. Đây là một chữ phong. Nam tử đầu chọc cùng hắn đánh ra đại thủ ấn, liền phảng phất bị thời gian ngừng lại, đứng ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra, nam tử đầu chọc nghi ngờ nói. Thánh nhân phục sinh trận pháp vì cái gì đột nhiên kích hoạt? Cảm giác bên trên, thánh nhân phục sinh trận pháp giống như là tại thủ hộ cái này thất phẩm nữ tôn giả. Bạch Tiền Bối trong tụ lý càn khôn. Tống Thư Hàng cười ha ha tại thánh nhân mộ phần nhảy đát còn chưa tính, còn muốn tại thánh nhân mộ phần nắm Vân Tước Tử. Oanh! Đen kịt mặt nước lần nữa nổ lên, lại là một cái nho văn lóe lên. Đây là một cái trục chữ. Nam tử đầu chọc cùng hắn đánh ra đại thủ ấn. Bị cái thứ hai nho văn vỗ chúng, bị đánh bay ra ngoài, kiếp tiên chi huyết vẩy xuống. Cuối cùng, một mực bị đánh ra Nho Gia Thánh Nhân phục sinh không gian, bị khu trục ra ngoài. Chúc mừng, người đã bị quần chủ Nho Gia Thánh Nhân đá trục xuất không gian. Tống Thư Hàng vì vị này quang đầu kiếp tiên phối âm nói. Trong thời gian ngắn, nam tử đầu chọc không cách nào trở về. Mà lại, những người khác tạm thời cũng vào không được Thánh Nhân phục sinh đại trận không gian. Bởi vì không gian cửa chính bị khóa trái. Thánh nhân muốn sống lại, Tô Thị A thập lục hỏi. Vân Tước Tử khe khẽ lắc đầu. Vừa rồi từ đáy hồ bên trong kích phát ra tới hai cái nho văn, chỉ là Nho Gia Thánh Nhân khi còn sống thời điểm, liền lưu lại thủ đoạn. Khi nàng tại đại trận không gian bên trong chịu đến lúc công kích, bọn chúng liền sẽ bị kích hoạt. Cái này phục sinh đại trận, đã không hoàn chỉnh, Vân Tước Tử nói khẽ. Da đen Vũ Nhu Tử hỏi, không hoàn chỉnh. Bị thiên đình thành viên phá hư qua sao? Lúc này, Bạch Tiền Bối đi vào bên hồ, đưa tay thăm dò vào trong hồ nước dò xét. Một lát sau, Bạch Tiền Bối lên tiếng nói, cái này phục sinh đại trận,
từ căn nguyên bên trên bị xóa đi tầng 1. Đại trận này là Nho Gia Thánh Nhân âm thầm bố trí phục sinh chuẩn bị ở sau, nhưng nó cuối cùng vẫn là không có thể tránh mở đương kim thiên đạo, bị thiên đạo từ căn nguyên bên trên xóa đi phục sinh đầu nguồn tin tức. Nho Gia Thánh Nhân đã không cách nào dựa vào cái này phục sinh đại trận phục sinh. Thì ra là thế, chính là bởi vì hắn từ căn nguyên bên trên bị lau tầng 1, sở dĩ thiên đình thành viên cùng đế tôn bộ hạ cũ, mới có thể có ý đồ với nó. Chỉ muốn đem thiên đế hoặc là đế tôn tin tức, bổ đến căn nguyên bị xóa đi tầng kia bên trong, đưa nó một lần nữa bổ đủ, liền có thể đem cái này phục sinh đại trận biến thành thiên đế hoặc đế tôn phục sinh đại trận. Bạch Long tỷ tỷ phỏng đoán nói. Cũng chỉ có loại này Nho Gia Thánh Nhân bày ra phục sinh đại trận, mới có hy vọng phục sinh cảnh giới xê xích không nhiều thiên đế cùng đế tôn. Nếu như Tế Gia Thánh Nhân chi nhãn cùng thánh huyết, có thể một lần nữa bổ đủ đại trận này sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Vô dụng, trận pháp này đã không cách nào phục sinh hắn. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử thở dài. Xóa đi căn nguyên tin tức là đương kim thiên đạo, tại thiên đạo chi lực ảnh hưởng dưới, Nho Gia Thánh Nhân tin tức cũng không còn cách nào bổ sung đi vào. Sở dĩ, cái này phục sinh trận pháp, vẫn là giao cho chúng ta đi. Lúc này, Bích Lãng Bài Cuồng Đao Tam Lãng trên người, vang lên một nữ tử thanh âm. Sau đó, có một cây tiểu nhánh mầm tại Tam Lãng phía sau mọc ra. Cái này nhánh mầm trưởng cực nhanh, trong chớp mắt vẫn kéo dài đến đen hồ, đâm vào trong hồ. Kỳ quái là, Vân Tước Tử, Bạch Tiền Bối, Bạch Long Tỷ Tỷ, đều không có đối đầu này nhánh mầm động thủ. Nhánh mầm trong hồ nở rộ. Sau đó, vị kia ngụy, Viên Viên Tiên Tử, từ nhánh mầm đỉnh đứng lên. Nàng nhìn về phía Bích Lãng Bài Tam Lãng, ngọt ngọt cười, thật có lỗi, đạo hữu. Ngươi là người tốt, sở dĩ, ta lợi dụng ngươi. Ngươi một mực ký sinh trên người ta. Cuồng Đao Tam Lãng xoay đầu lại, dùng một loại bi thương giọng nói, ngươi trên người ta trồng mầm mống xuống, còn sinh ra mới sinh mệnh. Ngươi làm như thế, là muốn chịu trách nhiệm. Đối diện vị kia ngụy, Viên Viên Tiên Tử lập tức liền cứng đờ. Nàng căn bản không biết mình muốn thế nào tiếp Cuồng Đao Tam Lãng gốc dạ. Ngôn ngữ trận này giao phong bên trong, nàng đã trải qua thất bại thảm hại. Ha ha, nhìn thấy tràng diện này, huyền nữ Môn Vân Tước Tử vui vẻ cười ra tiếng. Dĩ vãng tại Cửu Châu Nhất Hào Quần lúc, nàng liền thích xem đến cảnh tượng tương tự. Vị này bị cưỡng hôn tiên tử tìm nhầm khiêu khích đối tượng. Tô Thị A Thập Lục dùng ánh mắt thương tiếc nhìn qua ngụy Viên Viên Tiên Tử. Trừ phi có được Hoàng Sơn tiền bối cấm ngôn pháp thuật năng lực, nếu không cùng Tam Lãng tiền bối trò chuyện tao lời nói. Sẽ bị truyền nhiễm, da đen Vũ Nhu Tử chân thành nói. Hồi tưởng lại, Hoàng Sơn tiền bối khai thác cấm ngôn thuật thực sự là đối phó đậu đậu, Tam Lãng tiền bối, đồng quái tiền bối cùng Tống tiền bối thủ đoạn tốt nhất. Đối diện vị kia Viên Viên tiên tử âm thầm cắn răng. Nàng không còn nói nhảm, nói tao lời nói có thể đối đầu bất quá đối diện, lại nói nhảm cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Bất quá không quan hệ, nhiệm vụ của nàng đã trải qua hoàn thành. Tại nàng nhánh mầm từ trên thân Cuồng Đao Tam Lãng kéo dài tới đến, rơi vào hắc hồ bên trong thời điểm, nàng cũng đã đem ẩn chứa đế tôn tin tức pháp khí, đánh vào đến hắc hồ bên trong, dùng để bù đắp cái này chư thiên vạn giới cấp cao nhất phục sinh đại trận. Cái kia pháp khí là đế tôn biến mất trước lưu lại chi vật, cũng là đế tôn phục sinh mấu chốt. Nhiệm vụ kết thúc. Nàng nhìn về phía Cuồng Đao Tam Lãng một đoàn người, mỉm cười. Các ngươi không có ngăn cản ta, là lớn nhất sai lầm. Nhìn thấy ngươi cái này như bông hoa nở rộ tiếu dung ta liền biết, kế hoạch của ngươi cùng nhiệm vụ nhất định hoàn thành. Cuồng Đao Tam Lãng biến thành Bích Lãng tôn giả đứng dậy, đối ngụy Viên Viên tiên tử về lấy cười một tiếng. Ngụy Viên Viên tiên tử có trước đó kinh nghiệm, không dám tùy tiện đáp lời, sợ mình bị xáo lộ. Nàng hướng hắc hồ bên trong đầu nhập vào một kiện pháp khí. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử con ngươi có chút nheo lại, nàng một mực ngồi xổm ở hắc hồ bên cạnh, ngón tay một mực tiếp xúc hắc hồ. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối xoa cằm nghĩ nghĩ. Sau đó hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Một cái thần đăng bị hắn từ càn khôn pháp khí trung chuyển rời ra. Thần đăng bên trong có sương mù phun ra đăng linh, Lư Sơn Đường Ma Tôn hiện thân. Lư Sơn Đường Ma Tôn hiển hiện về sau, đưa tay tay lấy ra cái ghế, một cái bàn, bày ở Bạch Tiền Bối trước mặt. Bạch, Tống Thư Hàng, Thánh thoải mái ngồi xuống, hai tay mười ngón giao nhau, xếp tại cái cằm. Lư Sơn Đường Ma Tôn nhẹ nhàng trôi nổi với hắn bên cạnh thân. Tô Thị A Thập Lục dở khóc dở cười. Bạch Tiền Bối ngài quá nhập hí a. Ta nghĩ, vừa rồi nàng đầu nhập hắc hồ bên trong pháp khí,
hẳn là ẩn chứa đế tôn tin tức bảo vật đi. Cùng loại với thiên đình phá diệt trước đó, thiên đế giao cho một chút thiên đình thành viên đế châu. Bạch tiền bối dùng một loại phi thường có cảm giác áp bách giọng nói. Ngụy viên viên tiên tử nghe vậy, quay đầu nhìn về bạch tiền bối biến thành tống thư hàng. Nhịp tim không khỏi có chút gia tốc đập một cái. Đây là đã lâu mấy ngàn năm tâm động cảm giác. Bất quá vị tiên tử này, người tại đầu nhập cái này ẩn chứa đế tôn tin tức bảo vật trước đó, có hay không nghĩ tới một cái khả năng cái này hắc hồ dưới đáy, có thể hay không đã sớm chôn xuống những người khác tin tức bảo vật. Tỷ như, thiên đế, bạch tiền bối tiếp tục lên tiếng nói. Cái này nho ra thánh nhân phục sinh đại trận tại viễn cổ thiên đình thành viên trong tay nhiều năm như vậy, nếu như chỉ cần đầu nhập một cái ẩn chứa tin tức pháp khí liền có thể bù đắp cái này phục sinh trận pháp. Cái kia viễn cổ thiên đình thành viên, có lý do gì không sớm một chút chôn giấu chút đế châu xuống dưới. Thiên đình thành viên trong tay đế châu số lượng, không phải số ít. Cho nên đến lúc đó muốn phục sinh đến cùng là thiên đế. Vẫn là đế tôn, cuồng đao tam lãng tiếp lời nói. Nói không chừng tại phục sinh trước đó, thiên đế tin tức muốn cùng đế tôn tin tức đánh trước một khung. Da đen vũ nhu tử nghiêm túc suy tính nói. Ý kiến hay, không bằng cứ làm như vậy đi. Huyền nữ môn vân tước tử hì hì cười nói. Ngụy viên viên tiên tử nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, trên mặt nàng cũng không có kinh hoàng, ngược lại có loại tính trước kỹ càng cảm giác. Các nàng khi biết viễn cổ thiên đình dư đảng nhóm nắm trong tay nho ra thánh nhân phục sinh đại trận tin tức lúc, đương nhiên liền suy đoán qua khả năng này. Các nàng tiến công viễn cổ thiên đình dư đảng hang ổ, đồng thời lẻn vào đến cái này phục sinh đại trận không gian bên trong, mỗi một bước cùng hành động thời gian, đều là trải qua tỉ mỉ bày kế. Nàng vùi đầu vào hắc hồ bên trong pháp khí trải qua cải tạo, trong đó có ứng đối thiên đình thiên đế tin tức phương án. Cụ thể bên trên cái này pháp khí cải tạo phương án cùng nguyên lý, nàng không hiểu rõ. Dù sao đây không phải nàng chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của nàng, chính là đem pháp khí đầu nhập đáy hồ, cũng đem tự thân cành mọc rễ vào đáy hồ tiếp xuống, liền đợi đến đế tôn tin tức pháp khí sinh ra công hiệu là đủ. Vị tiên tử này cùng Tống Tiểu Hữu nhất định rất có cộng đồng chủ đề. Lúc này, Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Da đen vũ nhu tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì? Bởi vì nàng giống như Tống Thư Hàng, mặt thẳng, Bạch Long tỉ tỉ nhếch miệng lên. Cho dù là dịch dung qua mặt, vị này ngụy viên viên tiên tử trên mặt biểu lộ vẫn như cũ sinh động như thật. Cái này nếu là kéo xuống trên mặt nàng dịch dung mặt nạ, mặt của nàng chỉ sợ cũng giống như Tống Thư Hàng, tự mang số liệu tin tức chỉ cần nắm giữ phương án liền có thể đọc đến cái chủng loại kia. Da đen vũ nhu tử. Nguyên lai là đọc mặt thuật loại này đối Tống tiền bối cực không hữu hảo kỹ năng. Bạch Long tỉ tỉ, chúng ta thật không cần đi ngăn cản nàng sao? Tô Thị A Thập Lục lên tiếng hỏi. Ta là trung lập phái. Bạch Long tỉ tỉ trả lời. Da đen vũ nhu tử nhắc nhở, nhưng là vị này ngụy viên viên tiên tử là đế tôn phái, là phe thứ ba thế lực. Có đạo lý, bất quá ta không thể lên đi. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ tại A Thập Lục trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, ta còn chưa tới phục sinh thời điểm. Nàng đã sớm chuẩn bị xong phục sinh phương án, nếu như nàng nhúng tay nho ra thánh nhân phục sinh đại trận, vạn nhất bị sống lại, liền sẽ xáo trộn kế hoạch của nàng. Mà lại, phân tước tử tiên tử từ đầu tới đuôi đều không có kinh hoàng, nàng là làm sự tình người, các ngươi cũng bình tĩnh điểm. Bạch Long tỉ tỉ lại nói. A, huyền nữ môn vân tước tử nghe vậy, đột nhiên xoay đầu lại nói. Ta một mực không có kinh hoàng, là nhìn thấy Bạch Long đạo hữu cùng Bạch đạo hữu đều rất bình tĩnh, cho nên ta liền đi theo chấn định. Ta là nhìn Bạch Long đạo hữu cùng Vân Tước tử đạo hữu rất bình tĩnh, ta liền đi theo bình tĩnh. Bạch tiền bối nói. Cuồng đao tam lãng. Da đen vũ nhu tử. Tô thị A thập lục. Hoa đang khi nói chuyện, hắc hồ mãnh liệt. Nho ra thánh nhân phục sinh đại trận vậy mà thật bị bù đắp, kích hoạt. Viên viên tiên tử trên mặt vui mừng. Bạch tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ cùng huyền nữ môn vân tước tử, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh chi sắc. Phục sinh đại trận bên trong, có kim sắc cột sáng phóng lên tận trời. Cột sáng chia ra làm bốn. Mỗi một đạo trong cột ánh sáng, đều ẩn giấu đi một thân ảnh cao lớn. Ngụy viên viên tiên tử sững sờ. Đây là có bốn người, bị cùng một chỗ sống lại. Thiên đế cùng đế tôn cùng một chỗ trùng sinh. Cái kia còn có hai cái là ai? Ngụy viên viên tiên tử chăm chú nhìn trong cột ánh sáng bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh bên trong, đến cùng cái nào đạo mới là đế tôn? Chỉ có nhận ra đế tôn về sau, chờ đế tôn trùng sinh lúc,
nàng mới tốt tiến đến thủ hộ. Nhưng mà, cái kia bốn đạo cột sáng quang mang quá mức chướng mắt, ẩn chứa trong đó chí cường trùng sinh, khôi phục pháp thuật quy tắc. Ngụy Viên Viên tiên tử chằm chằm hai mắt cảm thấy chát, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bốn đạo cao lớn thân ảnh hình dáng. Thậm chí tại chằm chằm lâu hơn một chút về sau, nàng cảm giác cặp mắt của mình bắt đầu chướng đau nhức, phảng phất muốn vỡ ra. Ngụy Viên Viên tiên tử vội vàng nhắm lại chướng đau con mắt, nhưng lúc này, đã trải qua có mang máu nước mắt từ nàng hốc mắt chảy xuống. Nho gia thánh nhân bày ra phục sinh đại trận, đẳng cấp quá cao. Ẩn chứa trong đó trường sinh giả trùng sinh huyền bí, lấy nàng thực lực, nếu là nhìn lâu, đừng nói là hai mắt vỡ ra, thậm chí thần hồn đều muốn bị hao tổn. Cảnh giới không đủ, ánh mắt chỉ có thể tạm thời tránh đi cái kia bốn đạo cột sáng. Mà lại, cũng may mắn Ngụy Viên Viên tiên tử đạo tâm kiên định như tâm trí không kiên, nhìn chằm chằm đi xem cái này bốn đạo cột sáng lúc, liền sẽ bị hấp dẫn, không thể chuyển rời ánh mắt, mãi cho đến trong mắt bạo chết mới thôi. Khi Ngụy Viên Viên tiên tử vừa quay đầu, một lần nữa mở ra đau nhức con mắt về sau, liền nhìn thấy vị kia bá tống, Bạch Long cùng nàng bọc lấy A Thập Lục, còn có Vân Tước tử, Da Đen Vũ Nhu tử, lúc này tất cả đều chăm chú nhìn bốn đạo cột sáng. Ánh mắt của các nàng, không có chút nào bất kỳ khó chịu nào. Làm sao có thể, trong mấy người này có mấy vị, thực lực cảnh giới đều xa yếu tại nàng, vì cái gì mấy người kia có thể nhìn chằm chằm vào Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận cột sáng. Mà ta lại không được. Các nàng cả đám đều bật hách hay sao? Ngụy Viên Viên tiên tử lại quay đầu đi, đi xem vị cuối cùng khả năng tồn tại an ủi Ngụy. Bích Lãng Tôn giả. Vị này Bích Lãng Tôn giả không có chỗ đặc thù, trước đó nhận kiếp tiên khí tức áp chế lúc, liền sợ thành cầu. Nếu như là hắn, nhất định có thể cho nàng mang đến trên tâm lý an ủi. Nàng nhìn một cái hướng cuồng đao tam lãng lúc, đã thấy đối phương cũng chính nhìn chằm chằm vào nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Đồng thời, cuồng đao tam lãng trong tay cầm một thanh phi thường có người đặc sắc đại đao, đang tới về kéo lấy, tại cưa cắt một cây nhánh mầm không sai, chính là nàng từ trên thân cuồng đao tam lãng dọc theo đầu kia nhánh mầm. Rốt cục phát hiện, cuồng đao tam lãng cởi mở cười một tiếng, bắt đầu gia tăng tốc độ cưa động. Ngụy Viên Viên tiên tử. Tiên tử, hỏi thăm vấn đề, ta cắt đầu này nhánh mầm thời điểm, ngươi thống khổ sao? Cuồng đao tam lãng hỏi, hắn đại đao cưa càng thêm ra sức. Cành bên trên bị cưa đốm lửa bắn tứ tung. Gia hỏa này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài A. Mà lại, gia hỏa này hoàn toàn không nhận Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận pháp tắc hấp dẫn. Là đạo tâm kiên định, vẫn là nguyên nhân khác. Bốn đạo cột sáng kim sắc quang mang, càng ngày càng mạnh, ngưng vì thực chất bị cột sáng bao khỏa bốn đạo thân ảnh, bị quang mang bao phủ hoàn toàn. Lại nói, lần này phục sinh là mua một đưa ba. Bạch Long tỷ tỷ nghi ngờ nói, nếu như Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận là dựa vào thiên đế cùng đế tôn tin tức bù đắp, cái kia hẳn là mua hai đưa hai. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói, lúc này, công đức xà Mỹ Nhân chính phủ ở Bạch Tiền Bối sau lưng, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm xuyên thấu qua nàng, đồng dạng đang quan sát cái kia bốn đạo cột sáng. Tô Thị A Thập Lục đưa ra điểm đáng ngờ, nói, vấn đề là, phục sinh thật sự là thiên đế cùng đế tôn. Ta có biện pháp có thể nghiệm chứng một chút, trong tụ lý càn khôn tống thư hàng sử dụng quần thể truyền âm công năng. Hắn cực nhanh mở ra tu chân nói chuyện phiếm công năng, cho thiên đế gửi đi một giọt năng lượng. Sau đó phụ lời nói, thiên đế tiên tử có đây không, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi bắt đầu sống lại sao? Đơn giản thô bạo. Có cái gì so hỏi thăm người trong cuộc, càng đơn giản sáng tỏ nghiệm chứng pháp. Một lát sau, thiên đế truyền về một giọt năng lượng. Cũng phụ lời nói, tống tiền bối, ta lại không chết, tại sao phải phục sinh? Ngươi chẳng lẽ đang trù ẻo ta, cẩn thận ta chú sát ngươi cộc. Tống thư hàng yên lặng gật đầu, sau đó cho bạch tiền bối bọn người quần thể truyền âm, thiên đế còn sống thật tốt, cũng không có phục sinh. Có thể khẳng định cái này bốn đạo nhân ảnh bên trong, không có nàng. Dứt lời, hắn liền nghĩ tới Trình Lâm tiên tử kém chút liền đem cái này nghiệp chướng nặng nề nữ nhân quên đi. Nàng thế nhưng là lần này sự kiện màn tay hắc thủ, Nho Gia Thánh Nhân trận pháp vì sao lại mua một đưa ba, nàng nhất định biết nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng nhanh chóng cho Trình Lâm tiên tử truyền tống một giọt năng lượng, phụ lời nói, Trình Lâm tiên tử, Nho Gia Thánh Nhân trận pháp bị khởi động. Đế tôn bộ hạ cũng đem cái này phục sinh trận pháp bổ đủ, hiện tại tổng cộng có bốn đạo cột sáng từ hắc hồ bên trong luồn lên, có bốn đạo thân ảnh tại phục sinh. Lần này, Trình Lâm tiên tử hồi phục đặc biệt nhanh, cái gì?
Có bốn thân ảnh tại phục sinh, làm sao có thể? Nàng lộ vẻ rất khiếp sợ. Thân là phía sau màn hắc thủ, nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ có bốn đạo thân ảnh đồng thời phục sinh. Tống Thư Hàng. Tiên tử, người cái này phía sau màn hắc thủ quá không chuyên nghiệp a. Tống Thư Hàng lần nữa gửi đi một giọt năng lượng, phụ lời nói, Trình Lâm tiên tử, các ngươi hấp dẫn đế tôn bộ hạ cũ đánh vào viễn cổ thiên đình dư đảng hang ổ, lại mang đến cải tạo qua đế tôn pháp khí, muốn phục sinh chính là ai? Đế tôn bộ hạ cũ muốn phục sinh đế tôn. Thiên đình dư đảng muốn phục sinh còn chưa có chết thiên đế. Trình Lâm tiên tử cùng đạo tử liên thủ, cuối cùng khẳng định cũng có muốn phục sinh đối tượng. Nhưng lần này, Trình Lâm tiên tử không có trả lời ngay nàng hiện tại ngay tại tìm đạo tử cùng mấy vị thành viên khác. Xuất hiện, lúc này, Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Bốn đạo cột sáng quang mang bắt đầu tiêu tán. Sau đó có bốn vị thân hình cao lớn, khí chất nho nhã nam tử, hiện lên ở trong hư không. Bốn vị nam tử xếp thành một hàng. Vị thứ nhất ôn tồn lễ độ, nhìn qua cũng rất dễ dàng thân cận. Vị thứ hai tinh thần phấn chấn, tràn đầy tự tin, lộ vẻ rất có tài hoa. Vị thứ ba tươi mát tuấn giật, tuấn thoát tục. Vị thứ tư sắc mặt khô khan, xem xét liền con mọt sách. A, à, Tống Thư Hàng sững sờ. Cái này bốn nam tử, hắn vậy mà tất cả đều nhận biết. Nói đúng ra, Tống Thư Hàng nhận biết bốn vị này kim thân thi thể. Lần trước còn là hắn tự tay đem bốn vị này kiếp tiên kim thân đưa về đến Nho Gia, để Nho Gia an bài an táng. Nho Gia 13 kiếp tiên bên trong bốn vị. Bốn vị này phục sinh, có thể nói ra ngoài dự liệu của mọi người. Vô luận là thiên đình dư đảng, đế tôn bộ hạ cũ vẫn là màn tay hắc thủ Trình Lâm, đều không nghĩ tới khả năng này. Các ngươi là ai? Đế tôn đâu? Ngụy Viên Viên tiên tử trừng to mắt. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cuồng đao tam lãng cười ha ha, giơ tay chém xuống, một đao đem cưa đến chỉ còn mỏng bị nhánh mầm chặt đứt. Huyền nữ Môn Vân Tước tử tay nhỏ một mực không hề rời đi hắc hồ. Trên mặt nàng biểu lộ rất bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm đoán được khả năng này. Đây là hắn vì chính mình đệ tử âm thầm lưu lại đường lui. Vân Tước tử nói. Từ vừa mới bắt đầu, đây cũng không phải là thánh nhân phục sinh đại trận. Đại trận này, là hắn vì chính mình đệ tử an bài. Nói cách khác, đây là dùng để phục sinh sau khi chết 13 kiếp tiên. Đã như vậy, cái kia Lưu Ly Thư sinh đâu? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cái kia hố đi hắn đời thứ nhất linh quỷ không trả Lưu Ly Thư sinh, không phải cũng lạnh sao? Nếu là Nho Gia thánh nhân làm đệ tử lưu lại phục sinh trận pháp, cái kia lành lạnh Lưu Ly Thư sinh theo lý thuyết cũng hẳn là muốn bị phục sinh ra mới đúng chứ? Sở các chủ ngốc mau trả lời, ba cái khả năng. Một cái là thật lạnh thấu. Ngay cả phục sinh trận pháp đối với hắn đều đã mất đi hiệu quả. Chân chính thần hình câu diệt, đã trải qua không tồn tại phục hoạt trùng sinh khả năng. Hai cùng nghiêm tốt tương phản, loại thứ hai khả năng, chính là vị kia Nho Gia 13 kiếp tiên Lưu Ly Thư sinh còn không có triệt để lạnh thấu. Đã không có lạnh thấu, tự nhiên không tồn tại phục sinh loại này lựa chọn. Về phần thứ ba, chính là xem vận khí. Khả năng Lưu Ly Thư sinh vận khí tương đối kém. Người phải biết. Phục sinh trận pháp cũng là có phục sinh tỷ lệ. Tu sĩ cảnh giới càng cao, phục sinh độ khó lại càng lớn, phục sinh tỷ lệ thành công lại càng nhỏ. Giống như người mỗi lần đều có thể thành công phục sinh, kỳ thật rất không dễ dàng. Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói cách khác, lần sau ta nếu là cần phục sinh pháp khí thời điểm, tốt nhất phải lấy được 100% phục sinh cái chủng loại kia, nếu không nói không chừng phục sinh thất bại. Lại hoặc là, ta muốn bao nhiêu chuẩn bị mấy cái phục sinh phương án. Phương án 1 thất bại lúc, phương án 2 có lẽ có thể thuận lợi khởi động, cứ thế mà suy ra. Nghe được Tống Thư Hàng lời này lúc, tâm ma xích tiêu kiếm rốt cục nhịn không được, không, Thư Hàng. Ta cảm giác người tốt nhất không cần phục sinh phương án. Thật, nghe ta. Mỗi lần người mang một cái phục sinh phương án lúc, Tống Thư Hàng đều dùng như vậy dứt khoát. Nếu như hắn muốn chuẩn bị cái phục sinh phương án 1.2.3, tâm ma xích tiêu kiếm lo lắng tương lai 1 năm 365 ngày. Mỗi ngày đều là Tống Thư Hàng ngày rỗ. Thậm chí nghiêm trọng, cái này 365 ngày ngày rỗ bên trong, còn muốn phân cái thượng trung hạ. Buổi sáng một tế lễ, giữa trưa một tế, ban đêm còn muốn một tế cái chủng loại kia. Vì cái gì? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Tâm ma xích tiêu kiếm nghiêm túc suy tư một lát sau, chứng chạc đàng hoàng trả lời chắc chắn, thân là tu sĩ, nếu như ngươi quá dựa vào một loại nào đó bảo vật, liền sẽ sinh ra tính ỷ lại.
đối ngươi như vậy tương lai phát triển bất lợi, ngươi không thể quá ỷ lại phục sinh loại này phi thường quy thủ đoạn. Vạn nhất ngươi quen thuộc phục sinh, sau đó một ngày nào đó, trên người ngươi không có phục sinh pháp khí làm sao bây giờ? Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối giảng phi thường có đạo lý, cho người làm đầu công án cảm giác. Tống Thư Hàng lần nữa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xích tiêu kiếm đạo hữu giảng không tệ, bất quá bởi vì nó là tâm ma nguyên nhân, nó Thư Hàng ngươi nghe cái năm phần liền không sai biệt lắm. Trong lời nói của nó, nửa thật nửa giả, sở các chủ nhắc nhở. Tâm ma xích tiêu kiếm. Trong lời nói của nó đích thật là nửa thật nửa giả. Nhưng nó cái kia một nửa giả cũng là vì Tống Thư Hàng tốt. Nó chỉ là không có đem Tống Thư Hàng có phục sinh phải dùng thuộc tính nói ra mà thôi. Ta xuất phát là tốt, các loại, chờ chút. Tâm ma xích tiêu kiếm đột nhiên dùng sức đem chuôi kiếm của mình, hướng công đức xà mỹ nhân trong bụng tường không gian đánh tới. Ta là tâm ma a, ta là tâm ma a. Thân là tâm ma, nó vậy mà đối Tống Thư Hàng quan tâm đầy đủ. Nó đem lịch đại tâm ma mặt đều ném sạch sẽ. Bất quá. Dưỡng đao thuật thật sự sảng khoái. Hắc hồ phía trên, trong hư không. Trên hồ kim sắc quang mang, triệt để tán đi. Bốn vị nho gia kiếp tiên cùng nhau mở to mắt. Tại sao có thể như vậy? Ngụy Viên Viên tiên tử đứng tại nhánh mầm mũi nhọn, một trái tim như là rơi vào vực sâu không đáy, không ngừng chìm xuống. Bốn tôn nho gia kiếp tiên, cất bước lăng không hướng bên bờ đi tới. Bọn hắn từ Ngụy Viên Viên tiên tử bên người đi qua. Trong đó, vị kia con mọt sách kiếp tiên, tại trải qua Ngụy Viên Viên tiên tử bên người lúc, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, vất vả, tiên tử. Ngụy Viên Viên tiên tử cảm nhận được trên đỉnh đầu ấm áp đại thủ, cứng đờ ngẩng đầu lên, nhìn qua con mọt sách kiếp tiên. Con mọt sách kiếp tiên hướng về phía nàng lộ ra một cái đờ đẫn tiếu dung, sau đó tiếp tục hướng phía trước đạp đi. Bốn vị kiếp tiên cùng nhau đi vào bên bờ. Rơi vào huyền nữ môn vân tước tử bên cạnh. Bọn hắn đối vân tước tử thi lễ một cái. Huyền nữ môn vân tước tử lai lịch bí ẩn, nàng đã từng là thánh nhân con đường tu luyện bên trên thầy giáo vỡ lòng, mang thánh nhân bước vào con đường tu hành. Cho nên, từ về mặt thân phận đến nói, nàng gánh vác được 13 kiếp tiên cái này thi lễ. Vân tước tử nhìn bốn người này một chút, nhíu mày, các ngươi. Vị kia con mọt sách kiếp tiên khẽ gật đầu, nói khẽ, đúng vậy, vân tước tử tiền bối. Nói tóm lại, chúng ta, phục sinh thất bại. Lão sư lưu lại trận pháp, bị phá hủy qua, mặc dù bù đắp, nhưng bị cải biến quá nhiều. Vị kia tuấn thoát tục kiếp tiên nói bổ sung. Mà lại, thời gian quá lâu, vị kia ôn tồn lễ độ kiếp tiên nói khẽ. Nếu như là năm đó, bọn hắn vừa vẫn lạc thời điểm, cái này phục sinh đại trận có thể lập tức kích hoạt, cái kia tại thánh nhân cường đại còn sót lại thủ đoạn tác dụng dưới, bốn người bọn họ có thể lấy tiếp cận hoàn mỹ tư thái phục sinh. Nhưng bây giờ, viễn cổ thời đại đều sớm kết thúc, khoảng cách thánh nhân thời đại đã qua ngàn ngàn vạn vạn năm. Tuế nguyệt như đao. Dù cho lấy nho ra thánh nhân còn sót lại thủ đoạn, cũng vô pháp đem ngàn ngàn vạn vạn năm vẫn lạc đệ tử, triệt để phục sinh. Vân tước tử là phục sinh chuyên gia, từ xưa đến nay, rốt cuộc tìm không ra phục sinh kinh nghiệm so với nàng phong phú hơn tồn tại. Cho nên, nàng một chút liền nhìn ra bốn vị này nho ra đệ tử trạng thái không trọn vẹn. Bọn hắn bị phục sinh về sau, nhưng không có thoát khỏi tử vong trạng thái. Tựa như là một loại hồi quang phản chiếu trạng thái. Nhiều nhất vài ngày sau, bọn hắn liền sẽ lần nữa biến mất. Mà lần này tiêu tán, chính là vĩnh hằng tử vong. Không còn có bất kỳ thủ đoạn nào, có thể làm bọn hắn lần nữa phục sinh. Chúng ta nghĩ thừa dịp sau cùng thời gian, về nho ra nhìn xem. Vị kia tràn ngập tài hoa kiếp tiên lên tiếng nói, cuối cùng hắn lại bổ sung hỏi, nho ra. Hiện tại vẫn tồn tại sao? Vẫn còn ở đó, nơi xa, truyền đến Tống Thư Hàng thanh âm. Bạch tiền bối tay áo nhẹ nhàng hất lên, trong tụ lý càn khôn Tống Thư Hàng cùng tạo hóa tiên tử, bị cùng nhau ném ra ngoài. Tống Thư Hàng vững vàng rơi xuống đất. Tạo hóa tiên tử lại co lại sau lưng hắn, đem mình nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, giấu sau lưng Tống Thư Hàng. Nàng tựa hồ là không dám đi gặp mình bốn vị huynh trưởng. Tại trong tụ lý càn khôn. Nàng đã trải qua nghe được bốn vị nho gia kiếp tiên, phục sinh thất bại tin tức. Vị kia con mọt sách kiếp tiên nhìn về phía Tống Thư Hàng cùng sau lưng của hắn tạo hóa tiên tử, đờ đẫn trên mặt, lần thứ nhất hiển hiện bình thường thiếu dung. Bước chân hắn khẽ động, sau một khắc đã trải qua xuất hiện tại tạo hóa tiên tử bên người. Sau đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, sờ lên,
thật có lỗi, sư muội. Rõ ràng hẹn xong như gặp lại lần nữa, liền sẽ không lại lấy tử vong phương thức lại tướng cách. Nhưng lần này, chúng ta tựa hồ muốn trái với điều ước. Tống Thư Hàng, người cùng tạo hóa tiên tử nói thật có lỗi, sợ ta đầu làm gì? Con mọt sách kiếp thiên đại thủ, lại tại Tống Thư Hàng trên đầu lặp đi lặp lại sợ tới sợ lui. Tống Thư Hàng hoài nghi nhìn về phía đối phương. Vị này, hẳn là có bệnh mắt. Lại hoặc là, thân phận chân thật của ta rốt cục muốn hiển hiện mặt nước rồi. Kỳ thật, ta là tạo hóa tiên tử chuyển thế. Nếu như nghĩ như vậy, cảm giác có chút sự tình liền giảng thông. Tỷ như, tạo hóa tiên tử vì sao lại từ tạo hóa pháp phương trên thân chuyển rời đến trên người hắn, sau đó cũng rất ít trở về. Tống Thư Hàng não đại động mở chủ yếu là đầu óc còn thừa nhận Bạch Long tỷ tỷ Long uy ảnh hưởng, tương đối gián. Cảm giác cùng say rượu cũng không kém nhiều lắm, có chút không có logic, chỉ tốt ở bề ngoài ý nghĩ cũng sẽ không ngừng chui ra. Lúc này, vị kia con mọt sách kiếp tiên đột nhiên lên tiếng nói, sờ lấy tiểu hữu đầu lúc, phát hiện lão sư con mắt sẽ nhìn chăm chú lên ta, trong lòng ta liền có loại cảm giác nói không ra lời, không khỏi nhớ tới lão sư. Vừa khổ chát chát lại hoài niệm. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Tin hay không ngươi lão sư con mắt sẽ lóe sáng một chút. Để ngươi càng thêm hoài niệm cùng đắng chát. Nhưng đột nhiên, Tống Thư Hàng phát hiện, con mọt sách kiếp tiên giảng đều là viễn cổ ngôn ngữ, nhưng kỳ quái là, hắn nghe không hề tốn sức. Là hắn học tập lực bùng lên, có thể nghe hiểu phần lớn viễn cổ ngôn ngữ rồi. Lại hoặc là ai trong bóng tối giúp hắn phiên dịch. Cái này trong lúc suy tư. Tạo hóa tiên tử cuối cùng từ Tống Thư Hàng sau lưng chui ra. Nàng nhìn về phía con mọt sách kiếp tiên cùng nơi xa ba vị nho gia kiếp tiên. Cái kia ba vị nho gia kiếp tiên, xa xa đối nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tạo hóa tiên tử nhẹ nhàng hít vào một hơi, nàng nhìn chằm chằm bốn vị sư huynh xem xét nửa ngày, phảng phất muốn đem bọn hắn hình tượng nhớ kỹ ở trong lòng. Một lúc lâu sau, nàng quay người, một đầu hướng Tống Thư Hàng trong ngực chui vào. Nàng xem ra rất thương tâm. Tống Thư Hàng theo bản năng đưa tay, muốn đem trong bi thương tạo hóa tiên tử tiếp được. Thậm chí trong đầu hắn đều nghĩ kỹ an ủi nàng lời kịch. Nhưng mà, tạo hóa tiên tử như lặn đồng dạng chui vào trong cơ thể hắn. Tống Thư Hàng cứng ngắc bày biện đưa tay động tác, có chút ít xấu hổ. Con mọt sách kiếp tiên thấy thế, tiến lên cho Tống Thư Hàng tới cái ôm nhiệt tình, hợp thời làm dịu người xấu hổ, tiểu hữu, nhà ta sư muội liền làm phiền ngươi chiếu cố. Nàng mặc dù có chút nghịch ngợm, còn thề cả một đời cũng sẽ không đi sinh con, nhưng nàng nội tâm rất hiền lành. Tống Thư Hàng há miệng, đang chuẩn bị nói chút gì. Nhưng hắn miệng vừa mới mở ra lúc, có một trận tiếng trời tiếng ca, từ trong miệng hắn vang lên. Đồng dạng là dùng viễn cổ ngôn ngữ hát ca từ. Tiếng ca càng phát ra to rõ, truyền khắp toàn bộ nho gia thánh nhân phục sinh không gian. Ngày này lại trong tiếng ca mang theo khiến người mê mẩn lực lượng. Khiến cho mọi người cũng không khỏi tự chủ trầm mê ở bài hát này âm thanh bên trong. Bốn vị nho gia kiếp tiên, thuần thục phối hợp đánh nhịp lên. Bọn hắn khi còn sống, cầm kỳ thư họa, múa kiếm ngâm thơ mọi thứ tinh thông. Nếu không phải hiện tại trong tay không có tiện tay nhạc khí, bốn vị nho gia kiếp tiên khẳng định sẽ ngay tại chỗ phối hợp tạo hóa tiên tử, vì nàng nhạc đệm một khúc. Đứng tại vân tước tử bên trên ba vị nho gia kiếp tiên, nhẹ nhàng hừ phát, đánh nhịp. Mà ôm lấy Tống Thư Hàng con mọt sách kiếp tiên, thì là dùng sức vỗ Tống Thư Hàng phần lưng. Mỗi một lần đánh ra đều giống như tại dùng lực đánh trống to. Tống Thư Hàng bị đập khí huyết sôi trào, nội tạng đều muốn bị đập phun ra cái này con mọt sách kiếp tiên nhất định là cố ý. Một lát sau, tam đại công pháp tôi luyện thân thể tự chủ hộ thể, lần lượt kích hoạt. Biến dị cương thủ đem Tống Thư Hàng phần lưng độ bên trên một tầng đen nhánh kim loại sắc. Con mọt sách kiếp tiên nguyên bản giống như là đang đánh trống, hiện tại thì biến thành gõ chuông. Thanh âm từ trước đó trống ra thùng thùng âm thanh, biến thành hiện tại một trận kim thiết tương giao âm thanh. Thanh âm đột nhiên chuyển biến, khiến con mọt sách kiếp tiên sững sờ, kém chút liền đập sai nhịp. Không chỉ có như thế, tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, có 123 chỉ nho giả thánh viên tay cầm thư quyển hiện thân. Thánh viên nhóm tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu bài xuất một cái lập thể hình tam giác kết cấu, lần này bọn chúng cho đủ chủ nhân mặt mũi, không có bài xuất tế chữ trận. Thánh viên hiện thân về sau, bắt đầu chủ động tiến vào đại hợp sướng hòa âm hình thức. Cái này 123 con thánh viên, toàn thể tinh thông vận luật. Tạo hóa tiên tử tiếng ca cần hòa âm chỗ lúc, bọn chúng sẽ tinh diệu nối liền, phối hợp từng lớp phụ hát.
Cầm đầu con kia đại thánh viên lần này xung làm chỉ huy nhân vật. Con mọt sách kiếp tiên ngẩng đầu nhìn cái này thanh thế thật lớn thánh viên ban đồng ca, trợn mắt hốc mồm, đây là thú tu giới thánh viên long lực thần công đi, chờ chút, tựa hồ còn có chúng ta nho ra kim cương thân. Hắn cả đời này, cho tới bây giờ chưa thấy qua ai có thể đem cái này hai đại thần công luyện thành bộ dáng như vậy. Khó trách, sư muội sẽ nguyện ý nhập thân vào vị tiểu hữu này trên thân. Nguyên lai là thú vị hợp nhau a. Loại này tùy thân mang theo một cái ban đồng ca tồn tại, mỗi cái thánh viên đều tinh thông âm luật, có thể nhất phát huy ra sư muội ca hát năng lực. Tống Thư Hàng nhìn thấy con mọt sách kiếp tiên chấn kinh bộ dáng lúc, trong lòng vui lên. Vẫn chưa xong đâu. Theo Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Công đức xà mỹ nhân đứng dậy bơi tới, cái đuôi của nàng cuốn lên, ngồi đến công đức phỉ kình trên thân. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong nhãn vĩ tiên sinh tiên cầm từ Tống Thư Hàng bản mệnh trong đan điền bay ra, rơi vào nàng đuôi rắn bên trên. Công đức xà mỹ nhân đánh đàn, một chút điều chỉnh về sau, hoàn mỹ cắt vào đến hợp tấu làn điệu bên trong, vì tạo hóa tiên tử nhạc đệm công đức xà mỹ nhân tại âm luật bên trên tạo nghệ, cũng là đỉnh tiêm nhất lưu tiêu chuẩn. Đồng thời, da đen vũ nhu tử đứng dậy. Nếu muốn trở thành hợp cách tâm ma, vũ đạo năng lực tuyệt đối không thể yếu. Da đen vũ nhu tử bắt đầu bạn nhảy, thân hình của nàng cao gầy, hai chân thon dài, trời sinh liền thích hợp khiêu vũ. Nếu không phải ta hạch tâm thế giới ở đây mở không ra, ta còn có thể kiếm ra càng nhiều tiết mục tới. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chủ sướng, ban đồng ca, dàn nhạc, bạn nhảy, thậm chí là ánh đèn đặc hiệu, chỉ cần cho Tống Thư Hàng thời gian, hắn đều có thể chuẩn bị đầy đủ. Lợi hại, tiểu hữu, con mọt sách kiếp tiên bội phục nói. Chư thiên vạn giới bên trong, phối trí một bộ mạnh hơn Tống Thư Hàng ban đồng ca cũng không phải là việc khó. Phần ngoại lệ ngốc tử kiếp tiên đó có thể thấy được, Tống Thư Hàng ban đồng ca tất cả đều là của hắn vật trang sức. Đây là tập một cái ban đồng ca vào một thân, hắn một người chính là một chi ban đồng ca. Một khúc kết thúc, vô luận là ca hát, nhạc đệm, hợp sướng, nghe ca nhạc, đều vừa lòng thỏa ý. Bốn vị kiếp tiên đối Tống Thư Hàng bày ra cơ bắp cũng rất hài lòng chi này cường đại ban đồng ca, chỉ cần chuyển đổi một chút chính là đỉnh cấp lực công kích. Cứ như vậy, bọn hắn cũng có thể yên tâm đem sư muội lưu tại vị tiểu hữu này bên người. Như vậy, Vân Tước Tử tiền bối, tiểu hữu, các vị đạo hữu, chúng ta xin từ biệt. Con mọt sách kiếp tiên đối đám người thi lễ một cái, bọn hắn tồn tại thời gian có hạn, cho nên nghĩ thừa dịp nhóm người mình hoàn toàn biến mất trước đó, về một chuyến nho gia. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn nghĩ thừa dịp biến mất trước, cho nho gia lưu lại nhiều thứ hơn, trọng yếu nhất chính là truyền thừa tri thức. Tri thức mới là lớn nhất tài phú. Bốn vị tiền bối thuận buồm xuôi gió, Tống Thư Hàng chắp tay nói. Vừa dứt lời, tại cặp mắt của hắn bên trong, có hai con đầu ngón tay nắm tay đưa ra ngoài. Là tạo hóa tiên tử nắm đấm. Tống Thư Hàng. Tạo hóa tiên tử hai bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay đều có một viên xinh đẹp con mắt, như lưu ly tạo thành. Sư đệ con mắt, con mọt sách kiếp tiên sững sờ. Không, đây là con mắt của ta, Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Nàng muốn để các người bốn người, ký sinh tại đôi mắt này bên trong. Đôi mắt này bên trong ẩn chứa lấy thánh viên long lực thần công tổng cương trùng sinh chi lực. Bọn chúng có lẽ có thể để các người bốn người tồn tại ở thế gian thời gian, thoáng kéo dài một chút. Tống Thư Hàng đỉnh đầu, sợ các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Ngốc, ngốc mau thành tinh, Tuấn Thoát Tục Kiếp Tiên kinh ngạc nói. Sợ các chủ, ngu xuẩn, ăn ta một chiêu trường sinh giả ngốc mau đột thứ. Tại tươi mát Tuấn giật ánh mắt kinh ngạc bên trong, căn này ngốc mau siêu một chút kéo dài tới đến, hướng hắn đâm tới mà tới. Sau đó, bốn cái nho ra kiếp tiên bị một cây ngốc mau xuyên đến cùng một chỗ, chỉnh chỉnh tề tề. Con mọt sách kiếp tiên. Ôn tồn lễ độ kiếp tiên. Tinh thần phấn chấn kiếp tiên. Vì cái gì ba người bọn hắn cũng phải bị đâm thành một chuỗi a? Ba người bọn họ sao mà vô tội? Quá mức a, Sở tiên tử. Nói nhầm chỉ là bên trong một cái, ngươi tại sao phải đem bốn cái đều đâm thành chuỗi? Bạch Long tỉ tỉ mãnh liệt khiển trách nói, mà lại, vị này nho ra đạo hữu kỳ thật cũng không nói nói bậy, ngươi bây giờ không phải liền là một cây ngốc mao trạng sao? Muốn trách, thì trách Tống Thư Hàng đem ngươi cắm ở đỉnh đầu mới là đi. Tống Thư Hàng. Sở dĩ, ta sai. Sở các chủ ngốc mao chậm rãi rụt trở về, sau đó tại Tống Thư Hàng trên cổ quấn một vòng. Bất quá ngốc mao cũng không có nắm chặt đây là cho Tống Thư Hàng phán quyết cái chết hoãn,
nếu như đón lấy đến hắn biểu hiện tốt đẹp, có lẽ có thể đổi thành vô hạn. Tốt a, ta nồi, đều là ta nồi. Tống Thư Hàng thở dài, nhìn về phía bốn vị nho gia kiếp tiên, hỏi, bốn vị tiền bối, hai cái đồng tử, đủ sao? Con mắt chỉ có hai cái, nho gia kiếp tiên nhưng có bốn người. Hắn đang dùng thánh viên long lực thần công tổng cương thiên trọng sinh nhục thể lúc, tạo hóa tiên tử chỉ móc hai con mắt xuống tới sớm biết ánh mắt của mình quý giá như vậy, hắn lúc ấy nhất định phải làm cho tiên tử nhiều móc một số dự bị. Con mọt sách kiếp tiên lên tiếng nói thật, nếu như có thể lại nhiều hai mắt con mắt lời nói thì tốt hơn. Tạo hóa tiên tử tay nhỏ từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu duỗi ra, tựa như một đôi sừng hươu, liên tục đong đưa coi như hiện tại lại đem Tống Thư Hàng trong mắt khu xuất đến, cũng không có cái này hai cái lưu ly con mắt công hiệu. Trừ phi, lần nữa Tống Thư Hàng đầu chém xuống đến, đem hắn thân thể triệt để phá hủy. Sau đó nhượng hắn vận chuyển thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, trọng sinh một lần. Tại trọng sinh thời điểm, đem hắn con mắt móc xuống tới. Bất quá, có hai cái cũng đủ chúng ta bốn người ký thác cần thiết. Con mọt sách kiếp tiên lên tiếng nói. Hắn tiếp nhận cái này hai cái lưu ly trạng hai mắt, đối Tống Thư Hàng ôm quyền, nói, như vậy bá Tống đạo hữu, tạm thời cho ngươi mượn đây đối với con mắt dùng một lát. Chờ chúng ta bốn người sau khi biến mất, chúng ta sẽ để cho nho gia đệ tử mang theo bọn chúng còn cho tiểu hữu. Đến lúc đó, chúng ta lại ở bá Tống tiểu hữu trong ánh mắt lưu lại một chút lễ vật, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Tống Thư Hàng nghe nói như thế lúc, nội tâm đột nhiên phun lên mãnh liệt cảm giác mất mát, liền phảng phất bản thân đây đối với chân quý lưu ly hai mắt sắp có đi không trở lại. Như vậy bá Tống đạo hữu, chúng ta xin từ biệt. Con mọt sách kiếp tiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhắc nhở, các ngươi đi ra thời điểm chú ý an toàn, bên ngoài hiện tại là thiên đình tế đảng hang ổ, có loại các không gian cấm cố thủ đoạn. Tống Thư Hàng đang khi nói chuyện, đã thấy con mọt sách kiếp tiên đưa tay chống lên một đạo cánh cửa không gian. Chói mắt cánh cửa không gian, tản ra bạch sắc quang mang. Nơi này là nho gia thánh nhân bày ra phục sinh đại trận, chuyên môn phục sinh đệ tử của mình. Vì cam đoan bản thân đệ tử phục sinh sau tính an toàn, ở cái này phục sinh không gian bên trong, các đệ tử của hắn có thể sử dụng không gian lực lượng. Trừ hắn đệ tử bên ngoài, những người khác không gian năng lực đều sẽ bị cấm cố, không cách nào thi triển. Đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ trực tiếp thông qua không gian thông đạo rời xa nơi đây, trực tiếp trở về hiện thế nho ra vị trí. Còn mọt sách kiếp tiên đối Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Ôn tồn lễ độ cái vị kia kiếp tiên đối Tống Thư Hàng bọn người phất tay, xin từ biệt. Chờ một chút, Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, mang bọn ta lên xe, chúng ta cùng đi. Có không gian thông đạo có thể trực tiếp rời đi, đó là đương nhiên là nhân cơ hội cùng đi a. Bằng không bọn hắn còn muốn từ nho ra thánh nhân phục sinh đại trận không gian bên trong ra ngoài, đi sông thiên đình dư đảng hang ổ. Bá Tống đạo hữu cũng phải cùng đi, như thế rất tốt, con mọt sách kiếp tiên cười nói. Bọn hắn đã chết mất ngàn ngàn vạn vạn năm, đối với hiện tại nho ra tình huống cũng không giải. Nếu như vị này cùng nho ra sâu xa cực sâu bá Tống tiểu hữu nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về nho ra, vì bọn họ giới thiệu nho ra hiện trạng, chính hợp tâm ý của hắn. Bạch tiền bối, chúng ta muốn hay không rời đi trước? Nếu như bạch tiền bối đến lúc đó muốn về thú tu giới câu cá, lại từ hiện thế. Địa cầu trở về tới thú tu giới cũng không muộn, Tống Thư Hàng quay đầu hỏi. Ta không có vấn đề, bạch tiền bối nói, dù sao cũng chính là một lần không gian xuyên toa sự. Như vậy, đi đi đi, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Bá Tống tiểu hữu mời con mọt sách kiếp tiên duy trì lấy cổng không gian. Đối Tống Thư Hàng làm cái mời đến tư thế. Tống Thư Hàng thu hồi đầy trời thánh viên hư ảnh, lại đem công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử toàn bộ nhét trở về. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn chạy chậm đến cổng không gian trước mặt, nhẹ nhàng nhảy lên. Oanh! Tống Thư Hàng từ cánh cửa không gian nhảy vào, sau một khắc, tại hắc hồ trên không lại có một cái không gian thông đạo sinh ra. Tống Thư Hàng từ nơi này không gian thông đạo bên trong rơi xuống đi ra. Rơi vào hắc hồ bên trong. Tống Thư Hàng. Hắn tại hắc hồ bên trong chìm nổi, mắt trái không có hảo ý tiếp cận con mọt sách kiếp tiên. Vị này nho ra kiếp tiên tương đương xấu bụng. Không phải là muốn trả thù bị sở các chủ đâm thành mứt quả thù a? A, con mọt sách kiếp tiên cũng là sững sờ. Hắn có thể xác định bản thân cánh cửa không gian mở ra vị trí là hiện thế. Nho ra vị trí. Nhưng là bá Tống tiểu hữu nhảy vào cánh cửa không gian lúc. Không gian thông đạo liền bị vặn vẹo,
bá Tống Tiểu Hữu liền ngã vào đến hắc hồ bên trong. Là lão sư lưu lại an toàn biện pháp, lúc này, vị kia tươi mát tuấn giật kiếp tiên suy đoán nói. Thánh nhân vì mình đệ tử phục sinh sau an toàn, đã hao hết khổ tâm. Ở cái này phục sinh không gian bên trong, các đệ tử của hắn có được mở ra không gian thông đạo năng lực. Nhưng vì phòng ngừa địch nhân lợi dụng đệ tử của hắn mở cánh cửa không gian, truy kích phục sinh đệ tử, thánh nhân còn để lại vặn vẹo không gian biện pháp. Địch nhân coi như nhảy vào 13 kiếp tiên không gian thông đạo, cũng sẽ bị vặn vẹo không gian ảnh hưởng, không cách nào rời đi. Lão sư vì chúng ta, đã hao hết tâm tư. Chỉ tiếc, con mọt sách kiếp tiên cảm xúc có chút xa sút nói. Ôn Tồn Lễ Độ kiếp tiên nói bổ sung, thật có lỗi, bá Tống Tiểu Hữu. Chúng ta chỉ sợ không cách nào mang ngươi rời đi. Hắc hồ bên trong Tống Thư Hàng cũng kịp phản ứng, nhẹ gật đầu, không hổ là rất sâu thánh nhân thủ đoạn, loại phong cách này, có thể lý giải. Thánh nhân vì Vân Tước Tử lưu lại bảo hiểm thủ đoạn, cũng là như thế một vòng chụp một vòng, ngăn chặn cắt ngoài ý muốn khả năng. Thậm chí ngay cả Cửu U Chúa Tể đều bị thánh nhân lưu lại thủ đoạn mưu tính, bị liền hố hai ván. Rất sâu thánh nhân, con mọt sách kiếp tiên khóe miệng giật một cái. Có chút ít thời gian sau, bốn vị kiếp tiên đối Tống Thư Hàng bọn người lần nữa ôm quyền cáo biệt, thông qua không gian thông đạo thoát ly cái không gian này, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó, chúng ta cũng phải suy tính một chút như thế nào rời đi nơi này. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Thân thể của hắn từ hắc hồ trung du động, chuẩn bị lên bờ cùng Bạch Tiền Bối bọn người tụ hợp. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đi lên thời điểm, đột nhiên cảm giác có một con đại thủ bắt hắn lại lông chân, muốn đem hắn kéo vào đáy hồ. Quỷ nước! Quá phận! Chỉ là một con quỷ nước cũng dám duỗi ra mao thủ, đến bắt hắn tổ quốc tương lai người nối nghiệp đùi. Mà lại cái này mao thủ khí lực còn không nhỏ. Tống Thư Hàng chân phải một lần phát lực, hung hăng đạp một cái. Oanh! Hắc hồ bên trong nổ lên một đợt cột nước. Lấy Tống Thư Hàng thực lực bây giờ, một quyền vung ra đi đủ để khiến thác nước ngược dòng. Một cước đạp ra ngoài, cột nước bạo tạc loại này quy mô, chỉ là cơ bản thao tác. Đồng thời, thần trí của hắn hướng bước chân của mình vị trí quét tới, ngược lại muốn xem tiềm phục tại hắc hồ ngọn nguồn bắt hắn chân rốt cuộc là thứ gì. Vì lý do an toàn, hắn còn thừa cơ bóp đạo thiên sư chính pháp dẫn lôi thuật. Hết thảy ba đạo lôi điện bị dẫn dắt xuống tới, đánh xuống hướng Tống Thư Hàng bản thể tới đi, cùng một chỗ nếm thử cái này ngọt ngào lôi điện tư vị. Lấy hắn hiện tại thất phẩm tôn giả cấp thực lực, cho dù là rất phổ thông dẫn lôi thuật trong tay hắn cũng có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Mà lại theo cảnh giới sau khi tăng lên, hắn cảm giác mình đối dẫn lôi thuật nắm giữ lại tinh tiến một bước. Không bao lâu, hắn hẳn là có thể sử dụng tứ lôi pháp, sau đó tiếp theo bước chính là ngũ lôi oanh đỉnh cảnh giới đại thành. Trọng yếu nhất chính là, cái này ba đạo lôi điện là vì hướng Bạch Tiền Bối, Bạch Long tỷ tỷ dự cảnh. Nói cho hai vị tiền bối, hắn nhận lấy công kích. Nếu như dưới hồ đại thủ quá mức cường đại, như vậy Bạch Tiền Bối cùng Bạch Long tỷ tỷ cũng có thể ngay lập tức đối với hắn làm viện thủ. Trên cổ sở các chủ ngốc mao cũng đã nhận ra dị trạng, nó từ Tống Thư Hàng trên cổ giải khai, tóc nhọn khóa chặt dưới hồ vậy chỉ trách tay, phát như kiếm, hung hăng chọc ra. Ngay sau đó là hộ thể công đức xà mỹ nhân nhận hắc hồ ảnh hưởng, thân là công đức chi quang nàng lần này không thể ngay lập tức tự động hộ chủ. Công đức xà mỹ nhân cảm giác mình đã bị khiêu khích, nàng hiện thân đem Tống Thư Hàng bao khỏa, đồng thời trực tiếp mở đại chiêu, hai tay vỗ tay trực tiếp thi triển cường lực công đức pháp thuật công đức. Đại Nhật, cột nước bạo tạc, lôi điện hạ xuống, trường sinh giả kiếm ý mãnh liệt, một vòng chói mắt công đức Đại Nhật tại hắc hồ bên trong nổ lên. Tràng diện thanh thế to lớn. Hắc hồ bên trong con kia mao thủ cũng không nghĩ tới Tống Thư Hàng có thể trong nháy mắt, bộc phát ra công kích kinh khủng như thế. Một trận ủng ục ục bong bóng bốc lên. Nắm lấy Tống Thư Hàng tay không cam lòng buông ra, bị công đức Đại Nhật cùng sở các chủ ngốc mao liên thủ, đổi nhập đáy hồ. Tống Thư Hàng thừa cơ nhảy lên một cái, chân đạp hư không, từng đóa màu đen hoa sen từ lòng bàn chân hắn hiển hiện, nâng thân hình của hắn. Vừa rồi đó là vật gì? Tống Thư Hàng cau mày nhìn qua hắc hồ. Hắc hồ thân là nho gia thánh nhân bố trí phục sinh đại trận khu vực hạch tâm, tu sĩ thần thức thẩm thấu trong đó lúc bị hạn chế. Tống Thư Hàng thần thức chỉ quét đến nắm lấy mình một con mao thủ, cái kia tựa hồ là một con thú loại móng vuốt. Là một con xấu xí thủy thú. Mà lại, cái này thủy thú vậy mà có thể tại nho gia thánh nhân bố trí phục sinh không gian bên trong, một mực sinh tồn. Sở các chủ ngốc mao lên tiếng nói. Nó hướng phía vị kia ngụy.
Viên Viên tiên tử đi qua. Vân Tước tử lên tiếng nói, bàn tay của nàng còn đặt tại hắc hồ bên trong. Không biết nàng đến cùng muốn làm gì. Ngụy Viên Viên tiên tử một mực đứng ở đó cây nhánh mầm mũi nhọn, đứng tại hắc hồ mặt hồ. Nàng nghe được Vân Tước tử thanh âm về sau, lập tức thả người nhảy lên, chân đạp hư không tránh né con kia thủy thú. Rầm rầm. Con kia thủy thú tới gần Ngụy Viên Viên tiên tử vị trí cũ về sau, đưa tay một nắm, liền đem cây kia nhánh mầm kéo vào đáy hồ. Đây là thủ đoạn của các ngươi sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía Ngụy Viên Viên tiên tử. Đối phương lắc đầu liên tục. Cái kia không phải là viễn cổ thiên đình dư đảng thủ đoạn. Tống Thư Hàng nhìn về phía mình chân, nơi đó còn có mấy cọng tóc phát, là con kia thủy thú bắt hắn đùi lúc, bị sợ các chủ ngốc mao kiếm khí cắt đứt xuống. Tống Thư Hàng đưa tay phải ra, nghịch kình võ sĩ quyền sáo đốt ngón tay mở ra, lộ ra ngón tay. Sau đó hắn xoay người nắm cái kia mấy cọng tóc phát, kích hoạt giám định bí pháp. Bí pháp kích hoạt về sau, tại trên cổ tay hắn xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương, có mấy giọt máu trâu từ trong vết thương lăn ra, rơi vào đến hắc hồ. Quên xương mù hóa thân thân, lãng phí mấy nhỏ máu. Tống Thư Hàng đau lòng nói. Hiện tại hắn thế nhưng là hàng thật giá thật thất phẩm tôn giả, hơn nữa còn tôi thể đại thành, tu luyện thánh viên long lực thần công tổng cương. Bây giờ nhục thể của hắn dược dụng giá trị không thể so những cái kia linh thú chênh lệch, mỗi một giọt máu đều là bảo bối. Rút ra một ống máu thêm điểm dược liệu, liền có thể luyện ra một lò tốt đan. Giám định bí pháp rất mau đem tin tức phản hồi đến trong đầu hắn. Đồng thời, trên cánh tay của hắn vết thương rất nhanh khép lại. Biến dị thủy thú, nguyên thân là nho gia thánh nhân thu dưỡng thưởng thức tính sủng vật, đã từng nuôi thả tại phục sinh đại trận hắc hồ bên trong, vì cô quạnh hắc hồ tăng thêm một chút mỹ cảm. Thánh nhân vẫn lạc về sau, thủy thú bầy xảy ra bất trắc, nhiều lần biến dị. Sinh sôi đến nay, còn sót lại cuối cùng một con biến dị thủy thú. Thưởng thức tính sủng vật. Nói cách khác, cái đồ chơi này là năm đó nho gia thánh nhân cảm giác hắc hồ quá cô quạnh, nuôi thả một nhóm cá vàng loại hình thưởng thức tính sủng vật đi vào. Kết quả không nghĩ tới, bọn chúng đời đời sinh sôi về sau, phát sinh biến dị. Tại mình đệ tử phục sinh chi địa nuôi cá vàng, loại chuyện này cũng chỉ có rất sâu thánh nhân mới có khả năng ra a. Tống Thư Hàng đưa tay dứt bỏ cái kia mấy cọng tóc phát, đang chuẩn bị đem tình báo truyền lại cho Bạch Tiền Bối đám người. Nhưng lúc này, trên cánh tay của hắn cái kia đạo nhàn nhạt vết thương lần nữa vỡ ra, lại có mấy giọt máu tươi nhỏ ra. Tống Thư Hàng, lúc nào dám định bí pháp đại giới còn có thể trả góp. Bị cải tạo biến dị thủy thú, viễn cổ thiên đình thành viên bắt giữ biến dị thủy thú, đem đế châu chôn nhập trong cơ thể nó, lại đem ẩn chứa thiên đế tin tức pháp khí chôn ở nó lân phiến bên trong. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, thiên đế liền có thể mượn nhờ phục sinh trận pháp, lần nữa trở về. Thiên đình dư đảng thật sự là hao hết khổ tâm a. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Nhưng vấn đề là, thiên đế còn chưa có chết, nàng còn nhảy nhót tưng bừng, căn bản cần phục sinh trận pháp. Bất quá, có như thế một đám trung tâm bộ hạ cũ, thật là khiến người ghen tị. Viễn cổ thiên đình vẫn lạc nhiều năm như vậy, những này bộ hạ cũ vẫn không có từ bỏ, cũng không biết năm đó thiên đế cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê. Bạch Tiền Bối, cái này biến dị thủy thú là nho gia thánh nhân nuôi. Tống Thư Hàng nói đến một nửa lúc, vết thương trên cánh tay miệng lại một lần đã nứt ra, lần này vết thương sâu hơn chút. Thậm chí còn có loại ngón chân đá phải chân bàn kịch liệt đau nhức cảm giác. Rõ ràng tổn thương không nặng, lại đâm tâm đau nhức. Lại có huyết châu từ trên cánh tay chảy ra, nhỏ giọt hắc hồ. Còn có hết hay không a? Tống Thư Hàng nổi giận. Trả góp sốt cuộc muốn phân mấy lần a? Đừng nói cho ta là một năm 12 kỳ cái chủng loại kia a, còn không bằng cho ta thống khoái, để ta một hơi đau nhức xong. Nuốt ăn đế tôn tin tức nhánh mầm bị cải tạo biến dị thủy thú, bởi vì tham lam, nuốt ăn Ngụy Viên Viên tiên tử dưới chân nhánh mầm, thủy thú thể nội nhiều hơn đế tôn trùng sinh tin tức. Hai loại cường đại tin tức, ở trong cơ thể nó sinh ra xung đột. Tống Thư Hàng. Hắn biết mình giám định bí pháp khẳng định tiến hóa, giám định kết quả lại còn tự động đổi mới. Hiện tại đổi mới xong a. Tống Thư Hàng nhìn lấy mình cánh tay. Thủy thú đang ăn xong nhánh mầm về sau, hẳn không có những vật khác có thể nuốt ăn, hiện tại tin tức cũng đã là tình báo mới nhất. Trong lúc đang suy tư, đáng chết vết thương lại bị vỡ. Tống Thư Hàng. Trừ nhánh mầm bên ngoài, cái này thủy thú còn ăn thứ gì? Tại cái này hắc hồ bên trong, còn có cái gì đồ vật có thể để cho thủy thú ăn?
Tống Thư Hàng không khỏi nhìn về phía mình ẩn ẩn làm đau cánh tay vết thương, huyết châu. Một loại dự cảm không ổn xông lên đầu. Tu sĩ dự cảm, thường thường phi thường tinh chuẩn. Giám định bí pháp phản hồi tin tức truyền lại trở về. Ẩn chứa thiên đế, đế tôn, bá tống ba loại tin tức biến dị thủy thú, ba loại khác biệt phục sinh tin tức số liệu, tại thủy thú thể nội hình thành tam phương đối lập trạng thái, quả thực là thần kỳ. Tống Thư Hàng. Biến dị thủy thú mỗi một lần biến hóa, đều muốn đổi mới một lần tình báo, ăn chút mới đồ vật liền sẽ kích hoạt giám định bí pháp thời gian thực đổi mới. Cái kia biến dị thủy thú thả cái rắm, ngủ một giấc, uống nước, chẳng phải là đều muốn kích hoạt giám định bí pháp. Lần này giám định bí pháp tiến hóa phương hướng cũng không quá diệu, nếu như loại này trả góp, thời gian thực đổi mới tình báo phương thức không bị khống chế lời nói, sẽ chết người đấy. Tống Thư Hàng khổ não nói. Như loại này thời gian thực đổi mới không cách nào dùng tay dừng lại lời nói. Hắn hôm nay giám định cái cầu, ngày mai giám định cọng lông, hậu thiên giám định cái quỷ. Sau đó, hắn mỗi ngày chuyện gì đều không cần làm. Liền nằm ở trên giường, chờ đón thu cầu, lông, quỷ thời gian thực đổi mới, bắt đầu phun huyết, giao đại giới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn đầu này cá ướp muối phục sinh tin tức, vậy mà có thể tại biến dị thủy thú thể nội cùng thiên đế. Đế tôn tin tức hình thành tam phương đối lập. Điểm ấy ngược lại là rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi còn tốt đó chứ? Sở các chủ ngốc mau lên tiếng hỏi. Điểm ấy đau nhức chuyện nhỏ, chỉ cần nó không cần lại tiếp tục đổi mới tình báo. Ta liền không có vấn đề. Tống Thư Hàng ngắm nhìn cánh tay của mình vết thương trên cánh tay miệng khép lại, cuối cùng không có lại vỡ ra dấu hiệu. Ta trước mang ngươi lên bờ. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Sau đó sở các chủ tóc dài bắt đầu xoay tròn, tựa như một cái cánh quạt, mang theo Tống Thư Hàng trở về bãi cát. Tống Thư Hàng. Thẳng đứng cất cánh, quả thực hạ xuống, đây chính là xoắn ốc phương thức phi hành ưu điểm. Hạ xuống bên bờ sau. Tô Thị A Thập Lục tiến lên, đem hắn đỡ lấy, hỏi, Thư Hàng, người vừa rồi muốn nói con kia thủy thú lai lịch. Thủy thú cùng Nho Gia Thánh Nhân có quan hệ. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đem thủy thú lai lịch cùng nó biến dị quá trình, cùng đám người giảng thuật một lần. Bạch tiền bối nghe vậy, hứng thú, thủy thú là Nho Gia Thánh Nhân nuôi thưởng thức tính sủng vật. Ta không thấy rõ thủy thú toàn cảnh, bất quá sở các chủ nói nó dáng dấp tương đối xấu xí. Thủy thú trải qua nhiều đời biến dị, cũng không lại có lúc trước thưởng thức hiệu quả. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Bạch tiền bối nghĩ nghĩ về sau, nói, vậy liền được rồi, về thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta rời đi trước cái này phục sinh không gian đi. Thành, Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục quay đầu nhìn về huyền nữ môn Vân Tước Tử, kêu, Vân Tước Tử tiền bối, Tam Lãng tiền bối, chúng ta trở về. Vân Tước Tử nhẹ gật đầu, đem tay từ hắc hồ bên trong lùi về. Nàng một mực thử nghiệm hướng hắc hồ bên trong đưa vào linh lực, muốn nhìn một chút phục sinh trận pháp có thể hay không còn có biến hóa mới hắc hồ chỗ sâu sẽ có hay không có Nho Gia Thánh Nhân bố trí, ẩn giấu trung cực thủ đoạn. Hiện tại xem ra, có quan hệ chính Nho Gia Thánh Nhân tin tức bị xóa sạch sẽ, cái gì đều không có lưu lại. Sau khi đứng dậy, Vân Tước Tử nhìn lấy tay mình cổ tay, ý tưởng đột phát nói, các ngươi nói, nếu như ta hướng hồ bên trong thả điểm huyết, sẽ có hay không có biến hóa. Tinh thần lực quét hình, đưa vào linh lực, đều là tu sĩ cơ bản thao tác. Mà tại hai loại cơ bản thao tác đến tiếp sau, còn có nhỏ máu nếm thử trình tự. Máu tươi bên trong ẩn chứa tu sĩ ấn ký. Có đôi khi một chút tinh thần lực quét hình, đưa vào linh lực đều không thể giải quyết sự tình, giọt điểm huyết có lẽ sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Nhất định sẽ có biến hóa, Tống Thư Hàng khẳng định nói, đến lúc đó hồ bên trong liền sẽ thêm ra một con cự quy, cùng biến dị thủy thú tranh đoạt hồ bá địa vị. Đến lúc đó, nói không chừng biến dị thủy thú nuốt Vân Tước Tử tiền bối máu tươi, sẽ lại làm hắn đổi mới giám định bí pháp tình báo. Sau đó, biến dị thủy thú bị tai nạn cự quy nuốt. Lại sẽ thời gian thực đổi mới đưa tin một phen. Nghĩ đến loại khả năng này, sọ não đau nhức. Vân Tước Tử nghe vậy, cười xấu hổ cười, từ bỏ nhỏ máu nếm thử suy nghĩ. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối lấy ra một chồng mộc thân thể nhánh cây phi kiếm, bắt đầu ở trên phi kiếm bắt đầu điêu khắc. Từng chuôi duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản chế tác được, nhân thủ một thanh. Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối. Duy nhất một lần phi kiếm mục đích thiết lập tại địa phương nào? Bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, đi hiện thế. Mặt trăng đi, ta chuẩn bị ở nơi đó mở một cái mới động phủ,
dùng để áp dụng thú tu giới câu cá kế hoạch. Đúng, Thư Hàng ngươi bây giờ đã trải qua thất phẩm cảnh giới, cũng là thời điểm chính thức mở một cái thuộc về mình động phủ. Ta cũng không cần mở động phủ đi, ta có hạch tâm tiểu thế giới. Mà lại Nho gia trước kia cũng đưa qua ta tiểu động phủ. Tống Thư Hàng trả lời nói đến hạch tâm thế giới lúc, hắn đổi dùng truyền âm phương thức. Mở động phủ đại biểu cho một vị tu sĩ mặt mũi, người tháng 12 phần muốn đi tham gia thiên hà tô thị niên kỷ biết, cần một cái chính thức động phủ trống lên tràng diện, nhưng đừng làm mất chúng ta bảy bên trong đạo hữu mặt mũi. Còn Nho gia lúc trước tặng cho ngươi tiểu động phủ quá nhỏ, miễn cưỡng làm cái nghỉ phép chỗ nghỉ ngơi, không thích hợp thân phận của ngươi bây giờ. Bạch tiền bối nói, đến lúc đó, ta giúp ngươi tại mặt trăng vạch miếng đất. Đến lúc đó ngươi học ta, mở cái phù hợp thân phận động phủ ra. Bạch tiền bối giảng tốt có đạo lý. Cái kia đến lúc đó, mời bạch tiền bối dạy ta mở động phủ. Tống Thư Hàng cười nói. Mở động phủ kỳ thật vô cùng đơn giản, đầu tiên thiết kế một cái động phủ tên, sau đó tại mình lấy xuống địa bàn nện cái hố ra, tỉ như. Nói, bạch tiền bối hai mắt mê ly lên. Không tốt tô thì A Thập Lục kêu lên. Chớ hoảng sợ, Tống Thư Hàng lách mình hướng về phía trước, vận chuyển tam đại công pháp tôi luyện thân thể, đưa tay đi đỡ hướng bạch tiền bối. Oanh! Tống Thư Hàng thành công đỡ bạch tiền bối. Nhưng là thân thể của hắn tựa như là một cây gậy sắt, bị lực lượng cường đại đinh xuống mặt đất. Toàn bộ không gian đều tại chấn động, hắc hồ bốc lên. Hắc hồ bên trong con kia thủy thú chấn kinh, nhảy ra mặt nước. Đây là một đầu giống giọt nước cá đồng dạng xấu manh thủy thú, bụng nó có lân giáp, thân cá hai bên đều có một con tráng kiện mao thủ. Trước đó chính là đây đối với mao thủ, bắt lấy Tống Thư Hàng đùi. Xảo chính là, biến dị thủy thú hai mắt, vừa vặn cùng Tống Thư Hàng bốn mắt nhìn nhau. Ha ha, không nghĩ tới chính ngươi từ trong nước ra rồi. Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Mắt trái của hắn không khách khí chút nào phát sáng lên. Lúc đầu coi là muốn rời khỏi không gian này, mình cùng cái này thủy thú vô duyên gặp nhau. Không nghĩ tới bạch tiền bối cái này một ném, đem biến dị thủy thú đập ra. Để hắn có thể tại trước khi đi, vì thủy thú đưa lên quan tâm một chút. Thấy Tống Thư Hàng mắt trái sáng lên lúc, đầu kia xấu manh thủy thú phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Lạc ấn tại nó trong gen sợ hãi thừa số bộc phát. Đồng thời, ở trong cơ thể nó, thuộc về thiên đế, đế tôn. Tống Thư Hàng ba loại phục sinh tin tức bắt đầu sinh động. Một trận tin tức số liệu ở giữa tranh đấu, bộc phát. Đầu này thủy thích ngư bản thủy thú, là năm đó đám kia thánh nhân thưởng thức tính sủng vật trăm vạn lần truyền thừa biến dị sau kết tinh. Nó cả đời này đều chưa từng gặp qua Nho gia thánh nhân, cũng không tiếp xúc qua thánh nhân chi nhãn. Nhưng là ghi khắc tại trên linh hồn đời đời truyền lại sợ hãi thừa số, để nó bản năng bạo tạc. Nhưng mà, trễ. Tại nó mập mạp thân thể nhảy ra mặt nước, cùng Tống Thư Hàng bốn mắt nhìn nhau sát na, cái này nhân quả liền đã kết nối. Chứng kiến ngươi có phải hay không cường giả thời điểm đến. Tống Thư Hàng uy nghiêm nói. Đỉnh đầu sở các chủ ngốc mau đánh cái câu. Lại nói, rõ ràng chỉ là đổi cái danh tự, nhưng cường giả dám định thuật cảm giác bên trên liền so mang thai ngưng thì tốt hơn nhiều lắm, toàn bộ ý cảnh đều phát sinh biến hóa. Cho nên nói, sẽ đặt tên là quan trọng cỡ nào một sự kiện. Sau lưng, Bạch Long tỉ tỉ hướng về phía A Thập Lục nhỏ giọng nói, cực lớn cực nhỏ. Tô thị A Thập Lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì lớn nhỏ? Bạch Long tỉ tỉ là muốn cực đầu này biến dị thủy thú bụng lớn bao nhiêu sao? Ta cực lớn, huyền nữ môn vân tước tử đáp. Ta cũng thế, cuồng đao tam lãng nhanh chóng nói tiếp. Bạch Long tỉ tỉ hì hì cười một tiếng, nói, vậy ta cực nhỏ đi, ta cho rằng cường giả dám định thuật chỉ là mang một thai. Trước mắt còn không có song bào thai ngưng thị hoặc cấp bậc cao hơn. Mà đối với loài cá đến nói, mang một thai chỉ là mang một hạt cá tử. Cho nên, ta cử cái này biến dị thủy thú bụng, căn bản lớn không nổi. Vậy ta giống như Bạch Long tỉ tỉ, cực nhỏ đi. Tô thị A Thập Lục nói. Bên cạnh, Bạch tiền bối suy nghĩ một chút nói, ta cược. Xuyệt Bạch đạo hữu đừng lên tiếng. Vân tước tử đem ngón tay dọc tại trước miệng, nói. Bạch tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bạch tiền bối chỉ cần yên lặng đề cao chúng ta một nhóm người nhan trị chỉnh thể bình quân trình độ, đừng để giá trị trung bình bị Thư Hàng kéo xuống là đủ. Tham gia cược loại chuyện này, liền giao cho chúng ta đi. Cuồng đao tam lãng vỗ ngực nói. Cược lớn cược nhỏ loại chuyện này, bạch tiền bối một tham gia, liền không có nhưng chơi tính. Bạch tiền bối. Ủy khuất. Tô thị A Thập Lục thấy thế,
nghĩ nghĩ về sau, lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước, cùng cuồng đao tam lãng tiền bối ở giữa kéo dài khoảng cách miễn cho một hồi bị tai nạn tác động đến. Bạch Long tỷ tỷ vì A Thập Lục cẩn thận hành vi điểm tán. Phía trước, Tống Thư Hàng lúc này hận không thể quay đầu cho tam lãng tiền bối cũng bù một phát cường giả giám định thuật, cái gì gọi là đừng để Thư Hàng kéo thấp bình quân nhan trị. Mặt khác, phía trước đầu này biến dị thủy thú, có chút quỷ dị. Nó ăn cường giả giám định thuật về sau, trôi nổi tại trên mặt nước, trong miệng phát ra thống khổ, sợ hãi tiếng kêu. Nhưng là, cường giả giám định thuật hiệu quả, nhưng không có trên người nó thể hiện ra. Bình thường đến nói, ăn hắn mắt trái thánh nhân chi nhãn một cái quang mang về sau, nhiều nhất trong vòng 10 giây, chịu thuật giả trên thân sẽ xuất hiện pháp thuật hiệu quả. Nhưng bây giờ, sau lưng bạch tiền bối một đoàn người đều giao lưu xong một đợt, biến dị thủy thú trên thân còn không có xuất hiện pháp thuật hiệu quả. Chẳng lẽ là có tổ truyền kháng thể? Sở các chủ suy đoán nói. Ngay cả ta cũng không thể sinh ra dạng này kháng thể a. Tống Thư Hàng trả lời. Đối với mình thân thể sinh ra kháng thể năng lực, Thư Hàng vẫn rất có tự tin. Đang khi nói chuyện, biến dị thủy thú rốt cục sinh ra phản ứng. Thân thể của nó như là cá nóc đồng dạng, bắt đầu không ngừng thổi phồng, bành trướng. Rất nhanh liền bành trướng thành hình cầu. Xem ra, ngươi không phải cường giả tuyệt thế. Công đức xà Mỹ Nhân nhanh chóng từ Tống Thư Hàng sau lưng chui ra, dùng thanh âm lãnh khốc phát ra lời kịch. Tạo hóa tiên tử không cam lòng yếu thế, khí thế 10 phần, Tống A ngốc, A đần. Tống Thư Hàng. Tạo hóa tiên tử ngươi đoạt không thắng lời kịch, tại sao phải đem ta cuốn vào? Bất quá, nhìn thấy tạo hóa tiên tử còn nhảy nhót tưng bừng, khôi phục sinh động, Tống Thư Hàng cũng yên tâm chút, nhau ra bốn vị kiếp tiên phục sinh thất bại sự tình. Tống Thư Hàng cũng không biết muốn thế nào an ủi tạo hóa tiên tử. Xem ra là ta thắng, cuồng đao tam lãng tự tin nói, liền xem như thạch thai, chịu mang thai ngưng thì cũng phải bành trướng. Chớ nói chi là chỉ là thưởng thức tính thủy thú. Thua thua, làm thua đại giới, ta có thể giúp ngươi cùng vân tước tử tiên tử một vấn đề nhỏ. Nếu có cần, liền liên hệ ta, Bạch Long tỷ tỷ hóa thành khăn quàng cổ, vây quanh ở A Thập Lục trên cổ, cười nói. Bạch tiền bối u oán ngắm nhìn mọi người. Sau đó, hắn chỉ vào con cá kia bụng nói, vậy lần này ta tới làm nhà cái, con cá này trong bụng có mấy thai. Đoán đúng ta đưa tặng một dương công đức quả, đừng có dùng thần thức cùng pháp thuật đi nhìn trộm thủy thú. Hắn công đức trên cây, trái cây lại mọc đầy, cần ngắt lấy, vừa vặn có thể dùng đến đưa cho đoán đúng người. Một thai a, công đức xà mỹ nhân trong bụng, tâm ma xích tiêu kiếm thanh âm vang lên truyền ra. Chờ chút. Tô thị A Thập Lục phát hiện trọng điểm, lên tiếng hỏi, đầu này thủy thú, thật hoài thai rồi. Thư Hàng cường giả giám định thuật chỉ có thể để thụ thuật giả thể nghiệm mang thai thống khổ, nhưng cũng không có thật khiến thụ thuật giả mang thai quỷ xúc công hiệu. Chẳng lẽ cái này thủy thú thể chất đặc thù, tại chịu cường giả giám định thuật về sau, sẽ thật mang thai? Bạch đạo hữu chỉ là để mọi người cược nó trong bụng có mấy thai, nhưng cũng không có nói là Thư Hàng mang thai ngưng thị hiệu quả. Bạch Long tỷ tỷ nhẹ nhàng vỗ vỗ A Thập Lục, cười nói. Ta đoán là hai thai, cuồng đao tam lãng suy tư sau nói, viễn cổ thiên đình thành viên cùng đế tôn bộ hạ cũ, đều đối nhau ra thánh nhân phục sinh trận pháp động tay chân. Trọng yếu nhất chính là, cái này biến dị thủy thú trong bụng có hai đạo quang mang, vừa vặn đối ứng thiên đế cùng đế tôn lực lượng. Tô thị A Thập Lục dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy trống thành cầu thủy thú trong bụng, có hai đạo quang mang lóe ra. Hai đạo quang mang độ sáng tương xứng, tựa hồ ngay tại đối kháng. Hoàn toàn chính xác, trong đó có một đạo quang mang thuộc về thiên đế. Bạch Long tỷ tỷ chứng nhận nói. Như vậy cùng thiên đế quang mang đối kháng, chính là đế tôn không thể nghi ngờ. Vậy chúng ta cũng cực là hai thai. Tô thị A Thập Lục hỏi. Bên cạnh, huyền nữ môn vân tước tử duỗi ra ba cái ngón tay nói, vậy ta cực là ba thai. Một thai cùng hai thai đều có người đoán. Cân nhắc đến bạch đạo hữu khí vận, chúng ta tốt nhất đừng lặp lại đoán một vài. Miễn cho bị nhà cái thông sát. Có đạo lý, vậy ta cược bốn thai. Bạch Long tỷ tỷ nói. Tốt a, vậy ta cược năm thai. Tô thị A Thập Lục thuận miệng đưa tin. Bạch tiền bối. Phía trước, Tống Thư Hàng thần sắc ngưng trọng. Biến dị thủy thú thể nội, thuộc về thiên đế cùng đế tôn tin tức, đang dây dưa, lẫn nhau quấy nhiễu. Mà thuộc về hắn tin tức. Bị thiên đế cùng đế tôn tin tức triệt để áp chế. Đây là chuyện rất bình thường, lúc đầu hắn chính là tam phương bên trong yếu nhất một phương. Nhưng hắn tin tức bị áp chế thời điểm,
thuộc về thiên đế cùng đế tôn tin tức vậy mà bắt đầu xâm phệ hắn cái kia bộ phận tin tức. Loại này xâm phệ, trong lúc mơ hồ kéo dài hướng bản thể hắn. Cửa thành bốc cháy, hỏa tới cá trong hào. Nếu như hắn lại tùy ý thiên đế cùng đế tôn tin tức tiếp tục tranh đấu, hắn tự thân đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Tống Thư Hàng đưa tay tại trán mình một điểm. Tam nhãn đại lão đưa tặng thần nhãn mở ra. Ăn ta một phát tin tức rác rưởi quán thâu. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Dùng mấy lần thứ ba thần nhãn về sau, Tống Thư Hàng điều khiển lên cái này thần nhãn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thậm chí còn tự học một chút mới thao tác. Lần này, hắn đem được từ tam nhãn tiền bối giảng pháp đặt câu hỏi, toàn bộ xáo trộn, đánh tan, sau đó đưa chúng nó tái diễn gửi đi cho mục tiêu. Chân chính rác rưởi tin tức công kích. Những này số liệu cơ hồ không có giá trị, thắng ở số lượng nhiều bao ăn no. Hắn một mạch đem cái này khổng lồ tin tức rót hướng mục tiêu biến dị thủy ngư, thiên đế tin tức, đế tôn tin tức. Loại phương thức công kích này, chư thiên vạn giới người tu luyện cơ hồ đều chưa có tiếp xúc qua, là rất tươi mới thủ đoạn công kích. Biến dị thủy ngư cái thứ nhất không chịu nổi. Nó chớp mắt, thổi phồng cái bụng hướng lên lật một cái, hai tay bất lực rủ xuống. Ngay sau đó, khổng lồ rác rưởi tin tức lại tuôn hướng thiên đế tin tức cùng đế tôn tin tức. Để các ngươi tìm hiểu nguồn gốc đến ảnh hưởng ta bản thể A, đến A, lẫn nhau tổn thương A. Tống Thư Hàng trong lòng rất chờ mong, thiên đế cùng đế tôn phục sinh tin tức bên trong, nếu như bị rót vào đại lượng rác rưởi tin tức, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Rác rưởi tin tức công kích pháp quả nhiên hữu hiệu, lại thêm tam nhãn tiền bối đưa tặng thần nhãn, không kém gì nho ra thánh nhân chi nhãn, có thần nhãn gia trì. Thiên đế cùng đế tôn phục sinh tin tức căn bản là không có cách chống cự. Hai đạo quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, tâm tình thư sướng. Ninh thiên đế hướng ngươi truyền một giọt năng lượng, phụ lời, tống tiền bối ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì? Vừa rồi đột nhiên cảm giác có chút run rẩy, cảm giác có người tại nhằm vào ta. Thế là vừa lên một quẻ, kết quả quẻ tượng bên trên biểu hiện tống tiền bối ngươi tại đối ta. Ngươi đang làm gì? Có tin ta hay không cộc 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 ngươi? Tống Thư Hàng. Thiên đế nhạy cảm như vậy. Đối nàng phục sinh tin tức rót điểm rác rưởi tin tức. Xa cuối chân trời nàng vậy mà lại cảm ứng được mình bị nhầm vào. Thực lực đến cảnh giới nhất định sau đại lão, quá mức đáng sợ. Nói không chừng ngươi ở sau lưng nói hắn một câu nói xấu, hắn đều có thể lòng có cảm giác, sau đó lên một quẻ liền đem ngươi tính ra tới. Tất cả đại lão, cũng giống như thiên đế nhạy cảm như vậy sao? Tống Thư Hàng trong đầu, đột nhiên hiển hiện một cái thú vị ý nghĩ. Hắn vừa nghĩ, một bên cho thiên đế trở về cái tin. Phụ lời, ngoài ý muốn, đây là một trận ngoài ý muốn, lần sau có rảnh ta và ngươi giải thích. Tóm lại, ta lần này không phải tại đối ngươi. Hồi phục hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng đem mình tu chân nói chuyện phiếm công năng hảo hữu liệt biểu lôi ra, gỡ ra sổ đen liệt biểu. Thừa dịp hiện tại có chút không gian thời gian. Hắn muốn đem mình vừa rồi ý nghĩ thí nghiệm một lần. Lý luận nếu như không có thực tiễn vĩnh viễn là trống rỗng. Có ý tưởng liền muốn đi chân thật làm, mới có thể có kết quả. Đầu tiên là Hà Chỉ Ma Đế, trước đối với hắn thử một chút đi. Tống Thư Hàng nói. Sau đó, hắn đối Hà Chỉ Ma Đế danh tự, ở trong lòng ra sức mắng một trận hắn đem trong đầu của mình tất cả chửi mắng từ ngữ toàn bộ móc ra, tại Hà Chỉ Ma Đế trên thân soát một lần. Chửi mắng cũng là kiện trí nhớ sống, Tống Thư Hàng lần thứ nhất phát hiện viễn trình chửi mắng một người cũng là mệt mỏi như vậy sự tình. Tiếp xuống, cho Hà Chỉ Ma Đế dây có tin tức hỏi một chút tình huống. Tống Thư Hàng đưa tay, cho Hà Chỉ Ma Đế phát giọt năng lượng, sau đó phụ lời. Phụ lời, Hà Chỉ tiền bối, vừa rồi có cảm giác hay không đến toàn thân phát lạnh. Ở xa công minh giới cấm địa dưỡng thương Hà Chỉ Ma Đế, đột nhiên đinh một tiếng, nhận được một đầu tin tức mới. Hắn suy nghĩ khẽ động, mở ra tin tức. Bá Tống, Hà Chỉ Ma Đế cắn răng nói. Nhìn thấy cái tên này lúc, hắn liền suy nghĩ tắc, toàn thân khó chịu. Bất quá, Bá Tống tại sao phải cho hắn phát tin tức? Hắn có âm mưu gì? Đinh Bá Tống hướng người gửi đi một giọt năng lượng, phụ lời, Hà Chỉ tiền bối, vừa rồi có cảm giác hay không đến toàn thân phát lạnh? Hà Chỉ Ma Đế, vừa rồi, toàn thân phát lạnh. Bá Tống gia hỏa này đối với mình làm cái gì? Mình một mực tại chỗ tối muốn mưu hại cái này Bá Tống, trái lại Bá Tống khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ cần bị bắt lại cơ hội, đối phương khẳng định cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đến mưu hại hắn.
Hà Chỉ Ma Đế cắn răng một cái, cho Tống Thư Hàng trở về một điểm năng lượng, phụ lời, người đối ta làm cái gì? Đồng thời, Hà Chỉ Ma Đế thật nhanh lên quẻ, bắt đầu suy tính. Bá Tống gia hỏa này không phải là tìm được cái gì đáng sợ nguyền rủa chi pháp, viễn trình đối với hắn thi pháp. Lại hoặc là tìm được cái gì pháp khí mạnh mẽ, khóa chặt hắn vị trí, muốn đối hắn khởi xướng vượt giới vực đả kích. Thánh nhân phục sinh đại trận không gian bên trong. Tống Thư Hàng một bên duy trì lấy thứ ba thần nhãn rác rưởi tin tức đả kích, một bên tiếp thu Hà Chỉ Ma Đế hồi phục. A, Hà Chỉ Ma Đế không có phản ứng. Xem ra hắn không bằng thiên đế mẫn cảm, coi như ta ở sau lưng liều mạng chửi mắng hắn, đều không có phản ứng. Đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau sao? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Đỉnh đầu Sở Các Chủ ngốc mao. Nàng trong lòng hiện tại có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại cảm giác không có một câu phù hợp. Công minh giới cấm địa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hà Chỉ Ma Đế lên cái lớn quẻ, ra sức suy tính một đợt sau. Lại còn thật làm cho hắn suy tính đến đáp án. Quẻ tượng kết quả là, tại mấy phút trước, bá Tống Huyền Thánh ở sau lưng hung tợn mắng hắn một trận. Ước chừng mắng 3 phút trưởng đừng nhìn thời gian chỉ có 3 phút, cái này bởi vì bá Tống chửi mắng tốc độ thật nhanh. 3 phút thời gian, hắn hết thảy sử dụng 6 quốc gia ngôn ngữ hai loại tiếng địa phương thổ ngữ đối với hắn tiến hành chửi mắng soát bình phong. Suy tính ra quẻ quả về sau, Hà Chỉ Ma Đế nắm lấy quẻ bói, trầm mặc nửa ngày. MDZZ, Ma Đế dùng sức đem quẻ bói quẳng xuống đất. Ta đặc mã cũng là cái thiểu năng, ta lại còn lo lắng bá Tống Huyền Thánh âm thầm đối ta thi pháp, hoặc là có đại động tác. Gia hỏa này đầu óc có hố. Thật vất vả tỉnh táo lại sau. Đột nhiên, Hà Chỉ Ma Đế lạnh cả tim. Thì ra là thế, đây là tại thăm dò ta sao? Hà Chỉ Ma Đế trầm giọng nói. Có thể tấn thăng đến Huyền Thánh gia hỏa, không có cái nào là đèn đã cạn dầu. Đổi vị suy nghĩ một chút, bá Tống Huyền Thánh cố ý vải như thế một cái cục, rất có thể là một cái thăm dò. Sau đó, chỉ sợ bá Tống Huyền Thánh chân chính đả kích, liền sẽ giấu ở một lần nào đó thăm dò bên trong. Phải cẩn thận một chút, thay cái bế quan chi địa kế hoạch cũng phải trước thời hạn. Hà Chỉ Ma Đế thầm nghĩ. Một bên khác, Tống Thư Hàng rốt cục đình chỉ cái thứ ba thần nhãn rác rưởi tin tức công kích phương án. Thuộc về thiên đế cùng đế tôn phục sinh tin tức đã bị dày vò đến thoi thóp, ảm đạm vô quang. Đã bọn hắn phục sinh tin tức đã trải qua như thế hư nhược lời nói. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Sau đó, hắn trầm giọng nói, công đức, tạo hóa tiên tử, Sở Các Chủ, mời thủ hộ ta. Đồng thời hắn còn tế ra bia đá đạo hữu, một đao dưỡng đao thuật xuống dưới, song phương tiến vào bia đao hợp nhất trạng thái. Chuẩn bị sẵn sàng sau. Tống Thư Hàng mắt phải mở ra cùng nho ra thánh nhân chi nhãn, tam nhãn tiền bối thần nhãn so ra, Tống Thư Hàng mắt phải kéo chân sau. Bất quá, mắt phải của hắn rất có tiềm lực. Phôi thai ngưng thị, Tống Thư Hàng mắt phải, ký sinh lấy một cái độc nhất vô nhị thiên phú pháp thuật. Cái thiên phú này pháp thuật, tiền đồ vô hạn. Một ngày nào đó, uy danh của nó sẽ vang triệt chư thiên vạn giới. Phôi thai ngưng thị khóa chặt biến dị thủy thú. Mượn nó thân thể tiến thêm một bước khóa chặt thiên đế cái kia đoàn phục sinh tin tức. Dù sao hắn cùng thiên đế tương đối quen, đối cũng tương đối có nắm chắc. Mặt khác xuyên thấu qua vừa rồi thiên đế phụ lời có thể suy đoán ra, thiên đế đối cái này đoàn phục sinh tin tức có nhất định cảm ứng, nhưng nàng đối cái này đoàn phục sinh tin tức quấy nhiễu cũng không mạnh. Đương nhiên, thiên đế phát cho hắn phụ lời, cũng có thể là hư giả bom khói, dùng để quấy nhiễu phán đoán của hắn. Cho nên tin hay không? Phải xem phán đoán của mình. Mà Tống Thư Hàng cho lúc trước thiên đế hồi phục, là tiêu chuẩn quan phương hồi phục, thật dài hồi phục bên trong không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Phôi thai ngưng thị hiệu quả, rất nhanh liền sinh ra tác dụng. Có từng đạo lân phiến trạng hoa văn xuất hiện tại biến dị thủy thú trên thân, cũng tại trên bụng của nó ngưng tụ ra một đóa hoa cuống. Theo đóa hoa này bao thành hình, biến dị thủy thú thể nội thiên đế phục sinh tin tức bị cướp đoạt, rút ra. Xong rồi, Tống Thư Hàng tạm thời nhắm lại mắt phải, để mắt phải thoáng nghỉ ngơi. Chờ đem thiên đế phục sinh tin tức thành công rút ra sau khi ra ngoài, tiếp theo bước muốn rút ra chính là đế tôn phục sinh tin tức. Tống Thư Hàng không dám đem thiên đế cùng đế tôn phục sinh tin tức đồng thời rút ra, miễn cho tại phôi thai ngưng thị nở hoa kết trái lúc, hai vị đại lão phục sinh tin tức trái cây phát sinh va chạm, sinh ra ngoài ý muốn. Hắc hồ bờ bên kia.
Ngụy Viên Viên tiên tử nhìn chằm chằm biến dị thủy thú cùng nó trên bụng kết xuất trái cây, nàng nghĩ hành động, nhưng lại không thể động đậy. Tại trước người của nàng, có một thanh linh phi kiếm, chính như con cá vui sướng du tẩu. Phi kiếm du tẩu không chừng, nhưng nó trên thân sắc bén kia đến khiến lòng run sợ kiếm ý, một mực tập trung vào nàng. Đây là Bạch Tiền Bối lưu tinh kiếm. Chỉ cần Ngụy Viên Viên tiên tử dám có dị động, chuôi này đã trải qua sinh ra kiếm linh thần binh, sẽ không lưu tình chút nào ở trên người nàng lưu lại một cái trong suốt lỗ thủng. Ngay từ đầu, Ngụy Viên Viên tiên tử nhiếp phu phi kiếm uy hiếp, không dám động đậy. Đến cuối cùng, nàng muốn động đều không động được lưu tinh kiếm tại từng vòng du tẩu thời điểm, lặng yên ở giữa tại bên người nàng bày ra một cái trận pháp. Nàng bị gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ, tận gốc ngón tay đều không động được. Ngụy Viên Viên tiên tử trong lòng phi thường hoảng. Bày trận người trận pháp tiêu chuẩn, là nàng gặp qua kinh khủng nhất một cái. Lúc nào bày trận, làm sao bày trận thủ pháp, nàng toàn song nhìn không thấu. Lặng yên ở giữa, nàng liền thành trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn xa xa Tống Thư Hàng cùng một cái khác Tống Thư Hàng, không biết đến lúc đó hai vị này Tống đạo hữu sẽ như thế nào xử trí mình. Biến dị thủy thú trên bụng, cái kia đóa phôi thai ngưng thị chi hoa rốt cục nở rộ. Hoa nở, hoa rơi, kết quả thắng lợi trái cây. Lần này trái cây là một viên chân châu trạng vật thể. Tống Thư Hàng vẫy tay, cái này mai ẩn chứa thiên đế phục sinh chi đạo trái cây, liền rơi vào đến trong tay hắn. Chân châu vào tay ấm áp, trong lúc mơ hồ có thuộc về thiên đế khí tức, từ đó truyền ra ngoài. Nhìn tựa như là đại hào đế châu, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nói lên đế châu, hắn liền nhớ lại mình trước đó, mỗi lần tiếp xúc đến đế châu lúc, đế châu liền sẽ ba kít một chút vỡ vụn. Vì thế, hắn kém chút cõng mấy cái nồi. Da đen vũ nhu tử từ cái bóng bên trong chui ra, nhìn qua cái này mai chân châu nói, Tống tiền bối, cái này mai trái cây cho ta một loại cảm giác thân thiết. Thân thiết, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút sau suy đoán nói, có thể là bởi vì nó cùng thiên đế ở giữa có liên hệ, thiên đế cùng vũ nhu tử cùng linh quỷ tạm thời ở vào một thể trạng thái, cho nên ngươi thấy nó lúc, sẽ cảm giác nó thân thiết. Da đen vũ nhu tử nhẹ gật đầu. Như nghĩ nghiệm chứng cái này mai trái cây cùng thiên đế ở giữa phải chăng có liên hệ, chúng ta có thể làm nhỏ thí nghiệm. Tống Thư Hàng dứt lời, tay phải tại cái này mai trái cây bên trên nhẹ nhàng trượt đi. Một phát dưỡng đao thuật trượt tại cái này mai trái cây bên trên. Chỉ cần nhìn xem dưỡng đao thuật hiệu quả có thể hay không tác dụng đến thiên đế trên thân, liền có thể từ đó suy đoán ra đáp án tới. Tống Thư Hàng nói ra, tiếp xuống chúng ta nhìn xem, thiên đế có thể hay không lần nữa liên hệ ta. Hắn vừa dứt lời, trong tay lớn chân châu, ba kít một chút, nát ra. Tống Thư Hàng. Sở các chủ. Tống tiền bối, cái này mai trái cây, bể nát. Da đen vũ nhu tử nhắc nhở. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, ta thấy được, vũ nhu tử. Đại hào đế châu vỡ vụn về sau, có một viên tràn đầy hoa văn trái cây, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong tay. Phôi thai ngưng thị, mỗi lần kết xuất bảo vật, đều không giống nhau. Nhìn có thể ăn, Bạch tiền bối nhìn qua trái cây, bình luận. Nghe cũng rất thơm, Bạch Long tỷ tỷ nói. Cái này mai trái cây bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi đạo. Sở các chủ nói. Có lẽ có thể xưng nó là đạo quả, nó là lấy thiên đế phục sinh tin tức ngưng tụ ra trái cây, bên trong khả năng có dấu thiên đế bí mật. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Cái này trái cây xem như một thai sao, cuồng đao tam lãng để ý góc độ luôn luôn không giống bình thường. Vân Tước Tử lắc đầu nói, không thể tính. Nếu như ta hạch tâm thế giới có thể mở ra liền tốt. Tống Thư Hàng nhìn qua cái này mai đạo quả, nếu như hạch tâm thế giới có thể mở, chỉ cần đem hoa sen hình chiếu sợi dễ rút ra, đâm vào đến trái cây bên trong, liền có thể đem bên trong thiên đế đạo rút ra ra, dung nhập vào hạch tâm thế giới bên trong đi. Tống tiền bối, trái cây tựa hồ tại biến mất, da đen vũ nhu tử lên tiếng nhắc nhở. Tống Thư Hàng xem xét. Quả nhiên trên bàn tay cái này mai tràn đầy hoa văn trái cây, đang dần dần hòa tan. Nếu không, Thư Hàng ngươi dám định một chút, sau đó trực tiếp ăn đi. Bạch tiền bối nói. Ta thử một chút, Tống Thư Hàng kích hoạt dám định bí pháp. Hấp thụ lần trước kinh nghiệm, hắn tại sử dụng dám định bí pháp trước kích hoạt xương mù hóa thân. Dám định kết quả rất nhanh phản hồi đến đầu óc hắn. Thần bí đạo quả, cái này mai trái cây có thể là quá nóng, ngay tại bốc hơi. Không bằng chúng ta đưa nó mở ra ăn đi. Tống Thư Hàng. Sau đó hắn há miệng,
đem cái này mai trái cây nuốt xuống. Ăn ngon không? Bạch tiền bối mong đợi nói. Tống Thư Hàng trở về chỗ một chút, hương vị còn rất không tệ. Cái kia, không bằng đối biến dị thủy thú, lại đến một lần phôi thai ngưng thị. Bạch tiền bối chỉ vào thủy thú đạo thủy thú trên thân còn có đế tôn phục sinh tin tức, trên lý luận còn có thể lại kết một viên quả ra. Đang có ý này, Tống Thư Hàng quay người, mắt phải sáng lên, đối lật cái bụng biến dị thủy thú lại thả ra một phát phôi thai ngưng thị. Nhưng lần này, biến dị thủy thú trên thân không có hiển hiện mới hoa văn. 3. Thủy thú cái kia bành trướng cái bụng như là thổi phồng qua đủ khí cầu, nổ tung lên. Uy lực nổ tung nhấc lên một đợt hồ sóng. Biến dị thủy thú thân thể, bị tạc thành hơn 10 phần, tản mát ra. Chết rồi, Tống Thư Hàng sững sờ. Chẳng lẽ là hai phát phôi thai ngưng thị lần lượt đánh trúng mục tiêu về sau, đánh ra phân thây bạo thể ẩn tàng thuộc tính. Hai đòn bạo thể thuộc tính. Bổ oanh bổ oanh. Hơn 10 phần biến dị thủy thú thi thể rơi vào hắc hồ. Sau đó, mỗi một khối thủy thú thi thể cũng bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, liền hóa thành hơn 10 cái nhỏ một vòng biến dị thủy thú. Cái đồ chơi này là phân liệt sinh sôi, cuồng đao tam lãng khổ não. Phân liệt sinh sôi, đây coi là mấy bào thai. Tính 10 bào thai, dù sao các ngươi đều thua, Tống Thư Hàng cười nói. Cười cười, hắn đột nhiên một đầu trở tại trên bờ cát. Trước đó ăn đạo quả bắt đầu phát huy quả hiệu. Đạo quả tác dụng phụ dâng lên. Chủ yếu là trong sách hướng dẫn nhắc nhở muốn mở ra dùng ăn, Tống Thư Hàng lại là một ngụm nuốt vào, cho nên, tác dụng phụ khó tránh khỏi lớn một chút. Vui quá hóa buồn, sợ các chủ ngốc mau tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu nhẹ nhàng gõ gõ. Tống Thư Hàng thân thể nhẹ nhàng co quắp một chút, nhưng lại không thể từ bãi cát bên trong bò lên. Hắn lúc này, một đầu tái nhập bãi cát thời điểm tư thế không đúng, mặt hướng đất, nửa gương mặt đều vùi sâu vào đến hạt cát bên trong, nói không ra lời nếu không có hắn hiện tại tu luyện có thành tựu, rất có thể sẽ ngạt thở. Da đen Vũ Nhu Tử ngồi xổm ở Tống Thư Hàng bên cạnh, hỏi, phải uống thuốc sao? Tống tiền bối, tích cốc đan hoặc là đan dược chữa trị vết thương. Tống Thư Hàng run rẩy duỗi ra cánh tay, lắc lắc. Hắn hiện tại, thể nội thiên đế đạo quả hiệu toàn bộ triển khai, thân thể mỗi một hẻo lánh cũng giống như tại đốt cháy. Lúc này nếu như ăn thêm chút nữa đan dược, nói không chừng muốn bạo thể mà chết. Hiện ở trên người hắn nhưng không có phục sinh thủ đoạn hoặc pháp khí, chết không dậy nổi. Công đức xà Mỹ nhân hai tay nâng lên Tống Thư Hàng, đem hắn trở mình. Tô Thị A Thập Lục lấy ra khăn tay, thay Tống Thư Hàng đem trên mặt hạt cát lau đi. Muốn tới một phát chỉ rũ thuật sao? Bên cạnh Bạch Long tỉ tỉ dò hỏi. Tống Thư Hàng tiếp tục run rẩy khoát tay áo. Nguyên lý giống như trên, hắn sợ chỉ rũ thuật đều sẽ no bạo bản thân. Bạch tiền bối tiến lên đây, đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng tay mạch bên trên, thần thức đảo qua, cho Tống Thư Hàng tiến hành một lần toàn phương vị quét hình. Thần thức quét hình ở phương diện này phi thường tiện lợi. Sở dĩ lúc trước các tu sĩ tại tiến hành hồng trần lịch luyện lúc, thường thường đặc biệt ưa thích ngụy trang thành du lịch phương thần y, chủ yếu cũng là bởi vì thần thức nhẹ nhàng quét qua, vô luận tiềm ẩn bao sâu bệnh tình, đều có thể bị tra tìm đi ra, thần thức quét hình công năng cùng thần y xứng đôi độ cực cao. Quét hình hoàn tất về sau, Bạch tiền bối nói, thân thể phương diện không có vấn đề, không có tai họa ngầm. Bạch Long tỉ tỉ suy đoán nói, có thể là bị vừa mới cái kia thiên đế đạo quả chống đến. Đây chính là dính đến thiên đế phục sinh tin tức đạo quả, một hơi toàn bộ nuốt vào, không nổ thể mà chết cũng không tệ rồi. Lần này Tống Thư Hàng run rẩy duỗi ra tay, khoa tay cái ok thủ thế. Nhìn qua không vấn đề quá lớn, chỉ phải thật tốt bế quan một đoạn thời gian, đem thiên đế đạo quả tiêu hóa, liền có thể khôi phục. Bạch tiền bối nói, tâm ma xích tiêu kiếm ngữ trọng tâm trường nói, đã tấn thăng thất phẩm tôn giả, Thư Hàng ngươi cũng là thời điểm hảo hảo bế một lần nhốt. Tống Thư Hàng, nếu như muốn bế quan, ta cái kia lâm thời thạch thất có thể cho ngươi mượn. Bạch tiền bối cười nói, đồng thời vẫy tay. Lâm thời thạch thất, là cái gì bế quan pháp khí sao? Rất nhanh, Tống Thư Hàng liền biết lâm thời thạch thất là cái gì, chính là bạch tiền bối trước đó xốc tỏa tiên ngục sàn nhà hòn đá tổ hợp thành cái kia dương đá. Cái dương đá này cứ nhiên cũng bị theo đám người cùng một chỗ, bị cuốn vào đến thánh nhân phục sinh đại trận không gian bên trong. Dương đá mở ra. Bạch tiền bối đưa tay chống không xuất hiện, Tống Thư Hàng thân thể bị linh lực nâng lên, bị mang đến dương đá. Bên cạnh, Bạch tiền bối, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, công đức xà Mỹ nhân cùng tâm ma xích tiêu kiếm,
tạo hóa tiên tử, huyền nữ môn vân tước tử, cuồng đao tam lãng đem dương đá bao bọc vây quanh, đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng bị để vào dương đá. Luôn cảm giác một màn này, có loại nặng nề nghi thức cảm giác. Hảo hảo bế quan, ngươi lần bế quan này thời gian có thể sẽ hơi dài. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Muốn, phải bao lâu? Tống Thư Hàng có chút bận tâm dùng truyền âm nhập mật phương thức hỏi. Không muốn đột nhiên đến cái 80-100 năm dài rằng giặc bế quan a. Hắn còn có rất nhiều chuyện không xử lý, tại bế đại trường quan trước đó, một số thế tục lên sự tình cùng tu chân giới lên sự tình muốn trước giao phó xong, mới hảo hảo bế cái đại trường quan mới được. Cái này cần nhìn ngươi lúc nào có thể đem đạo quả năng lượng hấp thu. Ngươi có 8 cái nguyên anh một cái phỉ kình kim đan, đang hấp thu năng lượng phương diện hẳn là tương đối có ưu thế. Mặt khác, thế tục sự tình hoặc là tu chân giới việc vặt vãnh, ngươi cũng không cần lo lắng. Bạch Tiền Bối đưa tay chỉ mặt mình, hắn còn không có lấy xuống dịch dung mặt, còn duy trì Tống Thư Hàng bộ dáng. Nói cách khác, tại Tống Thư Hàng bế quan trong khoảng thời gian này, hắn có thể chơi đóng vai Tống Thư Hàng trò chơi, chơi đến chán ngấy mới thôi. Sở dĩ, ngươi liền an tâm hảo hảo bế quan đi. Bạch Tiền Bối nói. Sau đó, Tiền Bối đưa tay đem dương đá che lại. Trong dương đá lâm vào hắc ám. Tại dương đá bị khép lại trước sát na, Tống Thư Hàng khóe mắt liếc qua vừa hay nhìn thấy bia đá đạo hữu, vững vàng đứng ở dương đá phía trước, bắt đầu phóng thích thủ hộ công năng. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, rốt cục nhớ tới cái này nặng nề nghi thức cảm giác là chuyện gì xảy ra. Cảm giác mình là được hạ táng đồng dạng. Mộ bia, thạch quan, tất cả đều đủ. Cái quan tài đá này cùng ta bá Tống hữu duyên, quay đầu ta liền đem hắn tế luyện, nhìn xem có thể hay không đưa nó biến thành pháp khí. Về sau xem ai không vừa mắt, trực tiếp đem hắn chứa vào thạch quan chôn sống. Bất quá, có Bạch Tiền Bối thay thế ta xử lý trong thế tục sự, an bài tu chân giới khóa sự, ta ngược lại thật ra có thể an tâm bế cái nhốt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công trong tay hắn, mặc dù có bộ công pháp kia phiên bản hoàn chỉnh, nhưng bởi vì hắn tự thân tương đối nguyên nhân đặc biệt, mỗi lần tăng cảnh giới lên về sau, cái này tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cũng phải tiến hành một số điều khiển tinh vi. Nếu không phát huy ra hắn 8 nhân nguyên anh uy lực. Đồng thời, tam đại thối thể công pháp yên lặng vận hành, phụ trợ Tống Thư Hàng tiêu hóa thiên đế đạo quả dược hiệu. Theo công pháp từng lần một vận chuyển, Tống Thư Hàng trạng thái tinh thần, tiến vào chân chính bế quan trạng thái. Tại loại tinh thần này trong trạng thái, sẽ có bế quan một ngày, ngoài động đã ngàn năm cảm giác. Thất phẩm Tống Tôn Giả, rốt cục lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa, bước vào bế quan cánh cửa. Đốt sổ đen, Hà Chỉ Ma Đế hướng ngươi truyền tống một giọt năng lượng, phụ lời, không chống trơn. Thật vất vả tiến vào bế quan tinh thần hình thức Tống Thư Hàng, lập tức bị đánh về nguyên hình. Hà Chỉ Ma Đế đây là làm gì đâu? Đốt sổ đen, Trình Lâm Tiên Tử hướng ngươi truyền tống một giọt năng lượng, phụ lời, Thư Hàng ngươi lại đã làm gì? Ta có thể cảm giác đến tu chân nói chuyện phiếm công năng đang tại phát sinh biến hóa. Tống Thư Hàng, tu chân nói chuyện phiếm công năng đang phát sinh biến hóa. Vì cái gì chính ta cũng không biết. Vì cái gì Trình Lâm Tiên Tử ngươi so với ta còn rõ ràng cái này tu chân công năng. Đốt hồ bằng cẩu hữu, thiên đế hướng ngươi truyền tống một giọt năng lượng, phụ lời, Tống Tiền Bối, ngươi lại tại chơi cái gì? Một ngày dày vò đến mấy lần, có thể hay không chân thật một điểm. Liên tục ba người hướng mình phát tới tin tức, xem ra mấy vị này đại lão, đều chú ý tới tu chân nói chuyện phiếm công năng, tại dị biến. Mà cái này dị biến nguyên nhân, khẳng định là bởi vì chính mình ăn thiên đế đạo quả nguyên nhân. Ngay sau đó, liền ngay cả Bạch Tiền Bối đều bị kinh động, phát tới phụ lời, Thư Hàng, ngươi có phải hay không lại đổi béo cầu? Cái này thật không có. Tống Thư Hàng cho Bạch Tiền Bối trở về đầu phụ lời, không có đổi, thật sự không đổi. Ta lần này là ăn một khỏa đạo quả, sau đó đưa tới tu chân nói chuyện phiếm năng lực cải biến. Đạo quả, ăn. Bạch Tiền Bối thở một hơi thật dài, hắn đoán ra Tống Thư Hàng trong miệng đạo quả phải cùng hắn lý giải không phải một vật. Bất quá được rồi, chỉ cần không phải tại đổi béo cầu liền tốt. Bạch Tiền Bối nói khẽ. Đồng thời, hắn tiện tay cho Tống Thư Hàng trở về một giọt năng lượng, phụ lời, người ăn đạo quả là cái gì? Vì sao lại gây nên cả cái tu chân nói chuyện phiếm công năng chấn động? Hắn kém chút coi là Tống Thư Hàng lặng lẽ né tránh hắn, đi đổi béo cầu. Sau đó bị béo cầu đã nhận ra tu chân nói chuyện phiếm chức năng này.
Tại Tống Thư Hàng đại địch, cũng chỉ có béo cầu có năng lực như thế, tại cưỡng ép quấy nhiễu tu chân về sau, sẽ khiến kịch liệt như vậy rung chuyển. Là thiên đế phục sinh tin tức bị ta mang thai ngưng thị đánh trúng, kết trái. Mùi vị không tệ, chính là ăn sau chống đỡ hoảng. Ta hiện tại đang lúc bế quan, chuẩn bị kỹ càng tốt tiêu hóa hắn. Tống Thư Hàng trả lời. Đồng thời, hắn lại đem phát cho Bạch Tiền Bối hai cái tin phục chế một lần, gửi đi cho Trình Lâm tiên tử. Cuối cùng là thiên đế bên này. Cho thiên đế hồi phục, không tốt phục chế gián hồi phục. Nhưng lại không thể không hồi phục. Vạn nhất thiên đế gặp hắn lâu không hồi phục, lại lên một quẻ, tính ra nàng bản thân phục sinh tin tức bị biến thành trái cây ăn, khẳng định đến gây sự. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng cho thiên đế trở về một đầu phụ lời, không dày vò, lần này là bình thường thao tác. Là tu chân nói chuyện phiếm quần công năng, đang tại thăng cấp. Thăng cấp trong lúc đó có thể sẽ dẫn đến một số dung chuyển, nhưng không cần lo lắng, thăng cấp hoàn tất về sau, công năng của nó sẽ càng đầy đủ, càng tiện lợi. Vì để cho hắn có thể hảo hảo thăng cấp, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Hồi phục hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bởi như vậy, thiên đế phương cũng trấn an thỏa đáng. Về phần Hà Chỉ Ma Đế phát tới một chuỗi 000, có thể không cần để ý tới. Dù sao, Hà Chỉ Ma Đế cũng vô pháp cách tu chân nói chuyện phiếm công năng đến cắn hắn. Tiếp đó, hảo hảo bế quan, Tống Thư Hàng nhắm mắt. Lần nữa vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, điều chỉnh trạng thái tinh thần, chuẩn bị lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Đang lúc này, nốt hồ bằng cầu hữu thiên đế hướng người gửi đi một giọt năng lượng, phụ lời, Tống tiền bối, người cái này đát phiến tử, người có phải hay không có chuyện gì đang gạt ta? Tống Thư Hàng nhịp tim đều chậm một nhịp. Thiên đế phát giác được dị trạng rồi. Không ổn, đây là nói mất mạng đề, muốn thế nào trả lời mới tốt? Một khi đáp sai rồi, nói không đến liền muốn bạo thể bỏ mình. Trong lúc đang suy tư, lại có một đầu tin tức gửi đi tới, lần này là Trình Lâm tiên tử phụ lời, ngươi là ta đã thấy gan nhất mập thiếu niên, liền thiên đế phục sinh tin tức kết trái, cũng dám trực tiếp ăn. Ngươi sợ không phải bị cảm nắng. Ta không, ta rất khỏe mạnh, ta mỗi ngày đều có đúng hạn uống thuốc, mà lại ta lượng cơm ăn cũng tiểu. Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới hồi phục Trình Lâm tiên tử. Lại có tin tức mới vang lên. Lần này là Hắc Long thế giới Long Lạc gửi đi tới phụ lời, bá tống nhân viên quản lý, cần kỹ thuật ủng hộ sao? Người tu chân nói chuyện phiếm công năng, đang tại dung hợp tương tự số liệu, đang tại bù đắp, tiến hóa. Phải chăng cần đến từ Long Lạc béo cầu kỹ thuật ủng hộ? Có, hay không? Xem ra lần này tu chân nói chuyện phiếm công năng tiến hóa, liền Long Lạc cô na nữ sĩ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mặt khác, tu chân tại dung hợp tương tự số liệu. Tống Thư Hàng lập tức liền đã nhận ra trọng điểm. Thiên đế phục sinh tin tức bên trong số liệu, cùng hắn tu chân nói chuyện phiếm công năng tương tự. Thiên đế đạo, là thiên đình chi đạo. Cả cái thiên đình đều là nàng đạo, thiên đình bên trong mỗi một vị thành viên, đều là nàng đại đạo một phần tử. Mà bản thân tu chân nói chuyện phiếm công năng, thì là đem từng cái nhận biết đạo hữu thêm làm hảo hữu. Tựa hồ có như vậy điểm điểm cùng loại. Nhưng tính chất bên trên nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt. Bù đắp, tiến hóa. Tống Thư Hàng đưa tay tại có phía trên một điểm thật sự là hắn cần Long Lạc phương diện kỹ thuật ủng hộ. Đốt Long Lạc béo cầu vì ngươi cung cấp kỹ thuật ủng hộ, liên tiếp bắt đầu. Trung chuyển kết nối hạch tâm tiểu trợ thủ, kết nối thành công. Hắc Long thế giới Long Lạc ý chí béo cầu cái kia máy móc nữ tử thanh âm, tại Tống Thư Hàng trong đầu không ngừng vang lên. Bởi vì Hắc Long thế giới cùng hiện thế ở giữa cách trở, nàng vì Tống Thư Hàng cung cấp kỹ thuật ủng hộ thời điểm, cần lấy hạch tâm tiểu trợ thủ vì trung chuyển hạch tâm tiểu trợ thủ là Long Lạc tiểu trợ thủ phục chế bản, cũng cùng Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới hòa làm một thể. Lấy nàng vì chạm trung chuyển, liền có thể tăng lên hiệu suất, lại có thể giảm xuống tiêu hao. Theo Long Lạc ý chí viễn trình kỹ thuật ủng hộ bắt đầu, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đầu óc mình một trận thanh lương. Vô số tin tức. Số liệu tại hắn ý thức bên trong lóe lên. Tống Thư Hàng cảm giác mình, hoặc là nói là bản thân tu chân nói chuyện phiếm công năng, hóa thân thành một đầu to lớn tham ăn rắn. Đầu này tham ăn rắn ở một cái hắc ám không gian bên trong du tẩu. Ở cái này không gian tối tăm bên trong, có vô số lớn nhỏ không đều trùng sáng. Những thứ này quang đoàn đều là thiên đế đạo quả bên trong ẩn chứa tin tức, trong đó có thuộc về thiên đạo đạo. Tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới. To lớn tham ăn rắn nhanh nhẹn xuyên thẳng qua,
đem những chùm sáng kia nuốt ăn. Ở giữa, Long Lạc ý chí sẽ còn cung cấp hướng dẫn, để Tống Thư Hàng tránh đi một số quang đoàn, những chùm sáng kia là không thể nuốt ăn tin tức. Tu chân nói chuyện phiếm công năng, là muốn bù đắp, tiến hóa, mà không phải cùng thiên đạo đạo đồng hóa. Kỹ thuật này ủng hộ đơn giản mạnh đến bạo tạc, cảm ơn ngươi, Long Lạc ý chí. Tống Thư Hàng trở về đầu phụ lời. Nhấc tay chi lao, xin gọi ta biệt danh béo cầu. Long Lạc ý chí rất mau trở lại phục nói. Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái. Có trời mới biết Hắc Long thế giới Long Lạc ý chí, vì sao lại thích béo cầu cái tên này nói thật. Mỗi lần nghe được béo cầu cái từ này lúc, Tống Thư Hàng liền sẽ sinh ra hai loại hoàn toàn tương phản bản năng. Hai loại bản năng mặc dù tương phản, nhưng từ mặt chữ bên trên ý tứ đến lý giải, cũng có một nửa là giống nhau. Một là đỗi, hai là túng. Đốt Trình Lâm tiên tử phụ lời, trên người ngươi còn có phục sinh đạo cụ sao? Tống Thư Hàng. Trình Lâm tiên tử muốn làm gì? Không có, không có. Lúc đầu có một cái long phù chuyển sinh phù văn, nhưng ở tấn thăng thất phẩm cảnh giới thời điểm, tiêu hao tại phì kình kim đan trên người. Hiện tại long phù chuyển sinh phù văn còn tại một lần nữa bổ sung năng lượng, còn không khôi phục. Trình Lâm tiên tử ngươi không nên vọng động. Tống Thư Hàng nhanh chóng phụ lời hồi phục. Trình Lâm tiên tử thở dài, phụ lời nói, thiên đế phục sinh tin tức kết trái cây bên trong, khẳng định ẩn chứa nàng đạo. Nàng đạo phi thường bá đạo, một khi quấn lên, trừ phi thân tử đạo tiêu, nếu không không cách nào thoát thân. Bên cạnh người Bạch Long đạo hữu, còn có Bắc Phương đạo hữu đều là vết xe đổ. Người đừng vội hấp thu đạo quả, trước hết nghĩ biện pháp làm cái phục sinh trận pháp. Đến lúc đó, hấp thu xong đạo quả, liền chuẩn bị chết một lần thoát thân. Tống Thư Hàng. Hắn yên lặng ngắm nhìn hóa thân tham ăn rắn tu chân. Có lẽ, khả năng, giống như, trễ. Kính yêu tiền bối đang thúc giục ta tranh thủ thời gian chết một lần, nhưng ta phục sinh còn chưa chuẩn bị xong, làm sao bây giờ? Tại tuyến chờ, rất cấp bách. Tống Thư Hàng tuyệt vọng cho Trình Lâm tiên tử phát tích năng lượng, phụ lời nói, khả năng trễ, Trình Lâm tỷ tỷ. Ta tham ăn rắn đã dài đến hơn 16 lần thân dài, còn tại không ngừng dài thêm bên trong. Đã không cách nào đình chỉ. Thu đến Tống Thư Hàng phụ lời Trình Lâm tiên tử một mặt mộng bức. Cái gì đồ chơi? Tham ăn rắn là cái quỷ gì? Ta và ngươi trò chuyện chính sự, ngươi cùng ta trò chuyện tham ăn rắn. Chủ đề căn bản không ở một cái kênh bên trên, ta còn thế nào cứu ngươi? Có như vậy trong nháy mắt, Trình Lâm tiên tử muốn từ bỏ Tống Thư Hàng, mặc hắn tự sinh tự diệt. Nếu không phải bên cạnh có cái khả ái tiên tử một mực đang khuyên nàng, nàng nói không chừng liền muốn thuận tu chân nói chuyện phiếm công năng, vượt không gian leo đến Tống Thư Hàng bên người, đem hắn từ cấn tay tiểu tùng thử bóp thành dài tham ăn rắn. Thật vất vả bình phục tâm tình về sau, Trình Lâm tiên tử cho Tống Thư Hàng phát một giọt năng lượng, phụ lời nói, ta và ngươi trò chuyện thiên đế chi đạo nguy hiểm, ngươi cùng ta trò chuyện tham ăn rắn. Ngươi hôm nay nếu là không cách nào đem cái này chủ đề viên hồi đến, ngày mai ta liền để ngươi biến thành một đầu tham ăn rắn. Tống Thư Hàng. Hắn đột nhiên phát hiện, cự ly thật là một cái đồ tốt. Chỉ muốn cách khoảng cách nhất định về sau, liền xem như Trình Lâm tiên tử cũng vô pháp đối với hắn sử dụng độc mặt thuật cùng độc tâm thuật. Thậm chí ngay cả đại não mạch kín đều theo không kịp hắn tiết tấu, một ít chuyện không giảng minh bạch, Trình Lâm tỷ tỷ liền sẽ xem không hiểu. Là lỗi của ta vừa rồi không giải thích rõ ràng, ta trước đó đang hấp thu thiên đế đạo quả thời điểm, Hắc Long thế giới Long Lạc nữ sĩ viễn trình cho ta kỹ thuật ủng hộ. Trợ giúp ta hấp thu thiên đế đạo quả bên trong uẩn Tống Thư Hàng vội vàng giải thích nói. Thật vất vả từ cấn tay tiểu côn trùng tiến hóa đến cấn tay có vú tiểu động vật, hắn cũng không muốn thoái hóa thành bò sát động vật. Nhưng là, khi hắn liều mạng giải thích thời điểm, phụ lời số lượng từ hạn chế công năng lại ngẫu nhiên xuất hiện. Tống Thư Hàng. Giải thích chính đến thời điểm then chốt, lại bị gãy mất. Thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, khiến cho người bắt cấp. Tốt tại hắn chú ý tới số lượng từ hạn chế, nếu không nếu chỉ phát như thế nửa câu, không có đoạn dưới, ngày mai hắn sợ không phải muốn bị Trình Lâm tiên tử bóp thành dạng nhánh vật. Thế là hắn nhanh chóng lại ngắt đầu phụ lời gửi đi qua, ngậm tin tức. Tại nàng kỹ thuật duy trì dưới, hiện tại ta tu chân nói chuyện phiếm hệ thống, hóa thành một đầu tham ăn rắn, đang tại nuốt ăn thiên đế đạo quả bên trong tin tức. Trình Lâm tiên tử, ta còn có thể cứu sao? Đối diện Trình Lâm tiên tử nhận được tin tức về sau, lâm vào trầm tư. Tiên tử nửa ngày đều không đáp lời, Tống Thư Hàng trong lòng không khỏi thật lạnh. Sau một lúc lâu, Trình Lâm tiên tử tin tức rốt cuộc đã đến,
ngươi cái kia tham ăn rắn, là có lựa chọn nuốt ăn thiên đế tin tức, vẫn là đem tất cả thiên đế tin tức toàn bộ nuốt ăn. Trước mắt là có lựa chọn tại nuốt ăn một số tin tức, Long Lạc nữ sĩ có cái hướng dẫn, sẽ tránh đi một số nguy hiểm thiên đế tin tức. Tống Thư Hàng trả lời. Đối diện, Trình Lâm tiên tử lại trầm mặc. Lão sau một lúc lâu, nàng trả lời, ta đi liên hệ Long Lạc nữ sĩ, trực tiếp cùng nàng nói chuyện. Nàng tại ngươi cái nào hảo hữu liệt biểu, thay ta chuyển tuyến một chút. Việc quan hệ bản thân an nguy, Tống Thư Hàng không có ở vấn đề này bên trên bì một chút. Hắn thật nhanh thay Trình Lâm tiên tử chuyển tiếp minh hữu liệt biểu bên trong Long Lạc béo cậu ý chí. Long Lạc nữ sĩ rất cho mặt mũi, cùng Trình Lâm tiên tử hoàn thành kết nối. Hai vị đại lão bắt đầu âm thầm tiếp xúc. Tống tiểu hữu tại bên cạnh trung thực ngốc lấy, không đi quấy rầy đại lão âm thầm hội đàm. Ước chừng sau 6 phút, Tống Thư Hàng trong đầu vang lên lần nữa Long Lạc nữ sĩ thanh âm. Đốt, Long Lạc béo cầu cung cấp kỹ thuật mới ủng hộ, đạo nhập Trình Lâm tiên tử tiếp nhập đầu. Đạo nhập thành công. Kỹ thuật ủng hộ thăng cấp. Sau một khắc, Tống Thư Hàng trong thức hải cái kia tham ăn rắn trò chơi lại phát sinh biến hóa mới. Tại nguyên thủy tham ăn rắn phiên bản trên cơ sở, tăng cường phân chia thiên đế tin tức quang đoàn năng lực. Thuộc về thiên đế tin tức quang đoàn, bị chia làm màu đỏ, màu vàng cùng màu xanh lá, tựa như là giao thông đèn tín hiệu. Màu xanh lá là an toàn tin tức, thuộc về có thể yên tâm lớn mật nuốt ăn số liệu. Màu đỏ là nguy hiểm tin tức, thuộc về tuyệt đối không thể hấp thu số liệu đoàn. Màu vàng là mập mờ tin tức, thuộc về Trình Lâm tiên tử nhất thời nửa khắc còn không cách nào xác định số liệu, cần tốn thời gian đi xem xét, đến lúc đó đưa nó phân loại. Hoặc quy về màu xanh lá, hoặc quy về màu đỏ. Thân là đã từng thiên đình giao trì nữ đế, cùng hủy diệt viễn cổ thiên đình tội nhân một trong, Trình Lâm tiên tử đối thiên đế có được cực sâu hiểu rõ. Thậm chí, nàng đối thiên đế đạo rõ như lòng bàn tay. Cho nên mới có thể tùy tiện phân chia ra thiên đế đạo quả bên trong số liệu tính an toàn. Tại nhiều Trình Lâm tiên tử hách về sau, phối hợp Long Lạc nữ sĩ hướng dẫn công năng, Tống Thư Hàng đầu này tham ăn rắn như cá gặp nước, du tẩu càng thêm phong tao. Màu xanh lá chùm sáng ăn hết, màu đỏ quang đoàn tránh đi, màu vàng quang đoàn trước tiên có thể thả một chút. Kể từ đó, tham ăn rắn trưởng càng nhanh, hơn hấp thu thiên đế đạo quả tốc độ cũng tăng lên một đoạn. Tạ ơn Trình Lâm tiên tử, Tống Thư Hàng cảm động phát đầu phụ lời. Trình Lâm tiên tử bình tĩnh hồi phục, không cần khách khí, đây là ngươi một mực chiếu cố thủ lao. Đồng thời, thuận tiện cũng cảm tạ mấy người các ngươi loạn nhập, để bốn vị nho gia kiếp tiên có thể khôi phục. Đáng tiếc, cái kia bốn vị nho gia kiếp tiên sau đó không lâu sợ là muốn nguội. Tống Thư Hàng trả lời. Trình Lâm tiên tử, cái gì? À, Trình Lâm tiên tử ngươi không biết sao? Bốn vị nho gia kiếp tiên phục sinh cũng không hoàn mỹ, chỉ sợ qua không được mấy ngày, bọn hắn liền sẽ tiêu tán ở thiên địa. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn còn tưởng rằng Trình Lâm tiên tử thân là lần này nho gia phục sinh đại trận sự kiện người chủ sử sau màn, biết tất cả mọi chuyện. Kết quả Trình Lâm tiên tử cái này màn tay hắc thủ lão không hợp cách. Lại một lát sau, Trình Lâm tiên tử lại bổ cái tin tới, đạo tử để cho ta cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi tặng cho bốn vị kiếp tiên con mắt. Chờ ngươi lần này sau khi xuất quan, hắn phải thật tốt cảm tạ ngươi. Ngươi gần nhất thiếu sót cái gì, có thể suy nghĩ thật kỹ. Tống Thư Hàng nhìn thấy nửa câu đầu lúc, khóe miệng giật một cái không phải đưa tặng A, là cho mượn A, là cho mượn A. Mặt khác, gần nhất khuyết điểm cái gì? Đúng rồi, hắn hẳn là thiếu sót kiến hành động phủ vật liệu. Bạch tiền bối muốn giúp hắn trên mặt trăng chế tạo cái động phủ, đến lúc đó Tô Thị Niên hội bên trên giữ thể diện. Cái này có thể xếp vào cân nhắc phạm vi. Ủng hộ, hảo hảo bế quan chơi tham ăn rắn. Sớm điểm đem thiên đế đạo quả bên trong có dùng tin tức hấp thu. Trình Lâm tiên tử lại trả lời một câu về sau, liền không lại cùng Tống Thư Hàng liên hệ. Tống Thư Hàng thở dài. Hắn tại trong thạch quan đổi tư thế, đổi thành nằm sấp nằm hình, bắt đầu nghiêm túc bế quan. Đang bế quan quá trình bên trong, hắn vất vả đem tu chân đầu này tham ăn xà thể hình, chơi đến gấp 20 lần chiều dài. Đốt thiên đế phụ lời, Tống tiền bối, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì tu chân thăng cấp lúc, nhiều hơn rất nhiều ta mùi vị quen thuộc. Tống Thư Hàng tâm một hư. Có loại trộm trái cây bị chủ nhà bắt lấy cảm giác. Mỗi một cái hoang môn đều cần dùng gấp 10 lần cái hoang môn mới đưa nó làm trọn vẹn. Tống Thư Hàng ngược lại là không đối thiên đế sử dụng nói láo kỹ năng đối phương là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão,
hoang ngôn loại này cấp thấp kỹ hai rất có thể bị một chút khám phá. Sở dĩ Tống Thư Hàng đối thiên đế hồi phục, áp dụng chính là tận lực lừa dối cùng giấu giếm bộ phận sự thật phương thức. Nhưng là hiện tại, cuối cùng vẫn là xuất hiện lỗ thủng. Mà nếu như phải giải quyết thiên đế nghi hoặc, liền cần càng nhiều lừa dối. Kể từ đó sẽ xa vào đến vòng lặp vô hạn. Luôn cảm giác vô luận như thế nào trả lời, đều sẽ xảy ra vấn đề. Cuộc đời mình kinh lịch cuối cùng quá ngắn, xử sự còn chưa đủ láo cá. Xem ra, chỉ có hướng mấy môn quen thuộc thiên đế tiền bối nhờ giúp đỡ. Tống Thư Hàng nói khẽ. Tỷ như Bạch Long tỷ tỷ, tỷ như Trình Lâm tiên tử. Các nàng là nhất lý giải thiên đế đám người kia, có lẽ có thể giúp hắn muốn cái hoàn mỹ ứng đối thiên đế nghi vấn phương pháp. Bất quá muốn làm sao xin giúp đỡ mới tốt. Tiền bối, việc lớn không tốt. Thiên đế phát hiện được ta tu chân nói chuyện phiếm công năng thăng cấp lúc, xuất hiện rất nhiều nàng quen thuộc khí tức cùng pháp tắc, nàng đang tại hướng ta tra hỏi, ta muốn làm sao trả lời nàng. Hừm, loại này cách thức không tệ, cứ như vậy xin giúp đỡ đi. Đáng tiếc Bắc Phương Đại Đế ta còn không thêm hảo hữu, nếu không có thể tư vấn giải hoặc trong đội ngũ liền lại nhiều thêm một vị đại lão. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, tại hắn mãnh liệt ý nguyện ảnh hưởng dưới, tu chân công năng nhanh chóng tạo thành một cái xin giúp đỡ xin. Đầu tiên là VIP sổ đen đại lão nhóm, lại tập thể nhận được đến từ Tống Thư Hàng xin giúp đỡ. Tâm tình rất ác liệt Hà Chỉ Ma Đế, lại nhận được phần này xin giúp đỡ. Đốt bá Tống Huyền Thánh nội tâm 10 phần buồn rầu, hắn nghĩ đến như thế nào hướng thiên đế giải thích. Có nguyện ý hay không giúp hắn một tay? Có, hay không? Hà Chỉ Ma Đế không cần suy nghĩ, trực tiếp điểm không, cũng tại phụ lời bên trong trở về cái khinh thường ha ha. Nhưng vừa mới lựa chọn xong, Hà Chỉ Ma Đế đột nhiên dùng sức một chùy mặt đất phương viên 10 dặm phát sinh kịch liệt địa chấn. Ta hẳn là tuyển có mới đúng a? Hà Chỉ Ma Đế tâm đều hối hận nát. Này chủng loại giống như giải quyết hiểu lầm sự tình, nên những hắn loại này đại ma đầu ra tay trợ giúp điều giải, sau đó để Tống Thư Hàng cùng thiên đế ở giữa, sinh ra càng lớn hiểu lầm. Cuối cùng quan hệ vỡ tan. Coi như thất bại, hắn cũng không có bao lớn tổn thất. Đừng nói là hại người không lợi mình sự tình, đối mặt Tống Thư Hàng, liền xem như giết địch 800, tự tổn 1000 sự, hắn đều làm. Kế Hà Chỉ Ma Đế về sau, bất diệt chi chủ, Ban Văn Long. Cái gì đều có thể bán đại lão, rất muốn chiếu trương màu sắc rực rỡ ảnh chụp, Hoàng Sơn chân quân, lần lượt cự tuyệt Tống Thư Hàng xin giúp đỡ. Trình Lâm tiên tử phát đầu phụ lời tới, ngươi lại tại giày vò cái gì? Không phải đã nói phải thật tốt bế quan sao? Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng đã không rảnh hồi phục Trình Lâm tiên tử. Tu chân nói chuyện phiếm công năng đột nhiên xuất hiện tao thao tác, vọt đến Tống Thư Hàng eo. VIP sổ đen bên trong đại lão, từng cái cự tuyệt nhắc nhở. Phản hồi đến Tống Thư Hàng não hải. Nhanh đình chỉ, nhanh đình chỉ. Tống Thư Hàng vội vàng kêu dừng. Tạm thời tựa hồ chỉ có VIP sổ đen thành viên, nhận được đầu này cứu trợ tin tức. Cái khác trong list thành viên, thuộc về đợt thứ 2 cứu trợ danh sách. Hiện tại đình chỉ, còn tới kịp. Đầu này tin tức nhờ giúp đỡ, tuyệt đối không thể gửi đi đến hồ bằng cẩu hữu thiên đế trên người. Nếu không, liền mắt định. Đúng lúc này. Đốt ngài hồ bằng cẩu hữu thiên đế tiếp nhận rồi ngài cứu trợ. Xin giúp đỡ bắt đầu, mở ra chức năng mới module, lâm thời video trò chuyện công năng. Tống Thư Hàng. Ta Tống mỗ nhân thề, lần này chờ tu chân nói chuyện phiếm công năng thăng cấp về sau, nhất định phải cho hắn làm bộ trí tuệ nhân tạo đi lên. Không được, lá gan đau quá. Thận cũng bắt đầu phát đau. Ở trước mặt của hắn. Có cái màn hình điện thoại di động lớn nhỏ màn sáng dần dần thành hình bởi vì là chức năng mới module, còn tại giai đoạn thí nghiệm, liền cái quan bế lựa chọn đều không có. Một cái thành công phần mềm tại đẩy lên trước đó, tổng là đến kinh lịch vô số thất bại. Dù vậy, đưa ra sau hắn vẫn như cũ sẽ có rất nhiều lỗ thủng cần giải quyết. Sở các chủ ngốc mau tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu nhẹ nhàng cuốn thành hình dạng xoắn ốc, trực giác nói cho nàng, Tống Thư Hàng muốn nguội. Nho nhỏ màn sáng bên trên. Hình chiếu ra một lớn một nhỏ hai cái cửa sổ. Cửa sổ lớn khẩu hình ảnh bên trong, là trợ Tống Thư Hàng một chút sức lực thiên đế. Cửa sổ nhỏ bên trong một mảnh đen kịt, mơ hồ có thể nhìn thấy một chương bị màn sáng chiếu sáng khuôn mặt nhỏ. Chính là bị nhét vào trong thạch quan Tống Thư Hàng. Hi, Tống tiền bối. Đây là tu chân nói chuyện phiếm công năng thăng cấp đi ra chức năng mới sao. Rõ ràng liền văn tự khung chít chát cũng còn không có hoàn toàn tiến hóa đi ra.
nhưng video nói chuyện phiếm công năng lại trước một bước xuất hiện. Tống tiền bối người cây kỹ năng cùng khoa học kỹ thuật cây đều lệch ra có thể. Cửa sổ lớn trong miệng, thiên đế ngồi ở một trương trên vương tọa, một tay chống cằm, hai chân thon dài xếp lên. Rõ ràng có được cùng Vũ Nhu Tử hoàn toàn nhất trí bộ dáng, nhưng chỉ cần nhìn thấy khí chất, liền có thể ngay lập tức đem nàng và Vũ Nhu Tử phân biệt ra được. Tống Thư Hàng. Lúc này, hắn tận lực tấm lấy khuôn mặt không hề có tình cảm, miễn cho bị đọc mặt. Đồng thời, hắn cũng không biết bản thân muốn làm sao cùng thiên đế nói chuyện phiếm. Tống tiền bối, đừng có áp lực, mặc dù ta bề bộn nhiều việc, nhưng chúng ta vẫn là hảo hảo tâm sự đi. Dễ dàng một chút, ngươi nơi đó rất tối a. Thiên đế nheo mắt lại. Bởi vì ta đang bế quan, Tống Thư Hàng dùng sức gật đầu nói, ta hiện tại thể nội có vô số cái đốn ngộ suy nghĩ, cần gấp bế quan để tiêu hóa những thứ này đốn ngộ. Sở dĩ, không bằng chờ ta sau khi xuất quan, chúng ta trò chuyện tiếp. Vậy ngươi bế, ta ở chỗ này nhìn lấy ngươi bế quan. Thiên đế cười ha ha. Tống Thư Hàng. Quả nhiên, ngươi đang hấp thu ta đạo đi. Về phần đạo nơi phát ra, ta cũng có thể đoán được, là phục sinh trong tin tức giữ lại số liệu đi. Thiên đế chậm rãi nói. Nguội nguội, không dối gạt được. Tống tiền bối, ta đạo rất nguy hiểm. Thiên đế cúi người, nghiêm túc nói, vô cùng nguy hiểm, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể lập tức đình chỉ loại hành vi này. Cụ thể nguy hiểm đến trình độ gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, hắn đã hấp thu rất nhiều, cho nên mới có câu hỏi này. Ngươi cùng Kim Long Thủy Tổ quen biết, Bắc Phương cũng cùng ngươi có cũ. Ngươi nên đã biết, ta đạo bao dung vạn vật, nhưng là tiến đến dễ dàng, muốn thoát thân lại khó a. Thiên đế chậm rãi nói. Ừm, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nhưng là, đây vẫn chỉ là mặt ngoài nguy hiểm độ khó. Thiên đế đưa tay chỉ hướng bầu trời, chân chính nguy hiểm, bắt nguồn từ nơi này. Ta đạo, đã từng thế nhưng là vị này bù đắp bản thân kế hoạch một bộ phận. Ngươi hấp thu đạo của ta. Ngươi cũng liền có thể sẽ trở thành bù đắp kế hoạch một bộ phận. A, ngươi cứ nhiên biết việc này. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Thiên đế. Nàng uy nghiêm bộ dáng đều bảo trì không được. Cái quỷ gì a? Vì cái gì tống tiền bối ngươi tựa hồ đã biết từ lâu việc này dáng vẻ. Tràng diện một lần 10 phần yên tĩnh. Tống Thư Hàng tuyệt đối thuộc về Liêu Thiên quỷ tài hệ cường giả, Liêu một chút, liền có thể đem Thiên Liêu chết rồi. Tống tiền bối, ngươi tựa hồ đã biết từ lâu chuyện này. Biết ta đạo là bây giờ vị này bù đắp bản thân một bộ phận kế hoạch. Thiên đế chằm chằm vào Tống Thư Hàng, từng chữ nói ra hỏi. Chuyện này rõ ràng là nàng bí mật lớn nhất, chưa từng có đã nói với người khác. Vì cái gì Tống Thư Hàng sẽ biết việc này? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng, nắp quan tài. Thạch quan nhét tràn đầy, giống như tim của hắn, cũng nhét nhét. Một lát sau, Tống Thư Hàng gật đầu nói, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt cùng một chút xíu duyên phận. Ta đích xác biết một số liên quan tới bù đắp kế hoạch sự. Bởi vì cái kia một chút xíu duyên, hắn đã từng nhập mộng đến thiên đế nguyên hình trên người. Hồi tưởng lại, đó là một đoạn gần với thông nương mấy trăm năm hành sinh thống khổ hồi ức. Nói thật, lúc trước nhập mộng bị xem như thí nghiệm vật liệu thiên đế nguyên hình lúc, thống khổ cùng tịch mịch càng tại thông nương nhân sinh phía trên. Chỉ là bởi vì nhập mộng thiên đế nguyên hình thời điểm, đạo tâm của hắn đã phi thường kiên định. Không phải lúc trước cái kia sơ tiếp xúc tu hành thái điểu. Sở dĩ, thống khổ cùng tịch mịch mặc dù tăng lên, để lại cho hắn ấn tượng ngược lại yếu hơn thông nương mấy trăm năm hành sinh. Thể lòng quả cầu kim loại thiên đạo tại thiên đế nguyên hình trên người làm đủ loại thí nghiệm, Tống Thư Hàng cảm động lây. Đoạn này ký ức, khả năng liền thiên đế chính mình cũng không có bị xem như vật thí nghiệm lúc, nàng cùng loại với phôi thai trạng thái. Sở dĩ muốn nói liên quan tới thiên đế lai lịch tin tức. Tống Thư Hàng là chư thiên vạn giới biết rõ ràng nhất một cái người. Thiên đạo không phải là người, bài trừ bên ngoài. Từ thiên đế nguyên hình tại lần lượt thí nghiệm bên trong trưởng thành, cuối cùng bị bồi dưỡng thành thiên đế không một đồng tử bản, đến đồng tử bản thiên đế được an bài đến nhân gian bắt đầu tu luyện, cuối cùng đến một lần ngoài ý muốn bên trong, đồng tử bản thiên đế nghe được bá tống mê chi triệu hoán, tìm được một chỗ vách núi, phô bày nhân sinh thứ lần đầu dùng sức nhảy lên. Có thể nói Tống Thư Hàng rõ như lòng bàn tay. Bất quá về sau thiên đế trên người đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì đồng tử bản thiên đế lại biến thành nữ đế. Những thứ này nghi hoặc, liền phải các loại Tống Thư Hàng lần sau nhập mộng thiên đế lúc, mới có thể có đến đáp án. Hồi lâu trầm mặc sau. Đột nhiên nhìn không thấu được ngươi, Tống tiền bối. Thiên đế lên tiếng nói. Cách màn hình,
lại thêm Tống Thư Hàng tận lực bản lấy khuôn mặt, nàng không cách nào từ Tống Thư Hàng trên mặt đọc đến cái gì tin tức hữu dụng. Tống Thư Hàng dùng một loại trầm thấp, thành thục thanh âm nói, nam nhân liền phải tràn đầy cảm giác thần bí. Là nữ nhân, tạ ơn, đỉnh đầu Sở Các Chủ đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, đã Tống tiền bối người biết cái này bù đắp kế hoạch, như vậy, hấp thu ta đạo sau sẽ mang tới nguy cơ, chính ngươi trong lòng phải có số đi. Thiên đế thân thể ngã về phía sau, tựa ở trên vương tọa. Nàng không quá muốn đem Tống Thư Hàng cuốn vào đến đương kim thiên đạo bù đắp kế hoạch bên trong đến, bởi vì nàng trên người Tống Thư Hàng hạ tiền đặt cược nói đúng ra, là nàng tại Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân bên trên, có một ít kế hoạch. Mặt khác, vừa rồi Tống Thư Hàng dùng cái kia trầm thấp, thành thục thanh tuyến phát âm lúc, làm nàng cảm giác trận trận quen tai. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn nắm chắc, nhưng không chứng dùng. Tu chân nói chuyện phiếm năng lực đã hấp thu đại lượng thiên đế đạo, coi như hiện tại đình chỉ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại tu chân nói chuyện phiếm công năng, một bên hấp thu một bên thăng cấp, muốn lại phun ra, đã là chuyện không thể nào. Tốt tại, đang hấp thu thiên đế đạo quá trình bên trong, có Long Lạc nữ sĩ cung cấp phiến trình kỹ thuật ủng hộ, lại đạo vào trình lâm tiên tử hệ thống phụ trợ, đem thiên đế đạo chia làm loại nhan sắc. Trước mắt hắn hấp thu đều là khỏe mạnh màu xanh lá. Hẳn là có thể ở một mức độ nào đó tránh cho xấu nhất kết cục. Như vậy ta liền không nói nhiều cái gì. Quay đầu ngẫm lại, kỳ thật Tống tiền bối người cùng ta cùng một chỗ cuốn vào cái này bù đắp kế hoạch bên trong, đối với ta mà nói là phi thường có lợi sự tình đắt ngươi ở phía trước diện hấp dẫn vị kia hỏa lực, ta ở phía sau vì ngươi cổ vũ trợ uy. Thiên đế nói đến đây, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tống Thư Hàng. Như vậy, lần sau gặp mặt thời điểm, nói không chừng chúng ta chính là cùng một trận doanh. Bye bye, thiên đế phất phất tay. Lâm thời video trò chuyện công năng kết thúc. Màn sáng tán đi. Tống Thư Hàng xoa cằm vốn cho là mình muốn nguội, không nghĩ tới cùng thiên đế kết thúc trò chuyện về sau, lại còn nóng hổi. Thiên đế lập trường phi thường cổ quái. Đỉnh đầu, Sở Các Chủ ngốc mau lười biếng nói tóm lại, ngươi lại tính qua một cửa. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Lúc này, trong đầu của hắn... Bắt đầu nhớ lại lúc trước nhập mộng thiên đế hình thức ban đầu lúc, bị thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo lần lượt thí nghiệm quá trình. Cái này thí nghiệm quá trình, hẳn là thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo, tại thiên đế hình thức ban đầu bên trong an trí một số khống chế thủ đoạn đi qua. Có lẽ, ở trong đó có thể tìm được một số đầu mối hữu dụng, dùng để tránh đi thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo bù đắp kế hoạch phương án. Đồng thời, tại thiên đế chỗ một khỏa tiểu hành tinh bên trên. Thiên đế ngồi ở trên vương tọa, lâm vào trầm tư. Ở trước mặt nàng bày biện một bộ quái tượng, nhưng quẻ kết quả tựa như ảo mộng, không có đạt được rõ ràng kết quả. Nam nhân liền phải tràn đầy cảm giác thần bí. Nàng mở miệng, mô phỏng ra vừa rồi video trò chuyện lúc, Tống Thư Hàng phát ra cái kia trầm thấp, thành thục thanh âm. Trực giác nói cho nàng, cái thanh âm này chính là nàng phá giải Tống Thư Hàng bí mật chìa khóa. Chỉ là trong lúc nhất thời nàng thực sự nghĩ không ra đầu mối. Thế là, thiên đế đành phải tạm thời coi như thôi. Sau đó nàng đứng dậy, hướng vương tọa sau gian phòng bước đi. Nơi đó chứa nàng từ Hắc Long thế giới móc tới Thái Dương thuyền, tại cái này vòng mặt trời nhỏ bên trong, còn phong ấn Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân. Ngươi đang phiền não cái gì? Một cái giọng nói điện tử, từ Thái Dương thuyền nổi lên hiện. Cái thanh âm này, có đặc thù xuyên thấu tính, như ma âm xuyên não. Mặc kệ phiền não. Chỉ là hôm nay đối bá Tống Huyền Thánh ấn tượng lại cải biến một số. Thiên đế khẽ cười nói, không lãng phí thời gian, tiếp đó, trở về hiện thế. Địa cầu đi, ở nơi đó, có một khối trọng yếu thiên đình mảnh vỡ, cần thu hồi. Thần bí đảo sao? Giọng nói điện tử kia nói. Đúng, thần bí đảo. Thiên đế nhẹ gật đầu. Nàng đi thẳng về phía trước, Thái Dương thuyền mở ra một cái đại môn, thiên đế nhanh chân bước vào trong đó. Lên đường. Khóa chặt tọa độ hiện thế, địa cầu, Đông Hải trên không, cái kia giọng nói điện tử tiếp tục nói. Mặt trời nhỏ trạng Thái Dương thuyền lên không, một cái ngắn ngủi ra tốc về sau, xuyên qua không gian. Lúc này, trong thạch quan, Trình Lâm tiên tử lần nữa phát tới tin tức, người vừa rồi tại cùng thiên đế giao lưu. Tu chân nói chuyện phiếm tao thao tác, kém chút để cho ta bẻ gãy bờ eo thon. Tống Thư Hàng bóp đầu phụ lời hồi phục. Tiếp đó. Hắn đem thiên đế cùng hắn nói chuyện phiếm nội dung, liên quan tới thiên đạo bù đắp kế hoạch sự, đơn giản cùng Trình Lâm tiên tử miêu tả một lần. Đồng thời,
hắn lại triệu hoán Bạch tiền bối. Một hơi mở tốt mấy cái khung chat, đa tuyến trình đồng thời nói chuyện phiếm. Tống Thư Hằng cảm giác mình về tới thời niên thiếu, vừa tiếp xúc các loại phần mềm chat thời kỳ cảm giác. Khi đó chỉ là nói chuyện phiếm hắn đều có thể trò chuyện cả đêm. Chính là cả đêm trò chuyện xuống tới, chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc cùng người hàn huyên cái gì. Lại sau đó, từ hắn đến say mê đọc sách về sau, nói chuyện phiếm thủy quần thời gian liền dần dần biến ít. Đây chính là tri thức mị lực. Tống Thư Hằng đem thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo bù đắp kế hoạch lại đơn giản cùng Bạch tiền bối cũng miêu tả một lần. Đồng thời, hắn đem chính mình lúc trước nhập mộng thiên đế lúc, bị thể lỏng quả cầu kim loại đại lão nghiên cứu qua cái kia bộ phận ký ức, cũng đơn giản hướng Bạch tiền bối giới thiệu một lần. Bạch tiền bối phụ lời hồi phục, Thư Hằng, người còn nói bản thân không có ở đỗi béo cầu. Cái này đều muốn trực tiếp đỗi béo cầu bản tôn được không? Tống Thư Hằng, không hề có sự. Ta chỉ là người trong giang hồ tung bay, không hiểu thấu liền bị chém. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Đồng thời, Trình Lâm tiên tử phụ lời hồi phục, không nghĩ tới thiên đế cứ nhiên đã phát giác bản thân là thiên đạo bù đắp kế hoạch sự tình, này cũng vượt quá dự liệu của ta. Tống Thư Hằng, hóa ra liền Trình Lâm tiên tử ngươi cũng biết cái này bù đắp kế hoạch. Vì cái gì cảm giác thiên đế bí mật này, toàn thế giới những người khác biết rồi, liền thiên đế bản thân lúc ấy vẫn chưa hay biết gì. Trong lúc đang suy tư, Bạch tiền bối bổ sung phát một đầu phụ lời, người an tâm bế quan, nên hấp thu liền hảo hảo hấp thu. Bất quá hấp thu thiên đế đạo quả thời điểm, nhớ kỹ đem số liệu ghi chép lại. Các loại về hiện thế về sau, đem những thứ này số liệu chuyển di cho ta, ta cho ngươi nghiên cứu một chút. Mặt khác, cái kia phần thiên đế hình thức ban đầu bị nghiên cứu thí nghiệm tình báo, cũng kỹ càng giao một phần cho ta. Béo cầu thủ đoạn, không có người so với ta hiểu rõ hơn. Chờ ta hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không cho ngươi chế tạo một cái phương pháp phá giải. Mặc dù cửu u cầu cùng thiên đạo cầu vẫn có khác biệt, nhưng cả hai tại tấn thăng thiên đạo trước ký ức giống nhau, cá nhân thủ đoạn cũng không biết cải biến quá nhiều. Thuận u cầu mạch suy nghĩ, có thể đoán đại khái ra thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo thủ pháp. Kết hợp Tống Thư Hằng thiên đế bị nghiên cứu thí nghiệm ký ức, cùng hắn hấp thu thiên đế đạo quả số liệu, Bạch tiền bối có. Hai thành nắm chắc vì Tống Thư Hằng chế tạo một bộ cá nhân hình, phá giải bù đắp chi pháp phương án. Đương nhiên, hắn không có đem vẻn vẹn hai thành nắm chắc loại chuyện này nói cho Tống Thư Hằng. Có một số việc nhìn thấu không nói thấu, nói thấu liền không có ý tứ. Cũng sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Mà đối với Tống Thư Hằng tới nói Bạch tiền bối câu này hồi phục, đơn giản chính là định hải thần châm. Đáy lòng của hắn lập tức liền an tâm. Không có vấn đề, Bạch tiền bối. Ta sẽ đem số liệu đều tốt ghi chép lại, đến lúc đó chúng ta đối lật thiên đạo cầu đại lão bù đắp kế hoạch. Tống Thư Hằng phóng khoáng nói. Ân, ủng hộ, mặt khác nhắc nhở ngươi một chút, ta hiện tại bản thể vẫn còn bị béo cầu phong ấn trạng thái, ngươi đừng lãng quá hai, miễn cho ta không cách nào xuất thủ cứu ngươi. Bạch tiền bối bình tĩnh hồi phục. Tống Thư Hằng phóng khoáng khí thế lập tức thoát hơi hơn phân nửa. Kết thúc cùng Trình Lâm tiên tử, Bạch tiền bối trò chuyện về sau. Tống Thư Hằng đổi cái nằm nghiêng tư thế tiếp tục bế quan. Lần này, không có đại lão lại thông qua phụ lời phương thức quấy rầy hắn. Trong thức hải, đại biểu tu chân nói chuyện phiếm công năng tham ăn rắn, đã trưởng thành là quái vật khổng lồ. Thiên đế nói bên trong cái kia bộ phận cùng tu chân công năng phù hợp số liệu, bị không ngừng hấp thu. Tống Thư Hằng có loại dự cảm, chờ lúc này bế quan sau khi kết thúc, tu chân công năng, sẽ chính thức thành hình. Nằm nghiêng tư thế. Có chút cấn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bế quan. Theo tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cùng tam đại thối thể công pháp vận chuyển, Tống Thư Hằng lần nữa tiến vào bế quan hình thức. Lần này, hắn rốt cục có thể an tâm bế cái quan. Nho gia thánh nhân phục sinh không gian bên trong. Rốt cục bắt được, da đen vũ nhu tử lên tiếng nói. Nàng giơ lên trong tay lưới lớn, trong lưới có một đầu xấu xấu thủy thú, đang liều mạng giãy giụa lấy. Đây cũng là một đầu cuối cùng đi, Tô Thị A Thập Lục nói. Rời đi thánh nhân phục sinh không gian trước đó, Bạch tiền bối đột nhiên nhất thời hưng khởi, muốn đem trước phân liệt sinh sôi thủy thú bắt tới mang đi. Bởi vì cái này hắc hồ tương đối quỷ dị, bắt cái này hơn 10 đầu thủy thú tiêu hao chút thời gian. Không sai biệt lắm là được rồi, ta cũng không có muốn đem tất cả thủy thú bắt mang đi ý tứ. Bạch, Tống Thư Hằng, Thánh mỉm cười. Hắn thi triển tụ lý càn khôn đem bắt được 12 đầu thủy thú thu hồi,
lại đem Tống Thư Hàng thạch quan cùng mộ bia đạo hữu cùng một chỗ cất kỹ. Da đen vũ nhu tử, tạo hóa, công đức nhị tiên tử, trước tạm thời trở về Tống Thư Hàng nhục thân. Chuẩn bị xong chưa, Bạch Tiền Bối lấy ra duy nhất một lần phi kiếm, nói. Tô Thị A Thập Lục, phân tước tử tiên tử, cuồng đao tam lãng nhẹ gật đầu, bắt lấy trước đó Bạch Tiền Bối phân cho đám người kiếm gỗ. Mục đích, hiện thế, mặt trăng, đi, Bạch Tiền Bối bấm một cái kiếm quyết. Lưu tinh kiếm trở về, trói buộc tại ngụy viên viên tiên tử trên người trận pháp giải khai. Ngay sau đó đám người trong tay duy nhất một lần phi kiếm sáng lên, bắt đầu mặc độn không gian. Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Tiền Bối thân ảnh, dẫn đầu biến mất. Đi, tam lãng, vân tước tử tiên tử kêu một tiếng, nàng lại sâu sắc ngắm nhìn hắc hồ, đồng dạng bỏ chạy rời đi. Cuồng đao tam lãng là cái cuối cùng rời đi. Trong tay hắn nắm lấy tỏa sáng kiếm gỗ, ánh mắt rơi vào hắc hồ bên trong. Hắc hồ bên trong, có một đầu phì ngư nhẹ nhàng vọt lên là may mắn không có bị bắt phân liệt thủy thú con non. Cái này thủy thú nhảy ra mặt nước, muốn công kích vị kia ngụy viên viên tiên tử, đưa nàng nuốt ăn. Nhưng ngay tại hắn nhảy ra mặt nước sát na, ánh mắt vừa vặn cùng cuồng đao tam lãng hai mắt tương đối. Cuồng đao tam lãng nhếch miệng cười nhìn về phía cái này may mắn còn sống sót thủy thú. Thủy thú thân thể cứng đờ, nhảy ra mặt nước trong hư không dừng lại 2 giây về sau, oành một tiếng, cấp tốc rơi về hắc hồ vẫn còn có người không đi. Siêu lúc này, tam lãng trong tay kiếm gỗ tỏa sáng, mang theo hắn trốn vào không gian, tan biến tại nho gia thánh nhân phục sinh đại trận bên trong. Tự do ngụy viên viên tiên tử, vội vàng từ hắc hồ trên không chạy trốn. Nàng không có Bạch Tiền Bối xuyên toa không gian thủ đoạn, càng không có vân tước tử đặc quyền. Nàng muốn rời khỏi nho gia thánh nhân phục sinh trận, chỉ có thể đi chính quy quá trình, không có cửa sau. Phục sinh đại trận không gian bên ngoài. Thiên đình dư đảng cái vị kia đầu chọc kiếp tiên, mặt trầm như nước. Chẳng ai ngờ rằng, nho gia thánh nhân không gian sẽ chủ động đuổi người, sẽ còn chí năng khóa cửa. Đầu chọc kiếp tiên đang chờ đợi, chờ lấy không gian lần nữa mở ra. Đồng thời phái người đem không gian vây cực kỳ chặt chẽ. Đến lúc đó bất kể là thiên niên đệ nhất thánh bá Tống, vẫn là cái kia ngụy trang thành bích lãng gia hỏa, đều mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hoa! Tại vân tước tử sau khi rời đi không lâu, thánh nhân phục sinh đại trận không gian phong tỏa kết thúc. Không gian cửa vào một lần nữa mở ra. Đầu chọc kiếp tiên cái thứ nhất xâm nhập không gian, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi bá Tống trên mặt dán lên một quyền. Nhưng tiến không gian về sau, ngoại trừ vị kia viên viên tiên tử bên ngoài, bá Tống liền sợi lông đều không có lưu lại. Rõ ràng vì phòng ngừa bá Tống bọn người từ cửa sau đào thoát, đầu chọc kiếp tiên đã phái người đem nho gia thánh nhân phục sinh không gian đoàn đoàn bao vây. Nhưng bá Tống bọn người vẫn như cũ không biết tung tích. Nói cách khác, bá Tống bọn người không có từ thánh nhân phục sinh trận pháp tiểu thế giới bên trong đi ra, mà là tại trong tiểu thế giới trực tiếp vận dụng không gian năng lực chạy trốn. Chúng ta không gian cấm cố hệ thống khẳng định có lỗ thủng. Đầu chọc kiếp tiên cắn răng oán hận nói nhóm người mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phức tạp không gian cấm cố hệ thống, vốn cho rằng liền trường sinh giả đều có thể vây khốn một chút thời gian. Không nghĩ tới bá Tống một đoàn người, cứ nhiên có thể tới đi tự nhiên. Đơn giản đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian cấm cố hệ thống, xem như hậu viện. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bá Tống huyền thánh bọn người khẳng định tìm được bọn hắn không gian cấm cố thể hệ lỗ thủng. Trước đem nàng mang cho ta đi, đầu chọc kiếp tiên quét mắt ngụy viên viên tiên tử một chút. Ngụy viên viên tiên tử không có chống cự, nàng rất phối hợp bị thiên đình dư đảng thành viên mang đi chờ đợi nàng chính là tòa tiên ngục đại lao. Thông chi giải rác ở chư thiên vạn giới đồng bạn, để bọn hắn mật thiết chú ý bá Tống huyền thánh hành tung. Có tin tức liền lập tức truyền tới. Chú ý, đối mặt bá Tống huyền thánh lúc. Tuyệt đối không nên khinh cử vọng động. Đầu chọc kiếp tiên lên tiếng nói. Thiên niên đệ nhất thánh, danh bất hư truyền, thực lực và thủ đoạn cũng không phải cùng tiểu khả. Đầu chọc kiếp tiên hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy bá Tống huyền thánh lúc tràng diện bá Tống huyền thánh chân nhân so với lúc trước hắn quan sát nhân tiền hiển thánh bộ dáng, muốn có khí chất hơn, khiến cho người không muốn cùng hắn là địch. Lại thêm bá Tống huyền thánh rất có thể cùng Trình Lâm có quan hệ. Sở dĩ, đối phó bá Tống thời điểm. Nói không đến còn muốn mời Phượng Nghi Cầm chủ tự mình xuất thủ. Căn dặn hoàn tất về sau, đầu chọc kiếp tiên bắt đầu tinh tế kiểm tra nho gia thánh nhân phục sinh đại trận cùng hắc hồ. Sau khi kiểm tra xong, đầu chọc kiếp tiên sắc mặt càng thêm khó coi.
bọn hắn bố trí tại Hắc Hồ bên trong Thiên Đế trọng sinh tin tức toàn bộ biến mất. Mà lại, Nho Gia Thánh Nhân phục sinh đại trận năng lượng, cũng tiêu hao cực lớn một bộ phận. Bá Tống, Trình Lâm, đầu chọc kiếp tiên hung hăng hướng trong hư không đánh một quyền. Đợi đầu chọc kiếp tiên cùng Thiên Đình dư đảng thành viên sau khi rời đi. Hắc Hồ đáy hồ, có một cây tiểu nhánh mầm chui ra. Cái kia còn sót lại thủy thú, vừa vặn từ tiểu nhánh mầm phía trên bơi qua. Lúc này, nhánh mầm bên trên có một cái hạt giống, lặng yên vô tức dán tại thủy thú trên người, ẩn núp đi chính là vị kia ngụy viên viên tiên tử thủ đoạn. Nàng có lá gan gánh vác lên xâm nhập thánh nhân phục sinh đại trận không gian nhiệm vụ, liền sẽ không như vậy mà đơn giản xong đời. Nho gia thánh nhân phục sinh đại trận, một hơi sống lại bốn vị nho gia kiếp tiên, tiêu hao rất nhiều. Nhưng nó còn không có sụp đổ, còn cụ bị phục sinh hiệu quả dù sao, thánh nhân lúc trước thiết hạ đại trận này lúc, là vì nho gia 13 kiếp tiên chuẩn bị. Còn có cơ hội, ngụy viên viên tiên tử chân thân giấu ở hạt giống bên trong, chờ đợi lấy thời cơ. Hiện thế, mặt trăng, cuồng đao tam lãng kiếm quang cái cuối cùng xuất hiện. Duy nhất một lần phi kiếm tại mặt trăng tọa độ bên trên mở ra một cái không gian kẽ nứt. Cuồng đao tam lãng nửa người từ không gian kẽ nứt bên trong chui ra, liền nhìn thấy bạch tiền bối bài tống thư hàng, tô thị A thập lục, da đen vũ nhu tử, vân thức tử đều trên mặt đất, đang chờ hắn. Tam lãng tiền bối, người quá chậm, da đen vũ nhu tử nói. Cuồng đao tam lãng chứng chạc đàng hoàng trả lời, bởi vì ta đang tại suy nghĩ một vấn đề, vũ nhu tử. Suy tư vấn đề. Tam lãng tiền bối đang suy nghĩ gì? Da đen vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi. Cuồng đao tam lãng chỉ tự thân, nói, ngươi nói, giống ta như bây giờ, một nửa kẻ tại hiện thế. Mặt trăng, một nửa khác thân thể kẻ tại không gian kẽ nứt bên trong. Đương không gian kẽ nứt biến mất sát na, ta sẽ sinh ra biến hóa gì? Ngươi sẽ chết, da đen vũ nhu tử nghiêm túc đáp. Cuồng đao tam lãng khoát tay nói, sẽ chết chỉ là bên trong một cái khả năng. Ta đang suy nghĩ một cái khác khả năng, có thể hay không coi ta trên thân thể nửa bộ phân cùng nửa phần dưới, bị không gian cắt thành hai nửa về sau, nhưng có thể tự do hoạt động, tựa như hai cái cá thể. Đừng tìm đường chết, huyền nữ môn vân tước tử đưa tay đem cuồng đao tam lãng từ không gian kẽ nứt bên trong kéo ra ngoài. Tam lãng sau khi hạ xuống, trong tay hắn chuôi này duy nhất một lần bay liền hóa thành mảnh gỗ vụn, tiêu tán ra đây là bởi vì duy nhất một lần phi kiếm bên trong năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Như lại chế một lát, không gian kẽ nứt liền sẽ quan bế. Bạch Long tỉ tỉ cười ha ha, tam lãng tiểu hữu, nếu như ngươi chậm một chút nữa từ không gian kẽ nứt bên trong đi ra, tự cùng hiện tại bạch đạo hữu đồng dạng. Cuồng đao tam lãng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Long tỉ tỉ, giống như bạch tiền bối. Vì cái gì? Bởi vì ta hiện tại liền ở vào ngươi khát vọng hình thức. Bạch tiền bối bản tống thư hàng dứt lời, đưa tay nâng lên eo của mình. Trên dưới hai bộ phận thân thể tách ra. Cuồng đao tam lãng trừng to mắt. Bạch tiền bối bình tĩnh thân thể của mình đón về, hỏi, vân thức tử đạo hữu sau đó phải đi đâu? Cần ta đưa các ngươi đoạn đường sao? Vân thức tử suy tư một lát sau nói, tiếp đến ta phải trước trở lại địa cầu một chuyến, sau đó, có thể sẽ đi nho ra một chuyến. Muốn ta đưa các đi ngươi sao? Bạch tiền bối nói. Vân thức tử lắc đầu, không cần, thời gian phương diện cũng không vội vã. Vân thước tử cùng cuồng đao tam lãng lựa chọn bay trở về địa cầu. Cùng đám người cáo biệt về sau, hai người ngự kiếm, đao, xông vào vũ trụ, biến mất không thấy gì nữa. Tô thị A thập lục lấy điện thoại cầm tay ra, nhẹ nhàng lay động một cái. Trên mặt trăng có thiên hà tô thị phân bộ, điện thoại di động của nàng tín hiệu duy trì đầy sóng trạng thái. Ngày mùng 1 tháng 12, tô thị A thập lục nói khẽ. Tiểu thập lục phải đi về sao? Bạch tiền bối hỏi. Thiên Hà Tô Thị niên hội muốn mở ra, thân là Thiên Hà Tô Thị bên trong kế thừa số tự đạo hiệu thiên tài, Tô Thị A Thập Lục là niên hội nhân vật chính, bình thường cần sớm chạy trở về, phối hợp niên hội hoạt động. Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu. Bạch tiền bối cười sờ lên A Thập Lục đầu, nói, cái kia đến lúc đó Thiên Hà Tô Thị niên hội gặp, nếu như thư hàng đến lúc đó xuất quan, ta liền đem hắn đưa qua. Tạ ơn Bạch tiền bối, Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng nói. Bạch tiền bối mị lực tống thư hàng bộ dáng, đối với nàng mà nói quả thực là phạm quy cấp bậc tồn tại. Dẫn đến nàng ngay cả nói chuyện cũng, lộ vẻ khí thế không đủ. Cần ta đưa ngươi về Thiên Hà Tô Thị sao? Ta biết Thiên Hà Tô Thị vị trí. Bạch tiền bối lại hỏi.
Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút về sau, nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng bây giờ còn đang bế quan, nàng không cần thiết một thân một mình từ mặt trăng bay trở về tới địa cầu. Bạch Tiền Bối đưa tay theo trên người A Thập Lục, không gian thiên phú năng lực khởi động, trực tiếp đưa nàng đưa về tới địa cầu. Tô Thị tộc địa phụ cận. Lại nói, hôm nay A Thập Lục, tản ra may mắn quang mang. Xem ra nàng sẽ gặp phải chuyện vui, Bạch Tiền Bối cười nói. Bên người, da đen Vũ Nhu Tử chính thừa cơ thử nghiệm câu thông bản thể, muốn đem gần nhất kinh lịch cùng hưởng cho bản thể. Cái kia Bạch Tiền Bối, ta gần nhất may mắn sao? Da đen Vũ Nhu Tử thuận miệng hỏi. Hừm, nhìn không ra, Bạch Tiền Bối chân thành nói. Bởi vì da đen Vũ Nhu Tử ấn đường vốn chính là đen. Da đen Vũ Nhu Tử. Đi thôi, chúng ta tại mặt trăng tìm vị trí, cho Thư Hàng đào cái động phủ. Bạch Tiền Bối cười nói. Bạch Tiền Bối mang theo da đen Vũ Nhu Tử, trên mặt trăng dạo chơi lấy, chuẩn bị tìm nơi thích hợp, lấy xuống địa bàn, đào cái động phủ đi ra. Bởi vì trước mắt nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật đã đem tay đưa về phía vũ trụ, mò về mặt trăng cùng cái khác thái dương hệ hành tinh, sở dĩ một số không thích bị quấy rầy tu sĩ bắt đầu đem động phủ của mình thật sâu ẩn tàng, hoặc là liền dứt khoát đem động phủ di chuyển. Hiện tại mặt trăng so với mấy trăm năm trước, ngược lại muốn cô đơn rất nhiều. Mà lại rất nhiều không tệ địa bàn, đều bỏ trống đi ra. Bạch Tiền Bối mang theo da đen Vũ Nhu Tử, trên mặt trăng đi dạo gần nửa ngày nhìn ra tâm tình của hắn rất tốt. Đặc biệt là nhìn thấy đại bộ phận tu sĩ xa xa nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng về sau, liền cúi đầu quấn xa chẳng diệt, Bạch Tiền Bối cũng cảm giác mới mẻ, thú vị. Dĩ vãng hắn bởi vì mị lực quá lớn còn không cách nào tự điều khiển nguyên nhân, vô luận đi đến cái nào đều là tiêu điểm, chưa từng hưởng thụ qua cái này đãi ngộ. Chính là bởi vì không trải qua, sở dĩ cảm giác mới mẻ. Đặc biệt là đương Bạch Tiền Bối nhìn thấy một số qua đi mấy trăm năm ở giữa, từng có mấy lần đối mặt đạo hữu, cũng tại xa xa tránh né Tống Thư Hàng lúc, cũng cảm giác đặc biệt có ý tứ. Có đôi khi, Bạch Tiền Bối sẽ còn cố ý hướng bạn cũ lại gần. Chơi quên cả trời đất. Bạch Tiền Bối, chúng ta đi dạo gần nửa ngày, có tìm tới thích hợp địa bàn sao? Da đen Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi nàng cảm giác Bạch Tiền Bối chơi hay, có thể hay không quên đi muốn thay Tống Tiền Bối chọn động phủ địa bàn sự. Tại phía trước dẫn đường Bạch Tiền Bối, thân hình rõ ràng có chút cứng đờ. Da đen Vũ Nhu Tử ngầm thở dài quả nhiên, Bạch Tiền Bối chơi hay, quên chọn địa bàn chuyện. Ha ha, vừa rồi đi dạo một vòng, mặc dù nhìn thấy mấy khối không tệ địa bàn. Nhưng là tổng thể cách cục không đủ khí thế. Bạch Tiền Bối chứng chạc đàng hoàng trả lời. Chúng ta đón lấy tới lui một khu vực khác nhìn xem, nhất định có thể vì Thư Hàng tìm một khối phong thủy bảo địa đi ra. Da đen Vũ Nhu Tử. Mặt khác, Bạch Tiền Bối vừa rồi một mực đang nói, phong thủy bảo địa, đào hố loại hình từ. Làm sao luôn cảm giác không phải tại vì Tống Tiền Bối tìm động phủ. À, lại gặp gỡ người quen. Phía trước dẫn đường Bạch Tiền Bối, lại lên tiếng nói. Da đen Vũ Nhu Tử thở dài. Yên lặng đuổi theo tại Bạch Tiền Bối không chơi chán trước đó, xem bộ dáng là không sẽ chuyên tâm đi làm chính sự. Cho nên muốn đến muốn đi, vẫn là để Bạch Tiền Bối đem tinh lực phát tiết xong, chơi chán bàn lại chính sự đi. Lần này người quen cùng Thư Hàng tiểu hữu cũng quen biết. Ta lúc đầu đưa Thư Hàng lên vũ trụ lúc, còn từng mời hắn hỗ trợ ở trong không gian bố trí thí luyện trận pháp, để Thư Hàng ở trong không gian cũng có thể hảo hảo tu luyện một chút. Bất quá về sau, cái kia trận pháp không dùng. Bạch Tiền Bối một bên bay lên, một bên hướng da đen Vũ Nhu Tử giải thích. Nghe được Bạch Tiền Bối sau khi giới thiệu, da đen Vũ Nhu Tử cũng tới hứng thú, đi theo Bạch Tiền Bối bay tới đằng trước, vậy vị này Tiền Bối kêu cái gì? Đạo hữu là Khốc lão nhân, là cái rất thú vị đạo hữu, chính là cùng hắn ở chung lâu, sẽ có chút chịu không được. Bạch Tiền Bối giải thích nói. Phía trước, Khốc lão nhân mới từ phụ cận một chỗ tu sĩ chợ trở về. Trong tay hắn mang theo một hộp tu luyện dùng phụ trợ thiên tài địa bảo cùng đan dược. Hắn về tới mình tại trên mặt trăng tiểu động phủ, bấm một cái pháp quyết, mở ra động phủ chi môn. Khốc đạo hữu, đã lâu không gặp, lúc này, phía sau hắn truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Khốc lão nhân vừa quay đầu, liền nhìn thấy bá Tống Huyền Thánh chính hướng hắn nhanh chóng tới gần, tại bá Tống Huyền Thánh sau lưng còn đi theo một vị chân phi thường dài tiên tử. Cái này tiểu tiên tử hẳn là Linh Điệp Tôn giả nữ nhi bảo bối A. Đã từng hắn gặp một lần, có ấn tượng bất quá đương sơ trắng nõn là tiểu cô nương, sau khi lớn lên làm sao biến thành đen. Nữ lớn 18 biến, nhưng biến thành đen như vậy,
hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Là ngươi, bá Tống Huyền Thánh. Khốc lão nhân nhìn thấy Tống Thư Hàng về sau, kích động đến lệ rơi đầy mặt, nước mắt không ngừng từ trên mặt nhỏ xuống. Bá Tống Huyền Thánh cùng hắn hữu duyên. Mấy tháng trước, Khốc lão nhân muốn gia nhập Bích Thủy Các, bá Tống Huyền Thánh còn giúp hắn không ít việc. Đáng tiếc Bích Thủy Các sở các chủ cự tuyệt thu hắn làm đồ. Về sau Khốc lão nhân lùi lại mà cầu việc khác, muốn bái nhập Thư Hàng môn hạ, gián tiếp đạt tới bái nhập Bích Thủy Các mục đích, nhưng trong lúc đó có bộ phận ký ức mơ hồ hóa, chẳng biết tại sao, hắn bái nhập bá Tống Huyền Thánh môn hạ sự, liền không giải quyết được gì. Tiền bối đoạn thời gian, Khốc lão nhân vẫn muốn tìm tới bá Tống Huyền Thánh, nhưng vẫn không có cơ hội chạm mặt. Hôm nay bá Tống Huyền Thánh tự mình tìm tới cửa, hắn nhịn không được một cảm động, sẽ khóc thành bộ dáng như vậy. Bạch tiền bối thắng gấp. Hắn lo lắng kích động quá mức Khốc đạo nhân sẽ khóc hướng hắn đánh tới, sau đó dùng nước mắt đem hắn bao phủ. Nói thật, bạch tiền bối một mực rất lo lắng Khốc lão nhân lại bởi vì lượng nước không đủ, mất nước mà chết. Khốc tiền bối ngươi tốt, da đen Vũ Nhu tử Nhu Thuận Vân An. Vũ Nhu tử tiên tử ngươi cũng tốt. Khốc lão nhân thật vất vả khống chế lại tình cảm của mình, đối Vũ Nhu tử ôm quyền đáp lễ lại. Bạch tiền bối tiến lên vỗ vỗ Khốc lão nhân, gần nhất có khỏe không? Hắn nhớ kỹ Tống Thư Hàng đã từng đã đáp ứng, muốn vì Khốc lão nhân bái sư gia nhập Bích Thủy Các sự muốn cái chủ ý, hiện tại sở các chủ đều thành Tống Thư Hàng ngốc mau, gia nhập Bích Thủy Các sự tình, hẳn là có hy vọng. Hừm, còn mạnh khỏe. Mặt khác, trước mấy ngày có vị tiên tử tìm tới cửa, chỉ đạo ta Thiên Khốc Bảo Điển đến tiếp sau bộ phận, ta gần nhất đang chuẩn bị muốn bế cái quan, trùng kích vào cảnh giới. Khốc lão nhân một bên nức nở, một bên trả lời. Chỉ đạo tu luyện Thiên Khốc Bảo Điển. Ai, sở các chủ ngốc mau, từ bạch tiền bối trong tụ lý càn khôn duỗi ra một cái nhọn, dò xét lấy tin tức của ngoại giới. Nghe được Khốc lão nhân nói lời này lúc, sở các chủ sững sờ. Bạch tiền bối trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc biểu lộ, tiên tử. Chỉ đạo ngươi tu luyện, vị tiên tử kia. Là, Khốc lão nhân vô ý thức muốn ra khẩu trả lời, nhưng nói đến một nửa thời điểm, lại nhíu mày. Bởi vì hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, tự mình nghĩ không dậy nổi vị kia tiên tử là ai. Rõ ràng gần nhất, đều là vị kia tiên tử lúc hướng dẫn hắn Thiên Khốc Bảo Điển kế tục bộ phận, nhưng hắn hoàn toàn nhớ không nổi vị kia tiên tử hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Khốc lão nhân nắm lấy đầu của mình, lo lắng nước mắt rơi như mưa. Khốc đạo hữu không cần nóng lòng, bạch tiền bối cười vỗ vỗ Khốc đạo nhân. Nụ cười của hắn tự mang một loại trấn định nhân tâm lực lượng. Khốc đạo nhân cảm xúc rất nhanh bình phục lại. Vị kia tiên tử hiện tại người đâu? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Ta, nhớ không rõ. Khốc đạo nhân cười khổ lắc đầu. Đừng nóng vội, Khốc đạo hữu. Có lẽ là vị kia tiên tử không muốn để cho ngươi biết thân phận của nàng. Trên đời này luôn có thiện lương như vậy đạo hữu, làm việc tốt sau không sẽ lưu lại tên của mình. Bạch tiền bối an ủi. Khốc đạo nhân suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Một lát sau. Bạch tiền bối, da đen Vũ Nhu tử thụ Khốc đạo nhân mời, tiến động phủ của hắn làm sơ nghỉ ngơi. Khốc đạo nhân quay người, đi vì hai người pha trà. Tại sau khi Khốc đạo nhân tạm thời rời đi, bạch tiền bối đột nhiên quay người, cười nói, thần bí tiên tử, không ra thấy một lần sao. Nghe được bạch tiền bối nhắc nhở về sau, da đen Vũ Nhu tử nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau. Nàng dĩ nhiên đều không cảm ứng được có người sau lưng. Đối phương thu liếm khí tức năng lực mạnh mẽ như vậy. Là cao nhân tiền bối. Nàng lúc quay người lại, liền nhìn thấy một vị tài nữ hình tiên tử, an tĩnh ngồi ở xó xỉnh bên trong, trong tay ôm một bản sách thật dày, chính xa xa nhìn lấy các nàng. Nàng người mặc màu tím nhạt váy dài, mái tóc dài màu nâu kết thành bím tóc, thật dài tóc mái mơ hồ che lại cặp mắt của nàng, sở sở động lòng người. Vấn đề là, đối phương căn bản không có thu liếm khí tức. Da đen Vũ Nhu tử. Không có thu liếm khí tức, nhưng nàng nhưng từ đầu đến đuôi đều không cảm ứng được đối phương, cái này tồn tại cảm giác cũng quá yếu đi đi. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ lục đậu phượng không khỏi nhớ tới Cửu Châu Nhất Hào Quần một vị tiền bối. Nhớ tới vị tiền bối kia về sau, Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng. Quái lệ lục đậu phượng trong lòng có chút chua chua. Vị này tiên tử tồn tại cảm giác quá thấp, liền tại dạy bảo Khốc lão nhân công pháp về sau, Khốc lão nhân lại không nhớ được nàng. Nàng có thể hay không rất trái tim băng giá. Bạch tiền bối cùng da đen Vũ Nhu tử chằm chằm vào vị kia thần bí tiên tử.
thần bí tiên tử đồng dạng một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào bạch tiền bối cùng da đen vũ nhu tử. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Vị này thần bí tiên tử nghi hoặc lên tiếng nói. Ta vừa tiến đến, liền thấy ngươi. Bạch tiền bối trả lời. Thần bí tiên tử nháy nháy mắt, lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Bạch tiền bối nói bổ sung, hồi lâu không thấy, Diệp Tư tiên tử. Thần bí tiên tử lập tức sững sờ. Bởi vì, nàng bị gọi tên. Ta trước đó ngay tại suy đoán, đến cùng là ai, sẽ đến dạy bảo khốc lão nhân thiên khốc bảo điển. Nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên chỉ có ngươi, cùng ta đoán đồng dạng. Bạch tiền bối thanh âm thay đổi trở về, đổi thành chính hắn thanh âm. Bạch tiền bối ngươi quả nhiên tốt đặc thù. Diệp Tư đem quyển kia sách lớn thu hồi đồng dạng, nàng vừa thấy được cái này bá tống lúc, liền biết hắn không phải Tống Thư Hàng. Nàng và Tống Thư Hàng ở giữa, là có khế ước tồn tại. Loại khế ước này cảm ứng, sẽ không bị dịch dung che đậy. Tiếp theo, chỉ muốn thông qua trên người đối phương cái kia mê người mị lực, nàng rất nhanh liền có thể cân nhắc ra bạch tiền bối thân phận. Là cùng loại thiên đạo phòng tối hiệu quả a? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Bất quá tương đối đặc thù chính là, trên người mang theo thiên đạo phòng tối hiệu quả, Diệp Tư vẫn còn có thể tại hiện thế hoạt động. Diệp Tư nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, bên ngoài hành động là đặc thù phân thân. Da đen vũ nhu tử không ra, yên lặng đem trước mắt nhìn thấy hình ảnh đều ghi chép lại, đến lúc đó một hơi truyền cho bản thể. Muốn gặp Thư Hàng không? Hắn tại ta tụ lý càn khôn bên trong. Bạch tiền bối đưa tay cua cua tay áo. Diệp Tư khe khẽ lắc đầu, không cần, kỳ thật ta một mực đang bên cạnh hắn. Da đen vũ nhu tử nháy nháy mắt. Cái kia muốn gặp sở các chủ không? Mặc dù nàng hiện tại chỉ có một cây ngốc mao, phải cái này ngốc mao chính là nàng. Bạch tiền bối chỉ xuyên ra tay áo ngốc mao nói. Diệp Tư giờ khóc giờ cười. Sở các chủ ngốc mao có chút run rẩy. Da đen vũ nhu tử tiếp tục yên lặng thu hình ảnh. Vì cái gì đột nhiên sẽ nghĩ tới muốn dạy dỗ khốc lão nhân thiên khốc bảo điển. Bạch tiền bối rốt cục cắt vào chính đề. Duyên, Diệp Tư ngồi ngay ngắn, nhẹ giọng trả lời. Rất nhiều duyên. Nàng trong bóng tối bắt đầu từng cái chấm dứt. Xem ra, người phải có hành động lớn, muốn làm đại sự. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Kết duyên, kết thúc duyên. Kết thúc duyên về sau, thanh toán nhân quả lại không gút mắc, lại thêm Diệp Tư hiện tại thiên đạo phòng tối hình thức, đây là muốn làm sự kiện lớn tiết tấu. Diệp Tư nhẹ nhàng gật đầu. Chú ý an toàn, có gì cần hỗ trợ địa phương, có thể thông qua Thư Hàng tới tìm ta. Bạch tiền bối nói khẽ. Hắn không có đi hỏi Diệp Tư muốn đi làm cái gì sự. Dù sao, chỉ cần là chân chính làm đại sự, hắn đều rất có hứng thú. Tạ ơn bạch tiền bối. Diệp Tư nhu thuận trả lời. Bạch tiền bối cười ha hả nói, tuổi trẻ thật tốt. Chính giao lưu ở giữa, pha trà khốc lão nhân rốt cục trở về. Hắn nhìn thấy Diệp Tư thời điểm, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựa hồ là lâm vào hồi ức, lão sau một lúc lâu hắn cuối cùng nhớ ra cái gì. Tiên tử, người còn tại a? Khốc lão nhân cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Đây mới là bình thường tu sĩ nhìn thấy bây giờ Diệp Tư phản ứng bình thường. Ta vẫn luôn tại, Diệp Tư lên tiếng an ủi. Bá Tống Huyền Thánh, chính là vị này tiên tử đang dạy ta thiên khốc bảo điển kế tục thiên chương. Khốc lão nhân kích động đối bạch tiền bối nói. Đúng vậy, ta đã biết, bạch tiền bối cười trả lời. Khốc lão nhân bưng ấm trà, cho mỗi người đều rót một chén linh trà. Diệp Tư tiếp nhận linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thiên khốc bảo điển tiếp xuống bộ phận, ta đã toàn bộ dạy bảo cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm từng bước tu luyện, lấy tư thế của ngươi, thất phẩm tôn giả cũng có hy vọng. Tiếp xuống tu luyện, liền nhìn chính ngươi. Vâng, tạ ơn tiên tử dạy bảo. Khốc lão nhân gật đầu nói, trong tay hắn móc ra một quyển vở, đem Diệp Tư lời nói toàn bộ ghi chép lại, miễn cho bản thân không hiểu thấu đem tiên tử dạy bảo quên. Như thế. Giữa ngươi và ta duyên kết thúc, từ đó về sau, hữu duyên gặp lại. Diệp Tư mỉm cười, lên tiếng nói. Khốc lão nhân lấy ra một cái hộp, giao tại Diệp Tư trong tay. Đó là hắn tuổi trẻ lúc lấy được thiên khốc bảo điển truyền thừa tàn thiên, cùng lúc trước đạt được truyền thừa địa điểm vị trí. Diệp Tư tiếp nhận hộp thu hồi, quay người nhìn về phía bạch tiền bối cùng da đen vũ nhu tử, cái kia bạch. Khục, bạch tiền bối nhẹ nhàng tằng hắng một cái, dùng Tống Thư Hàng thanh âm nói. Cái kia Diệp Tư tiên tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Tư lập tức minh bạch bạch tiền bối ý tứ. Cái kia bá tống đạo hữu, vũ nhu tử tiên tử, chúng ta sau này còn gặp lại.
nàng hướng về phía Vũ Nhu Tử cùng Bạch Tiền Bối phất phất tay. Sau đó, tại nàng bên cạnh thân có không gian thông đạo mở ra. Lúc này da đen Vũ Nhu Tử đột nhiên hỏi, Diệp Thư Tiên Tử, người sau đó phải tiến về phương nào? Bước kế tiếp, hẳn là muốn đi một chuyến Văn Châu Thị. Diệp Tư trả lời, Vũ Nhu Tử Tiên Tử muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Da đen Vũ Nhu Tử lắc đầu, ta liền hỏi một chút. Diệp Tư cương chiều đang ngồi da đen Vũ Nhu Tử trên đầu vuốt vuốt, sau đó bước vào cánh cửa không gian biến mất không thấy gì nữa. Như vậy tiếp đó, chúng ta sẽ không quấy rầy Khốc đạo hữu bế quan. Bạch Tiền Bối đứng dậy, hướng Khốc lão nhân cáo biệt, là thời điểm rời đi. Da đen Vũ Nhu Tử một mặt không hiểu thấu sờ lên đỉnh đầu của mình, cũng lên đi theo hướng Khốc lão nhân cáo biệt. Bạch Tiền Bối mang theo da đen Vũ Nhu Tử, rời đi Khốc lão nhân động phủ. Bạch Tiền Bối, đón lấy đến chúng ta hướng phương hướng nào đi? Da đen Vũ Nhu Tử hỏi. Bạch Tiền Bối xoa cằm trầm tư một lát sau, từ không gian pháp khí bên trong móc ra một cây bá tống nhánh cây, hướng không trung nhẹ nhàng ném đi. Nhánh cây xoay một vòng, cuồn cuộn lấy. Sau khi hạ xuống, chỉ hướng hướng 3 giờ. Rất tốt, liền hướng cái phương hướng này tiến lên, nhất định có thể tìm tới một cái thích hợp hố to. Bạch Tiền Bối nói. Đang khi nói chuyện, hắn ngắm nhìn Khốc lão nhân động phủ sau bên cạnh vị trí. Có người trong bóng tối nhìn trộm bọn hắn. Thú vị, Bạch Tiền Bối cảm giác rất có ý tứ tại người người cũng không dám nhìn thẳng bá tống thời điểm, vẫn còn có người lặng lẽ theo dõi hắn. Bạch Tiền Bối đưa tay, âm thầm đưa tay trên cổ tay một cái tiểu ngân bài xoay chuyển. Cái này tiểu ngân bài cùng hắn tụ lý càn khôn bên trong dương đá nối liền thành một thể, cả hai tương thông. Kể từ đó, tại hắn ngụy trang thành tống thư hàng thời điểm, chư thiên vạn giới tu sĩ tại nhìn hắn chằm chằm lúc, cảm ứng được không phải là Bạch Thánh Thánh Hào. Mà là bá tống, bá nho, bá long, bá ma mấy cái thánh hào. Bất quá bởi vì tống thư hàng thánh hào có 4 cái, Bạch Tiền Bối thường cách một đoạn thời gian liền sẽ xoay chuyển bên dưới ngân bài, thay cái thánh hào. Một kiện đổi thánh hào trò chơi, phi thường có ý tứ. Bạch Tiền Bối tại phía trước dẫn đường, trong tay hắn nắm nhánh cây kia, nhẹ nhàng đung đưa. Da đen Vũ Nhu Tử theo sát phía sau. Âm thầm cái kia kẻ nhìn lén xa xa dán tại hậu phương. Bạch Tiền Bối đi cũng không nhanh đi quá nhanh, người theo dõi vạn nhất mất dấu rồi làm sao bây giờ. Đi tới, đột nhiên trên bầu trời có một đạo kiếm mang phá không mà đến, hướng phía Bạch Tiền Bối vị trí rơi xuống. Tiền Bối cẩn thận, Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ lục đậu Phượng Tiên Tử kêu lên. Đừng hoảng hốt, không phải địch nhân. Bạch Tiền Bối vẫy tay, trên bầu trời kiếm mang kia liền rơi vào trong tay hắn. Là mang vỏ lưu tinh kiếm. Lưu tinh kiếm trên người còn mang theo một tờ giấy, trên đó viết một cái to lớn hảo chữ. Da đen Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta vừa hướng Biệt Tuyết Tiên Cơ đặt trước một bàn tiên hào, nàng vừa vặn ngay tại trên mặt trăng. Một hồi chúng ta tìm tới địa bàn, đào động phủ trước tiên có thể ăn một chút gì. Bạch Tiền Bối giải thích nói. Da đen Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu. Hơn nửa canh giờ, Bạch Tiền Bối mang theo da đen Vũ Nhu Tử. Rời đi trước đó cái kia phiến tu sĩ khu tụ tập, bước ra khu tụ tập trận pháp bảo vệ bảo hộ phạm vi. Sau đó, lại hướng về trước đó nhánh cây chỉ hướng vị trí bay hồi lâu, Bạch Tiền Bối cùng da đen Vũ Nhu Tử đáp xuống hoàn toàn hoang lương khu vực. Hừm, nơi này không tệ, Vũ Nhu Tử ngươi tại bên cạnh chờ lấy. Bạch Tiền Bối gật đầu, truyền âm nói rời đi trận pháp bảo vệ, trên mặt trăng giao lưu liền khá là phiền toái. Dứt lời, Bạch Tiền Bối rất chuyên nghiệp móc ra một cái la bàn. Trái xem phải xem, trong miệng nói lẩm bẩm, giữa ngón tay bấm đốt ngón tay. Da đen Vũ Nhu Tử đối tìm kiếm bảo địa hiểu không phải rất nhiều, liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Lại qua gần nửa ngày sau. Không sai biệt lắm, Bạch Tiền Bối thu hồi la bàn, gật đầu nói. Để cho tiện giao lưu, Bạch Tiền Bối vừa rồi tại đo đạc mặt đất thời điểm, bước chân tùy ý tại mặt đất vẽ phác thảo một cái trận pháp. Ở cái này trận pháp bên trong, có thể bình thường phát ra âm thanh giao lưu. Không cần mỗi lần đều bóp truyền âm nhập mật. Da đen Vũ Nhu Tử hỏi, Tiền Bối, xác định rõ vị trí cụ thể sao? Không, ta nói là hướng Biệt Tuyết Tiên Cơ đặt tiên hào hẳn là muốn tới, ta có chút muốn ăn đồ vật. Bạch Tiền Bối trả lời. Da đen Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Oanh! Đang khi nói chuyện, đột nhiên nơi xa có một cỗ xe lửa trạng pháp bảo, ầm ầm đánh tới. Cái này xe lửa pháp khí hết thảy có 10 khoang xe lửa, tốc độ cuồng bạo.
đừng nói cho ta đây là biệt tuyết tiên cơ đưa tiên hào toa ăn a. À. Da đen vũ nhu tử nói cái này toa ăn đơn giản tựa như là công thành xe, muốn phá tan hết thảy ngăn tại trước mặt nó sự vật. Bạch tiền bối gật đầu nói, không sai, chính là toa ăn. Trước mấy thời gian biệt tuyết tiên cơ thiết kế cái này toa ăn thời điểm, còn tại trên mạng liên lạc qua ta, ta cho nàng chỉ điểm qua làm sao để toa ăn càng nhanh, hơn càng ổn, càng có lực trùng kích. Da đen vũ nhu tử ngẩng đầu vọng thiên. Đúng lúc này, đột nhiên, toa ăn thắng gấp, tựa hồ đụng phải thứ gì. Ngay sau đó, một cái thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, a a a. Quả nhiên có cái gì bị đụng phải. Tiếng thét này, thảm đến làm lòng người chua. Tại bạch tiền bối trận pháp hiệu quả bên dưới, tiếng kêu thảm thiết hồi âm trận trận. Công đức xà Mỹ nhân từ bạch tiền bối tụ lý càn khôn bên trong chui ra, trong tay nâng lên một cái 3.2 phân bảng hiệu. Tạo hóa tiên tử ngay sau đó lóe lên, trong tay nâng lên một cái 3.3 phân bảng hiệu. Bảng hiệu dưới góc phải còn viết mắc điểm, 10 điểm chữ. Nâng xong bài về sau, hai vị tiên tử cùng nhau nhìn về phía da đen vũ nhu tử. A, à, ta cũng phải cho điểm sao? Điệp tống bạch hóa hoàng, quái lệ lục đậu phượng tiên tử chỉ mình. Tạo hóa tiên tử cùng công đức xà Mỹ nhân nghiêm khắc gật đầu. Da đen vũ nhu tử nghĩ nghĩ, duỗi ra 4 cái ngón tay nói, cái kia, bình cái 4 phân A. Mặc dù chỉ là 3 đoạn kêu thảm, nhưng để cho âm thanh bên trong thảm liệt cảm xúc rất đắt đỏ, phương diện này có thể thêm điểm phân. Ở thời điểm này, da đen vũ nhu tử cuối cùng có điểm tâm ma dáng vẻ. Thân là hợp cách tâm ma, người khác càng thống khổ, nàng nên muốn càng bình tĩnh, thậm chí muốn tại bên cạnh trào phúng mới đúng. Tạo hóa tiên tử cùng công đức xà Mỹ nhân liếc nhau, cuối cùng công nhận nhẹ gật đầu da đen vũ nhu tử cho điểm quá quan. Xe lửa toa ăn tại đầy bình phong điện quang hỏa hoa bên trong vững vàng dừng lại. Xe lửa đầu phía trước, một thân ảnh tự ẩn thân trạng thái bên trong hiển hiện, tiếng kêu thảm thiết chính là hắn phát hiện. Bởi vì là tại mặt trăng, lại không có tu chân phiên chợ loại kia trận pháp bảo vệ, hắn bị đụng bay tràng diện liền lộ ra đặc biệt khoa trương. Ở trên bầu trời liên tục mấy cái 10 điểm cấp lăn lộn độ khó về sau, đạo thân ảnh này chật vật rơi xuống đất, không nhúc nhích. Đã chết rồi sao? Da đen vũ nhu tử hỏi. Công đức xà Mỹ nhân trong bụng vang lên tâm ma xích tiêu kiếm thanh âm. Còn sống, còn có khí hơi thở. Người tu luyện không dễ dàng như vậy quải điệu. Bất quá nhìn thương rất nặng, không có trị liệu giá trị. Da đen vũ nhu tử nghiêm túc suy tư nói, tâm ma của nàng bản tính, phi thường có tính nhắm vào, chỉ nhằm vào một ít đặc biệt đám người. Vị kia bị đụng đổ tại kẻ nhìn lén, ngón tay không ngừng run rẩy, hắn cảm giác mình còn có thể cứu giúp một chút. Không muốn từ bỏ trị liệu, sinh mệnh phi thường quý giá. Bạch tiền bối dứt lời. Từ càn khôn pháp khí bên trong lấy ra một kiện dụng cụ. Tâm ma xích tiêu kiếm nghi hoặc nhìn qua dụng cụ, đây là vật gì? Y dụng máy chụp X quang, lần trước ta rút thưởng lúc rút đến đồ vật, một mực trang tại không gian pháp khí bên trong. Hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng, bạch tiền bối giải thích nói. Tâm ma xích tiêu kiếm. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nơi nào rút thưởng sẽ rút cái đồ chơi này. Công đức xà Mỹ nhân trôi hướng phía trước. Dùng cái đuôi đem vị kia bị toa ăn đụng đổ ra hỏa cuốn lên, đem hắn đưa đến máy chụp X quang bên trên. Không điện cái này thiết bị dùng như thế nào? Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Bạch tiền bối nắm lên nguồn điện chắp đầu, có ta ở đây, ta dùng nạp điện thuật bổ sung nguồn điện. Có bạch tiền bối làm nguồn điện, máy chụp X quang bắt đầu quét hình. Rất nhanh, X quang phiến đi ra. Từ X quang phiến nhìn lại, là gãy xương. Các ngươi nhìn. Xương sườn nơi này gãy mất tận mấy cái. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Bên trên trị liệu thuật đi, bất quá tốt nhất trước đem xương cốt chữa trị xuống. Sở các chủ ngốc mau nói. Chữa trị xương cốt sự tình liền giao cho ta đi. Da đen vũ nhu tử nói nàng nhường cái bạch tiền bối điện thoại, mở ra một cái mỹ nổ phần mềm. Vũ nhu tử bản thể am hiểu làm biểu lộ bao, nàng thân là tâm ma, phương diện này thiên phú cũng không kém. Cam đoan có thể đem X quang phiến bên trên gãy mất xương cốt đều chữa trị, ghép về. Cho ta một phút đồng hồ thời gian, ta liền có thể dùng phần mềm đem hắn xương cốt chữa trị trở về. Da đen vũ nhu tử tràn đầy phấn khởi nói. Trên mặt đất vị kia bị đụng bay té ngã tu sĩ, cơ thể hơi run rẩy. Dùng phần mềm, đem ta xương cốt chữa trị.